ầm ầm. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, đại chiến diễn ra. Hàng ước đại quân Minh Linh không ngờ lại xảy ra hỗn chiến. Thanh âm bạo liệt liên miên không ngớt vang lên, thanh niên Dạ Xoa tộc đầu lĩnh kia lơ lửng trên không trung, từng đạo chỉ ấn âm hàn bắn ra. Vô số cường giả Minh Linh trẻ tuổi giống như diều đứt dây rơi xuống phía dưới. Căn bản không có cách nào chống lại. Thanh niên Dạ Xoa nhất tộc này trực tiếp xẹt qua trời cao, thân ảnh ở trước hàng ước đại quân Minh Linh giống như chỗ không người, trực tiếp tiến vào trong không gian hoang vu. Ngay khi thân ảnh người này tiến vào trong không gian hoang vu kia, toàn thân bắt đầu nhúc nhích, lưu quang trên người lan tràn ra, bao phủ thân thể. Khi lưu quang phai nhạt, ở chỗ sâu trong không gian hoang vu, hàng ước vạn đại quân Minh Linh bên ngoài không có người nào có thể nhìn thấy, thanh niên giống như đầu lĩnh của Dạ Xoa nhất tộc lúc này đã trở thành một nam tử mặc áo bào xanh, khuôn mặt cương nghị. Đây không phải là Lục Lâm Thiên trà trộn vào trong đại quân Minh Linh thì còn có thể là ai? Ở chỗ sâu trong không gian hoang vu, thân thể Lục Lâm Thiên được quang mang màu tím vàng bao phủ, trực tiếp phóng về phía trước. Siêu! Ước chừng nửa khắc đồng hồ, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một không gian bao la hư vô, không gian này giống như là hư không, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, nhưng khí tức hoang vu nồng đậm ở trong này đột nhiên lại giảm xuống rất nhiều, khí tức năng lượng thiên địa nồng đậm lan tràn ngập không trung. Giống như cỗ khí tức hoang vu kia bị hai không gian khác nhau ngăn cản, không có cách nào tiến vào trong không gian này. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước, trong không gian tràn ngập năng lượng thiên địa nồng đậm này đột nhiên có một cỗ ma khí âm hàn lan tràn ra. Khí tức này dường như là tồn tại kinh khủng nhất trong thiên địa này. Ma khí lan tràn, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho linh hồn người ta trực tiếp cảm thấy bất na. Loại ma khí âm hàn này khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên lập tức run lên, lúc trước ở trong đám người ra tay với hắn từ đường hầm không gian từ thương khung chiến trường về mật địa thiên giới có một tứ nguyên hóa hồng cũng có khí tức giống như thế này. Về sau Lục Lâm Thiên mới biết được, người có tu vi tứ nguyên hóa hồng khi trước ra tay với hắn chính là một người thiên ma tộc. Một trong năm đạo chủng tộc của Minh Linh. Ma khí âm hàn lan tràn, trong nháy mắt trở nên nồng đậm. Trong không gian phía trước lập tức nổi lên chấn động, một nam tử ước chừng 30 tuổi, hai mắt nhắm chặt, đang khoanh chân ngồi xuất hiện trong hư không. Bộ dáng nam tử này coi như bình thường, so với nam tử của Dạ Xoa nhất tộc, Phệ Hồn nhất tộc, Lang Linh nhất tộc, Tu La nhất tộc thì dễ nhìn hơn nhiều. Chỉ là trên thân thể hắn lại không ngừng có ma khí cuồn cuộn lan tràn ra, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Có thể phá hủy tất cả, khiến cho người ta có cảm giác sởn hết gai ốc. Siêu siêu. Bỗng nhiên nam tử này mở hai mắt ra, trong mắt có một cỗ khí tức âm hàn bắn ra, khiến cho không gian trước mắt hắn trực tiếp run run. Một cỗ ma khí ngập trời quanh thân nam tử này cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ giống như khí tức thái cổ, lại giống như khí tức trên người Minh Linh bình thường, chỉ là lại có một chút bất đồng, nhưng không thể nghi ngờ, khí tức của người này vô cùng ngưng thực. Vô cùng cường hãn. Thiên ma nhất tộc, tứ nguyên hóa hồng. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Nhìn nam tử kia rồi thì thảo nói. Xem ra hiệu quả của Hồng Hoang Điện đúng là không tệ a. Theo Lục Lâm Thiên biết, lúc trước kẻ có được Hồng Hoang lệnh trên đại lục số một này chính là một thanh niên của thiên ma nhất tộc, lúc trước hắn ta chỉ có tu vi nhị nguyên hóa hồng gần tới hậu kỳ mà thôi. Mà lúc này trải qua 1.500 năm lại tới tứ nguyên hóa hồng. Trong 1.500 năm ngắn ngủi lại có thể đột phá to lớn như vậy, không thể nghi ngờ đều là công lao của Hồng Hoang Điện kia. Siêu. Người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc này mở mắt ra, ma khí âm hàn ngập trời cuồn cuộn lan tới người Lục Lâm Thiên. Thân thể lập tức lơ lửng trên không trung, đôi mắt âm hàn mang theo vẻ âm trầm chớp động, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Không ngờ lại là một nhân loại, cũng tốt, cũng không cần hạ thủ lưu tình. Để xem trong 1.500 năm này tu vi của ta có bao nhiêu tiến bộ. Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng nam tử thiên ma nhất tộc này truyền ra, ánh mắt hắn nhìn qua Lục Lâm Thiên, nụ cười trừ vẻ lạnh lẽo ra còn tràn ngập vẻ khinh thường. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nam tử tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc trước mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo nhàn nhạt, hàn ý trong mắt bắn ra, như ẩn như hiện, miệng nói. Từ đầu ta cũng chưa được gặp tạp chủng thiên ma nhất tộc, không ngờ bây giờ lại gặp được. Cũng tốt, cũng nên thu một chút tiền lãi. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc kia sững sờ một chút, ánh mắt lập tức càng thêm âm hàn.
nhân loại bên ngoài hiện tại chẳng lẽ đều hung hăng càn quấy như vậy sao? Nhưng mà không có thực lực hung hăng càn quấy thì chính là muốn chết. Nói xong, thân ảnh nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc bước về phía trước, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý không chút che giấu. Ma khí âm hàn ngập trời phóng ra, đột nhiên giống như cuồng phong bạo vũ khuếch tán, hư không phong vân biến sắc, không gian rung chuyển. Con sâu cái kiến, chịu chết đi. Trong hư không rung chuyển, ma khí âm hàn cuồn cuộn quanh thân nam tử tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc tràn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Thủ ấn được kết, thân thể hắn ta trong nháy mắt dùng xu thế như sấm sét, nhanh như thiểm điện trực tiếp xuất hiện ở trước người Lục Lâm Thiên. Siêu! Đạo thủ ấn tràn ngập ma khí âm hàn mang theo khe nứt đen kịt khổng lồ ước chừng hơn 10 trượng xuất hiện trong không gian, hung hăng vỗ về phía Lục Lâm Thiên. Oanh! Đạo thủ ấn bằng ma khí cực lớn xuyên thấu qua không gian, ma khí cuồn cuộn giống như mây đen lan tràn, không gian ven đường bị phá hủy. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra, không gian quanh thân nứt vỡ từng khúc, lập tức phóng về phía Lục Lâm Thiên, giống như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đánh xuống. Chỉ là năng lượng ma khí âm hàn chung quanh bắn ra lại khiến cho không gian chung quanh bị phá hủy, vô số mảnh vỡ không gian giống như quang mang lan tràn ra chung quanh. Giờ phút này, hàn ý tràn ngập không gian, trong lúc mơ hồ có một cỗ sát ý lạnh như băng, khiến cho không trung cứng lại. Ngay khi đạo thủ ấn bằng ma khí kia đánh xuống, thân ảnh Lục Lâm Thiên lại biến mất trong ma khí ngập trời. Tiếp đó trong nháy mắt, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên lần nữa xuất hiện đã trực tiếp xuất hiện sau lưng nam tử tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc. Không tốt! Người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc dường như cảm giác được thứ gì đó, ánh mắt âm hàn lúc này tràn ngập vẻ sợ hãi, thân thể nhanh chóng phóng về phía trước. Nhưng mà tất cả dường như đã quá muộn. Ngay khi người có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc kia nhanh chóng lui lại thì một đạo lưu quang màu tím vàng đã hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Ầm ầm, một cỗ khí tức mênh mông giống như hủy diệt từ trong hư không phô thiên cái địa, tuôn ra mãnh liệt. Thanh âm giống như tiếng sấm minh chỉ trong thoáng chốc vang vọng trong hư không. Tại sao lại mạnh như vậy? Không có khả năng, tại sao? Trong sát na này, nam tử thiên ma nhất tộc kia lập tức cảm giác được một cỗ hàn ý từ tận đáy lòng lan tràn ra. Dưới năng lượng kinh người cùng với tiếng sấm sét vang vọng, linh hồn hắn run rẩy, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, sợ hãi. Sau đó thân thể bắt đầu bành trướng, mở rộng, muốn thi triển thiên ma chân thân. Siêu! Tất cả chỉ trong nháy mắt, một đạo sấm sét màu tím cực lớn giống như cự long ầm ầm đánh xuống. Những nơi sấm sét đi qua, không gian trực tiếp bị đánh nát không còn. Vô số vết nứt không gian đen kịt lộ ra quang mang khiến cho tim đập nhanh. Khiến cho không gian trong hư không này vặn vẹo, sau đó lập tức xuyên thủng không gian đánh vào người của nam tử tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc đang định thi triển thiên ma chân thân. Ầm ầm, sấm sét đánh xuống, dưới đạo sấm sét màu tím cường hãn này cả hư không trong công kích cường hãn bực này bắt đầu lay động kịch liệt. Nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc còn chưa kịp thúc dục ra thiên ma chân thân. Thân thể của hắn dưới lực lượng sấm sét này bằng mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể nam tử có tu vi tứ nguyên hóa hồng của thiên ma nhất tộc tràn ngập điện mang màu tím, chỉ rằng co được một lát trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Xoẹt! Ngay cả hồn anh cũng không có cơ hội đào thoát, không gian bị nghiền nát, năng lượng khủng bố lập tức giống như một cơn lốc khuếch tán. Trong không gian, một khối lệnh bài phong cách cổ xưa, tràn ngập bí văn, khí tức thái cổ lớn chừng bàn tay xuất hiện. Siêu! Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên có lực hấp tuôn ra, nhanh chóng thu lệnh bài tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa kia thu vào trong lòng bàn tay. Trong không gian hư vô, một nam tử thân hình gầy gò, mặc trường bào màu tím vàng xuất hiện, mắt nhìn thanh niên ải linh tộc trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười tà. Nam tử của ải linh tộc này có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, toàn thân có năng lượng âm hàn chấn động, vẻ mặt dữ tợ, thân thể giống như người lùn. Nhưng khí tức âm hàn trên người chấn động kia lại khủng bố vô cùng, trong tay người này có một khối lệnh bài bằng lòng bàn tay, tràn ngập bí văn, khí tức cổ xưa. Ngươi là người tộc nào? Giờ phút này, nam tử ải linh tộc này ngẩng đầu nhìn qua nam tử mặc trường bào màu tím vàng mà hỏi, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Khí tức huyết sát âm hàn trên người đối phương không giống như nhân loại. Thế nhưng hắn khó có thể nhận ra đối phương rốt cuộc là loại chủng tộc nào trong các chủng tộc của Minh Linh. Chuyện này không liên quan tới ngươi, giao ra hồng hoang lệnh là được rồi.
Nam tử mặc trường bào màu tím vàng lạnh nhạt nhìn nam tử ải linh tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong rồi nói. Cuồng vọng, muốn hồng hoang lệnh vậy thì phải nhìn xem ngươi có bổn sự này hay không. Ải linh chân thân. Nói xong, trong giây lát thân thể của nam tử ải linh tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong này run lên, một cỗ quang mang âm hàn chói mắt lập tức bộc phát ra. Quang mang âm hàn chói mắt bộc phát, không trung run lên, thân thể hắn hóa thành một thân thể cự lớn, ước chừng hơn trăm thước. Thân là người ải linh tộc, coi như là thi triển minh linh chân thân so với chủng tộc khác cũng nhỏ hơn không ít, nhưng giờ phút này khí tức trên người hắn lại cường hãn tới cực hạn. Trong hư không gió nổi mây phun, trên thân thể cực lớn của nam tử ải linh tộc, ánh mắt âm hàn lạnh lùng nhìn về phía nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia, thủ ấn trong tay khẽ kết, một cỗ năng lượng âm hàn ngập trời bắn ra. Năng lượng âm hàn phô thiên cái địa khuếch tán, khiến cho không gian mơ hồ vặn vẹo. Năng lượng âm hàn mạnh mẽ, hung hãn như vậy cơ hồ trong nháy mắt xuyên thủng không gian, vô thanh vô tức khiến cho không gian vặn vẹo. Trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng âm hàn phô thiên cái địa giống như trong sát na ập xuống người nam tử mặc trường bào màu tím vàng kia. Dưới uy thế khủng bố của năng lượng âm hàn này, không gian chung quanh nam tử mặc trường bào màu tím vàng bắt đầu hiện lên từng vòng gợn sóng đen kịt, đủ thấy được năng lượng âm hàn này khủng bố, mạnh mẽ ra sao. Ô ô! Tất cả chỉ trong nháy mắt, cỗ năng lượng âm hàn khủng bố này trực tiếp bao phủ quanh thân nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt, năng lượng âm hàn mênh mông như biển, giống như thủy triều, từng đợt không ngừng ập xuống người nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia, trong lúc mơ hồ có thanh âm thê lương, tiếng quỷ khóc thần sầu vang vọng không ngừng. Giờ phút này nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia dưới năng lượng âm hàn khủng bố, mênh mông chấn động kia không ngờ ngay cả vạt áo cũng không bị rung động một chút nào. Tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, có chút thấp a. Bỗng nhiên, nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt xuất động, một cỗ sát khí âm hàn ngập trời đột nhiên khuếch tán, thân thể hắn ta trong nháy mắt này trực tiếp bành trướng, hóa thành thân thể khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Sát khí âm hàn kia chính là khắc tinh của tất cả linh hồn. Siêu siêu, thân thể khổng lồ của hắn hiển hiện, mở miệng hút một cái, một vòng xoáy bằng sát khí âm hàn cực lớn trực tiếp lan tràn ra. Giống như ngay cả không gian lớn chung quanh cũng muốn hút vào trong vòng xoáy. Trực tiếp đem năng lượng âm hàn quanh thân nam tử ải linh tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong kia hút vào trong cơ thể. Cuối cùng dưới ánh mắt rung động, kinh sợ của nam tử ải linh tộc tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong kia, thân thể không nằm trong sự khống chế của hắn thu nhỏ lại từng khúc. Năng lượng âm hàn cuồn cuộn minh mông trực tiếp bị cắn nuốt, hút ra. Cuối cùng thân thể giống như người lùn cũng trực tiếp bị cắn nuốt vào bên trong vòng xoáy kia. Siêu! Thân thể khổng lồ kia thu nhỏ lại, trong tay nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia cũng xuất hiện một khối lệnh bài tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa, khóe miệng người này nở nụ cười vui vẻ. Trong hư không bao la, quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời lên cao lan tràn ra, nhiệt độ cao khủng bố trong thoáng chốc xuất hiện trong mảnh hư không trắng sáo. Lộ ra nhiệt độ đáng sợ ngay cả linh hồn cũng không có cách nào thừa nhận. Sau đó cả hư không trắng xóa bị một mảnh hỏa diễm màu xanh ra trời nhiệt độ khủng bố bao phủ. Trong hư không trắng xóa bao la, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn tràn ngập, hình thành một biển lửa màu xanh ra trời. Trong không gian, một cỗ khí tức khiến cho người ta rung động, sợ hãi lặng lẽ lan tràn. Giờ phút này một đạo phệ hồn linh thân cực lớn xuất hiện trong không gian. Khí tức tam nguyên hóa hồng đỉnh phong ở dưới hỏa diễm màu xanh ra trời giống như hủy diệt vạn vật này lại không phát huy ra tác dụng gì. Sát khí âm hàn khủng bố lập tức bị hỏa diễm màu xanh ra trời thôn phệ, những hỏa diễm màu xanh ra trời này giống như là khắc tinh. Oanh! Trong biển lửa màu xanh ra trời cuồn cuộn, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cực lớn tựa như một đạo sấm sét màu xanh ầm ầm đánh vào trên người phệ hồn linh thân cực lớn kia. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như hung thú thôn phệ vạn vật, lập tức trực tiếp phá hủy phệ hồn linh thân khổng lồ. Ô ô, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, phệ hồn linh thân khổng lồ của hắn trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành cho bụi, căn bản không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Hồn anh chạy trốn ra, thế nhưng cũng lập tức bị một cơn sóng lửa trong biển lửa màu xanh ra trời này bao phủ, thôn phệ. Xì xì. Hồn anh chạm vào hỏa diễm màu xanh ra trời này lập tức bị thiêu đốt thành sương mù hư vô màu trắng. Phệ hồn linh thân của người có tu vi tam nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc thần hồn câu diệt, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn cũng lập tức biến mất,
một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện bên trong không gian. Trong tay nắm một khối lệnh bàn tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa. Tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, thực lực không kém. Trong không gian hư vô, một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng cao ngất nhìn nữ tử La Sát tộc tuyệt mỹ trước mắt, ấn ký tà dị ở trong mi tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt thâm thúy kia khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác muốn thần phục. Nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt lạnh lẽo mà âm hàn, một cỗ khí tức La Sát quanh thân giống như núi lửa phun trào lập tức lan tràn ra. Thân thể mềm mại ở trong khí tức La Sát mênh mông kia lại giống như bàn thạch không thể dung chuyển, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như băng. Tiểu tử thú tộc, muốn chết. Chỉ tiếc ngươi không còn thực lực này, La Sát nhất tộc sao? Quá bình thường. Mắt nhìn nữ tử La Sát tộc lạnh lẽo như băng kia, ánh mắt tiểu long khẽ đảo, đối chọi gay gắt, ánh mắt giống như khiến cho người ta thuần phục kia giờ phút này cũng lạnh lùng nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc kia. Hừ, thú tộc không biết tự lượng sức mình, so sánh với La Sát nhất tộc ta mà nói, thú tộc các ngươi còn kém xa. Tiểu long nói xong, khuôn mặt nữ tử tuyệt mỹ của La Sát nhất tộc cứng lại, trong hai mắt có một cỗ sát ý khiến cho lòng người lạnh lẽo tuôn ra. Hai mắt đỏ tươi, tràn ngập huyết sát. Khí tức và năng lượng tam nguyên hóa hồng đỉnh phong không còn giữ lại mà triệt để bạo liệt. Oanh! Năng lượng khủng bố như vậy khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh ầm ầm run lên. Một cỗ năng lượng âm hàn cực lớn giống như cơn lốc xuất hiện ở không gian quanh thân nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc. Năng lượng khủng bố bộc phát, bàn tay không ngừng ngưng tụ thủ ấn. Theo nữ tử tuyệt mỹ của La Sát nhất tộc không ngừng ngưng tụ thủ ấn. Cả hư không bao la kịch liệt run rẩy, đột nhiên xuất hiện từng khe nứt đen kịt. Mắt thấy tất cả trước mắt, tiểu long lơ lửng đứng đó, lạnh nhạt nhìn nữ tử này. Ánh mắt giống như khiến cho người ta muốn thần phục hiện lên sự vui vẻ. Trong ánh mắt vui vẻ này còn có hàn ý lẳng lặng hiển hiện. La Sát đoạt hồn quyền, chết đi. Nữ tử tuyệt mỹ của La Sát nhất tộc quát lên một tiếng, trong cơn lốc bằng năng lượng âm hàn khổng lồ kia có một khe nứt âm hàn cực lớn xoay tròn. Giống như một vòng xoáy trong trời cao, không gian chung quanh không ngừng lan tràn ra vết nứt không gian. Dùng khí tức khiến cho người ta sởn hết gai gốc lan tràn, hung hăng thôn phệ tiểu long. Xoẹt! Tốc độ của vòng tròn âm hàn cực kỳ khủng bố, chỉ trong vài cái lóe lên đã xuất hiện trước người tiểu long, giống như cái miệng rộng của một đầu cự thú dữ tợn, muốn thôn phệ tiểu long vào bên trong. Ta nói rồi, người còn chưa có thực lực này, La Sát nhất tộc chỉ là mặt hàng bình thường mà thôi. Cái miệng rồng của tiểu long cười nhạt một tiếng, khi thanh âm nhàn nhạt của tiểu long vừa mới dứt, quanh thân có một cỗ hỏa diễm màu vàng quỷ dị giống như thực chất lan tràn ra, không lùi mà tiến tới. Cánh tay vung lên, bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh màu vàng lập tức phóng lên trên trời. Ngao! Tiếp đó trong nháy mắt, khi thân ảnh tiểu long phóng lên trời đã hóa thành bản thể khổng lồ, một đầu cự long tràn ngập hỏa diễm màu vàng xẹt qua trời cao. Trên lưng có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Trên long lân toàn thân trong lúc mơ hồ có bí văn hiển hiện, đây đúng là bí văn phác họa một đồ án huyền vũ. Phá! Bản thể khổng lồ của tiểu long xuất hiện, lập tức bắn về phía vòng tròn âm hàn cực lớn phía trước. Thân thể cự long màu vàng mang theo một cỗ năng lượng quỷ dị hội tụ, khiến cho trong không gian to lớn nổi lên sóng to gió lớn. Ken két! Đầu cự long màu vàng này phóng vào trong vòng tròn âm hàn cực lớn kia, vòng tròn âm hàn cực lớn trực tiếp rạn nứt. Vết nứt dễ dàng lan tràn ra chung quanh. Phụt! Trong chớp mắt ngắn ngủi này, khe nứt âm hàn giãn nứt, trong miệng nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc kia lập tức có máu tươi điên cuồng phun ra không ngớt, ánh mắt nàng trong thoáng chốc chuyển thành hoảng sợ. Lúc này đầu cự long màu vàng mang theo hỏa diễm màu vàng khủng bố đã phóng tới trước người nàng, nhiệt độ cao trên hỏa diễm màu vàng quỷ dị kia lan tràn ra khiến cho không gian chung quanh như cứng lại. Đây là thú tộc gì? Tại sao lại mạnh như vậy? Giờ phút này, trong lòng nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc này mới hoảng hốt, trong hai mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trước mặt cự long màu vàng này không gian chung quanh đều cứng lại. Nguyên lực trong cơ thể nàng giống như bị áp chế tới đỉnh trệ, hỏa diễm màu vàng khiến cho linh hồn héo rút. Một cỗ uy áp hoàng giả lan tràn, nàng muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ngao! Cự long màu vàng này rít lên một tiếng trầm thấp, cái miệng dữ tợn mở ra, dùng xu thế như sấm sét. Cái miệng giống như muốn cắn xé, nghiền nát không gian, lập tức nuốt nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc kia vào trong miệng. Trong không gian hư vô trắng xóa, thân thể cao ngất của Lục Kinh Vân đứng sừng sững, khí thế trên người mênh mông, nguy nga,
giống như một ngọn núi lớn không thể dung chuyển. Dưới hàng lông mày kiếm, hai mắt nhắm chặt, trong mắt có quang mang đỏ trắng, giống như là một lợi tiễn sắc bén bắn ra. Một cỗ khí tức sát phạt bàng bạc trên người giống như cơn lốc khuếch tán ra bốn phía. Chết đi! Dứt lời, trong tay Lục Kinh Vân xuất hiện một thanh đại đao màu đỏ trắng, một đao đánh xuống, lập tức rơi vào người tu la chân thân của một người tu la nhất tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng. Đao mang đánh xuống, không gian chung quanh tu la chân thân khổng lồ nứt vỡ từng khúc. Rầm rầm rầm, thân thể tu la khổng lồ nổ tung, không gian chung quanh cũng liên tiếp nổ tung, nứt vỡ, khí tức, năng lượng sắc bén sát phạt giống như một quả bom nổ tung trong hư không trắng xóa này. Thanh âm bạo liệt, đinh tai nhức óc vang vọng, năng lượng sát phạt khủng bố giống như gợn sóng lan tràn, tán loạn trên không trung. Hừ, nhân loại nhỏ bé, muốn chết. Trong hư không trắng xóa, một nữ tử tu la nhất tộc mỹ mạo, dáng người mềm mại, uyển chuyển. Trong tay có một kiện linh khí trường tiên có vô số chiếc gai màu đỏ giống như độc xà không ngừng xoay tròn trên không trung, mang theo tiếng xé gió, đồng thời còn có tiếng kêu thê lương, sắc bén vang vọng. Toàn thân nàng ta lan tràn ra khí tức tu la hung hãn, bên dưới tiên ảnh của nữ tử này hiện lên không ít vết nứt không gian đen kịt. Mỗi một vết nứt đều mang theo năng lượng cường hãn có thể xuyên thủng không gian. Vô số tiên ảnh rậm rạp chằng chịt quỷ dị vô cùng bao phủ không gian, bao phủ nữ tử tuyệt mỹ thanh nhã này vào bên trong. Mới chỉ là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, người còn quá yếu. Nữ tử thanh nhã này thì thào nói, khi thanh âm của nàng vừa mới dứt, quanh thân đột nhiên có một cỗ quang mang màu xanh đậm giống như cơn lốc khuếch tán ra. Quang mang màu xanh đậm này khuếch tán, tiên ảnh ngập trời giống như trực tiếp bị cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt! Đồng thời, thân ảnh của nữ tử thanh nhã, tuyệt mỹ này xuyên qua không gian, tàn ảnh cũng mang theo đường cong mê người lập tức xuất hiện trước nữ tử tu la nhất tộc có dung mạo xinh đẹp kia. Thân ảnh giống như hồ điệp bay lượn, bàn tay ngọc tung bay, một đạo trưởng ấn màu xanh trực tiếp được đánh ra. Trưởng ấn dùng xu thế không thể tưởng tượng được đánh vào trên người nữ tử của tu la nhất tộc kia. Hóa ra ngươi đã, ngươi! Nữ tử xinh đẹp của tu la nhất tộc kia lúc này dường như mới chính thức biết rõ thực lực của nữ tử thanh nhã trước mắt rốt cuộc đã đến bước kia. Ánh mắt hoảng sợ, đồng tử co rút lại, tràn ngập vẻ sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, mà lúc này có muốn phản ứng cũng không kịp. Xoẹt! Dưới đạo trưởng ấn bay bổng này, sinh cơ trên thân thể nữ tử xinh đẹp của tu la nhất tộc kia lập tức biến mất, cả phiến không gian hóa thành hư vô. Bộ dáng xinh đẹp trong chớp mắt chuyển thành già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa. Sau đó thân thể bắt đầu héo rũ, cuối cùng trực tiếp lơ lửng trong hư không trắng xóa này. Sinh cơ trên người đều biến mất không thấy gì nữa. Siêu! Một khối lệnh bài tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay nữ tử thanh nhã này. Trong nghi tâm nàng có một đạo linh hồn lực rót vào bên trong, không gian chung quanh lập tức nổi lên chấn động. Chấn động lan tràn, không gian vặn vẹo, lập tức xuất hiện một cánh cửa trong không gian. Hai mắt nữ tử thanh nhã, tuyệt mỹ này khẽ đảo, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, hai chân liên tục bước về phía trước. Lập tức tiến vào trong cánh cửa không gian kia. Đây là một mảnh không gian cực lớn, không gian to lớn vượt quá sự tưởng tượng của người ta. Trong không gian này không có trời, không có đất, vô biên vô hạn, bao la vô cùng. Phía trên không gian có 72 khối cự thạch hình bầu dục, tựa như 72 ngọn núi cực lớn đang lơ lửng trong không gian bao la vô biên vô hạn này. 72 ngọn núi khổng lồ này tựa như hung thú ngập trời đứng sừng sững trong không gian này trăm triệu năm rồi. Khí tức trong không gian này đủ để khiến cho người có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai cũng khó có thể đặt chân vào bên trong. Trên không trung bao la, trong phiên thiên địa này đột nhiên xuất hiện một hồi chấn động. Loại chấn động này càng ngày càng mạnh, ngay sau đó gợn sóng không gian run lên. Trong gợn sóng không gian lập tức có một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân mặc một bộ hoa bào màu xanh ra trời nhảy ra. Nam tử tuấn mỹ có mái tóc dài đen nhánh, búi thành búi tóc vô cùng cao quý. Dáng người thon dài giống như một chiếc cọc tiêu, hai mắt lúc này nhìn tất cả mọi thứ trong không gian, trong mắt hiện lên vẻ chấn động khó nói nên lời. Oanh! Nam tử tuấn mỹ này xuất hiện, cự thạch run lên, lập tức có một cỗ lưu quang trong suốt giống như là khe nứt xuất hiện, bao phủ ngọn núi này vào bên trong. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân kia cũng bị bao phủ vào bên trong, không gian chung quanh mơ hồ xuất hiện chấn động. Dường như không gian bên trong đã bị phong tỏa. Siêu! Lần nữa trên một tảng đá lớn xuất hiện gợn sóng không gian,
một đạo thân ảnh màu xanh nhảy ra khỏi gợn sóng không gian đang chấn động, người này chính là Lục Lâm Thiên đoạt được Hồng Hoang lệnh trong khối đại lục số 1. Oanh! Lục Lâm Thiên xuất hiện, tảng đá lớn dưới chân giống như ngọn núi lớn này cũng run lên, lập tức cũng có một đạo lưu quang trong suốt giống như khe nứt bao phủ trọn ngọn núi, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng bị bao phủ vào bên trong. Trong không gian chung quanh mơ hồ xuất hiện chấn động, Lục Lâm Thiên chau mày, phát hiện ra không gian chung quanh đã vặn vẹo, sợ rằng không có cách nào cưỡng ép đi ra bên ngoài. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, mắt nhìn tất cả mọi thứ trong không gian bao la này, ánh mắt biến đổi. Không biết siêu cấp cường giả bực nào mới có thể bố trí ra không gian cực lớn như vậy. Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác được cái gì đó mà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong mắt của hắn hiện lên một nam tử tuấn Mỹ dị thường. Trong mắt của Lục Lâm Thiên, nam tử kia tuấn Mỹ tới nỗi khiến cho ánh mắt Lục Lâm Thiên phải âm thầm biến đổi. Vốn Lục Lâm Thiên cho rằng Phi Ưng Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Phô Trần, mấy người này đã là kẻ đủ gây tai họa cho nữ nhân, trong thiên hạ sợ rằng khó tìm được kẻ thứ hai tuấn Mỹ hơn bọn họ. Thế nhưng lúc này nhìn thấy nam tử mặc hoa bào màu xanh ra trời kia, Lục Lâm Thiên mới biết được suy nghĩ trước đó của mình đã sai. Nam tử tuấn Mỹ phía trước thậm chí so với đám người Phi Ưng Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần còn tuấn Mỹ hơn nhiều, trọng yếu nhất là cỗ khí chất trên người hắn ta so với Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần, Phi Ưng Lăng Phong mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí có thể nói, đám người Phi Ưng Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần cũng không có cách nào so sánh được với người này. Giờ phút này nam tử tuấn Mỹ dị thường kia cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt trong thoáng chốc biến ảo, khí tức vốn không hề bận tâm tới mọi việc chung quanh trong thoáng chốc biến chuyển, một cỗ khí thế vô hình bỗng nhiên bắt đầu lan tràn ra. Là hắn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, từ khí tức Lục Lâm Thiên không khó nhận ra, nam tử tuấn Mỹ dị thường này chính là người không hiện thân trên Mẫn Tinh Đại Lục khi trước. Người được đám người bà chỉ xưng là Nguyên Soái Thiên La Minh, không hề nghi ngờ, chính là người nổi bật, đỉnh phong nhất trong Thiên La Minh. Một cỗ khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên chấn động, bốn mắt của hai người nhìn nhau, tuy rằng cách xa nhau, thế nhưng bầu không khí chung quanh trở nên căng cứng, có cảm giác giống như dương cung bạt kiếm. Oanh! Trên một tảng đá lớn khác trong 72 khối bắt đầu có gợn sóng lập lòe, một đạo thân ảnh nhảy ra khỏi gợn sóng không gian đang chấn động rồi đáp xuống tảng đá, cự thạch dưới chân giống như ngọn núi khổng lồ theo đó run lên. Một đạo quang mang trong suốt lập tức bao phủ lấy người này. Người thứ ba tới này cũng là một nam tử, người mặc một trường bào màu tím, sắc mặt lạnh lùng, thần thái có vẻ thanh tao lịch sự, hai mắt linh động, giống như hai khối ngọc thạch. Mà hắn giờ phút này cũng bị quang mang bao phủ, vẻ mặt lại cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí ngay cả chung quanh cũng không thèm liếc nhìn, chỉ lẳng lặng đứng trên khối đá lớn giống như ngọn núi này. Xoẹt! Ngay sau đó trên không ít khối cự thạch giống như ngọn núi bắt đầu nổi lên chấn động, đạo thân ảnh thứ tư nhảy ra. Người mặc trường bào màu vàng, trên đầu là mái tóc xoăn màu vàng, mi tâm có ấn kỳ tà dị. Đạo thân ảnh thứ năm đáp xuống, người mặc trường bào màu tím nhạt, thân thể gầy gò, toàn thân có khí tức huyết sát âm hàn. Đạo thân ảnh thứ sáu có mái tóc đen nhánh, ánh mắt như sao. Đạo thân ảnh thứ bảy mặc trường bào màu lam, khí tức âm hàn mà nóng bỏng, thế nhưng lại thu liễm vô cùng sâu, khó ai có thể phát giác ra. Đạo thân ảnh thứ tám chính là một nữ tử thanh nhã. Thân ảnh xinh đẹp mà mềm mại, nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất cao quý. Nữ tử thứ 9 mặc cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu chuyển. Thân thể uyển chuyển khiến cho người ta sôi trào. Nữ tử thứ 10 mặc y phục trắng như tuyết, thánh khiết mà cao quý. Từng đạo thân ảnh bắt đầu đáp xuống trên từng khối đá lớn, lập tức bị quang mang năng lượng bao phủ. Lục Lâm Thiên nhìn từng đạo thân ảnh xuất hiện. Nam tử thứ ba không phải là người Thương Khung Minh cho nên tự nhiên là người của Thiên La Minh. Người thứ tư chính là Tiểu Long chứ không phải là ai khác. Sau đó là Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Phong Du Du nối tiếp xuất hiện. Ầm ầm, không gian thi thoảng run lên, ước chừng sau nửa canh giờ. Trên 72 khối đá lớn đại bộ phận đều có người xuất hiện, đều bị quang mang năng lượng bao phủ. Mỗi một đạo thân ảnh đáp xuống đều có quang mang năng lượng bao phủ. Khối đá lớn cũng theo đó run lên. Chỉ còn lại một khối đá lớn cuối cùng là không có ai đặt chân. Tử Yên, Lam Thập Tam. Lục Lâm Thiên nhìn từng đạo thân ảnh không ngừng đáp xuống, đại bộ phận đều là người Thiên La Minh. Sau khi đám người Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Phong Du Du,
Lục Kinh Vân xuất hiện, Tử Yên cũng xuất hiện, mặt khác Lam Thập Tam cũng đột nhiên xuất hiện trong đó. Cuối cùng Lục Tâm Đồng xuất hiện cũng làm cho Lục Lâm Thiên có chút bất ngờ không nhỏ. Không ngờ đại biểu của Côn Vân thế giới không tranh đoạt Hồng Hoang lệnh mà là bị Lục Tâm Đồng đạt được. Đám người Vũ Thoát Phàm, Diễm Hân, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Ngưu Trí, Kim Hổ, Phong Dạ Phiêu, bảy người này cũng xuất hiện ở bên trong. Sợ rằng đám người thì Trường Ức, Cam Ngộ Kỳ, Ô Tử An đã vô duyên với Hồng Hoang lệnh. Trên 72 khối đá lớn lúc này đã có 71 đạo quang mang bao phủ, chỉ có một khối đá là chưa có ai đặt chân lên. 71 người, ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua toàn bộ. Tới bây giờ người Thương Khung Minh ở đây chỉ có 19 người mà thôi. Còn lại đều là người Thiên La Minh, khác biệt thực sự quá lớn một chút. Nam tử Thiên La Minh tuấn mỹ dị thường kia nhìn thấy vô số thanh niên nam nữ tử Thiên La Minh chung quanh xuất hiện, trên mặt cũng không hiện lên quá nhiều chấn động, trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ cao hứng. Mọi người đáp xuống, trước tiên lập tức đánh giá tất cả mọi thứ trong không gian bao la này, đối với bất luận một kẻ nào mà nói, tất cả mọi thứ trong không gian này đều lạ lẫm. Trong quang mang năng lượng, mọi người lúc này cũng chỉ có thể yên tĩnh đứng trên khối đá lớn dưới chân. Lam Thập Tam đáp xuống, cũng chỉ có thể gật đầu với Lục Lâm Thiên phía xa, vẻ mặt hưng phấn, kích động, thế nhưng lại không có cách nào nhảy ra khỏi khối đá này. Siêu siêu! Trên không trung bao la, không gian phía trên một khối đá cuối cùng cũng xuất hiện một hồi chấn động. Ngay sau đó gợn sóng không gian run lên, lập tức có một nữ tử mặc váy tím nhảy ra. Thân ảnh xinh đẹp đáp xuống, khối đá dưới chân run lên, một cỗ quang mang năng lượng giống như lưu quang trong suốt đem trọn khối đá dưới chân nàng bao phủ. Mà khi nữ tử mặc váy tím này xuất hiện, ánh mắt đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long xuất hiện vẻ chấn động. Nữ tử mặc váy tím này mắt ngọc mày ngài, hai hàng lông mi có phần lạnh lùng, người này đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song không thể nào không biết. Nữ tử này chính là ma kiếm Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn khi trước. Trong Linh Vũ Thế Giới, trong thi đấu chọn ra thập đại cường giả do Thiên Địa Các tổ chức lúc trước, thực lực mà Nguyên Nhược Lan biểu hiện ra tuyệt đối bất phàm. Dựa vào ma kiếm, thực lực có thể nói là người duy nhất trong đám người trẻ tuổi có thể đánh đồng được với Lục Lâm Thiên. Mắt nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, khóe miệng nở nụ cười khổ. Lục Lâm Thiên lập tức quét qua toàn trường, Thương Khung Minh tăng thêm Thiên Linh Cung, Phi Thiên Đạo Tặc còn có Thiên Địa Các, tổng cộng cũng chỉ có 20 người mà thôi. Mà Thiên La Minh lại tổng cộng tranh đoạt được 52 danh ngạch, so với Thương Khung Minh hơn gấp đôi có thừa. Thiên Địa Các lúc này không ngờ có 4 người đồng thời đạt được Hồng Hoang lệnh, không thể không nói đây chính là đầu hắc mã lớn nhất trong lần tranh đoạt Hồng Hoang lệnh này. Trên phương diện nhân số, Lục Lâm Thiên cũng có chút nào kinh ngạc, thậm chí còn có chút ngạc nhiên, nhân số dường như so với trong tưởng tượng còn lớn hơn một chút. 20 danh ngạch, so với kế hoạch ban đầu của Lục Lâm Thiên còn nhiều hơn không ít. Truyền tống trận hình chiếu thời không có lẽ cũng sắp bắt đầu à. Mắt nhìn toàn trường, trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên chút vui vẻ. Đồn rằng mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang Điện, trong 3.000 đại thiên thế giới. Trong mỗi một đại thế giới đều có truyền tống trận hình chiếu thời không, giống như vạn thế đối quyết khi trước vậy. Lục Lâm Thiên nhớ rõ đám người Phong Bá Nam, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên đã từng đề cập tới nhiều lần. Sau mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang lệnh cùng Hồng Hoang Điện, trong tất cả các đại thế giới đều sẽ mở ra truyền tống trận hình chiếu thời không. Đến lúc đó tất cả mọi thứ trong chỗ sâu nhất của thương khung chiến trường này bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả âm thanh cũng nghe được đầy đủ. Truyền tống trận hình chiếu thời không này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì. Bố trí trận pháp truyền tống trận hình chiếu thời không cần tu luyện giả tinh thông áo nghĩa linh hồn, không gian thời gian mới có thể bố trí được. Thực lực còn phải đạt tới ngoài niết bàn cảnh. Loại cường giả mang 3 loại áo nghĩa kỳ lạ này mà nói, trong cả 3.000 đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu, mà khoảng cách càng xa, truyền tống trận hình chiếu thời không sẽ càng lớn. Bởi vậy cần cường giả thực lực càng mạnh thì mới có bản lĩnh bố trí được. Bởi vì trước kia thượng thanh thế giới thực sự không có bao nhiêu người có thể tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh, cho nên mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, thượng thanh thế giới đều không bố trí truyền tống trận hình chiếu thời không cỡ lớn. Dù sao ngay cả Hồng Hoang lệnh cũng không tranh đoạt được, bố trí truyền tống trận hình chiếu thời không cũng chỉ có mất mặt mà thôi. Những cường giả trong thượng thanh thế giới cũng không đành lòng coi. Cho nên hiện tại trong đám người tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, cũng chỉ có một ít cường giả cổ tộc mới biết được mọi chuyện,
cho nên thượng thanh thế giới sẽ không làm rầm rộ. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí có không ít cường giả sống lâu năm đã quên đi chuyện truyền tống trận hình chiếu thời không. Thượng thanh thế giới đã không biết bao nhiêu năm rồi không có tuyên bố chuyện tranh giành Hồng Hoang lệnh và Hồng Hoang điện. Những năm qua coi như là có, đó cũng là nghị luận một chút về lúc tranh đoạt Hồng Hoang lệnh mà thôi. Nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Ngay cả Hồng Hoang lệnh cũng không tranh đoạt được một khối. Cho dù là ai cũng không có mặt mũi mà thảo luận. Oanh! 72 người tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh xuất hiện, cả không gian đột nhiên run lên, cùng lúc đó, hư không trên 72 khối đá xoay tròn, di quyển, khí tức cổ xưa mênh mông tràn ngập. Siêu siêu! Cùng lúc, trong 3.000 đại thiên thế giới, trong mật địa thiên giới của mỗi một đại thế giới hỗn độn đều có một khối đá cực lớn. Bên trên khối đá lớn này bắt đầu xuất hiện không gian chấn động. Xoẹt! Trên thượng thanh thế giới, mật địa thiên giới, trên chiến đài bao la mấy ngày nay đã dừng việc khiêu chiến. Mà trên chiến đài đã được dựng một bức tường bằng ngọc cực lớn, giống như là một tấm màn. Vào 3 ngày trước đó, đường ám trưởng lão của mật địa thiên giới hạ lệnh, lần này trên chiến đài sẽ bố trí một truyền tống trận hình chiếu thời không siêu cấp, do Tam Kỳ Tông lão vừa mới xuất quan tự mình bố trí. Sau 3 ngày sẽ quan sát việc trọng đại là tranh đoạt Hồng Hoang lệnh trong chỗ sâu nhất của thương khung chiến trường. Đồng thời, trong lúc thương khung minh ở trong thương khung chiến trường tranh đoạt Hồng Hoang điện, mật địa nhân giới, mật địa địa giới, còn có mật địa thiên giới. Các cổ tộc, đại tộc, thế lực lớn đều có thể phái ra đại biểu tiến vào trong mật địa thiên giới, quan sát việc tranh đoạt Hồng Hoang điện. Tin tức này truyền ra lập tức khiến cho cả thượng thanh thế giới sôi trào. Trong lúc nhất thời, cổ tộc trên thượng thanh thế giới, đại tộc, thế lực lớn, trước sau đều phái ra đại biểu, nhao nhao tiến vào trong mật địa thiên giới. Mà việc này cũng trở thành việc trọng đại của thượng thanh thế giới, trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người trong các tử quán, trà lâu. Đối với quyết định của cao tầng trong mật địa thiên giới, một ít người có ánh mắt không tầm thường không khó biết được, mật địa thiên giới lúc này có động tĩnh lớn như vậy, không thể nghi ngờ đã có vài phần nắm chắc trong tranh đoạt Hồng Hoang điện. Ít nhất có lẽ cũng có người tranh đoạt Hồng Hoang lệnh. Bất kể như thế nào, lần này Lục Lâm Thiên đại biểu cho thượng thanh thế giới đi tranh đoạt Hồng Hoang điện. Tục truyền nói, trong mật địa thiên giới, thậm chí tự mình mời người phi linh môn trong vô sắc trung thiên thế giới còn có phi linh thương hội. Mời đại biểu của phi linh môn và phi linh thương hội tiến vào trong mật địa thiên giới, tận mắt chứng kiến tranh đoạt Hồng Hoang điện. Bởi vậy 3 ngày sau, trên chiến đài của mật địa thiên giới, trên 100 vạn người tập trung ở chung quanh quan sát. Trên 100 vạn người tuyệt đại bộ phận đều là đại biểu của các thế lực lớn, các đại gia tộc hội tụ lại. Không thể không nói, lần này trình độ náo nhiệt trong mật địa thiên giới tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Trước chiến đài, từng ánh mắt dường như đều đang chờ mong điều gì đó, cùng nhau chờ đợi thứ gì đó. Trên không trung, tất cả đệ tử cổ tộc và trưởng lão đều lặng lặng chờ, khí tức tự dưng căng cứng. Bốn phía chiến đài yên tĩnh tới áp lực. Không có bất kỳ ai mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên, trên chiến đài, trên bức tường bằng ngọc cực lớn kia bắt đầu nổi lên chấn động, không gian vặn vẹo. Từ từ, một cỗ quang mang nhu hòa từ bên trên bức tường bằng ngọc kia tràn ra. Oanh! Cả chiến đài lập tức run lên, quang mang nhu hòa chói mắt giống như vô cùng vô tận lan tràn ra. Bốn phía chiến đài, từng ánh mắt lập tức nhìn vào thạch bích trên chiến đài, khí tức áp lực trong nháy mắt này cũng tới tận cùng. Áp lực tới tình trạng cực hạn. Cùng lúc này vô số ánh mắt ở đây run rẩy, tim bắt đầu đập nhanh hơn, không ít thanh niên nam nữ của cổ tộc, thậm chí là trưởng lão. Hai tay nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào quang mang vô tận phía trên chiến đài không rời mắt, ánh mắt đỏ lên, tràn ngập vẻ lo lắng và chờ mong. Mọi người nắm chặt hai tay, chờ đợi trong sự lo lắng, bên trong quang mang chói mắt trên thạch bích lập tức lộ ra một mảnh hư không bao la khôn cùng. Trên hư không mây mù mờ ảo, hùng hồn, bao la, mờ mịt, cổ xưa mà tang thương, không có trời, không có đất, vô biên vô hạn, bao la vô cùng. Không gian to lớn, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Trong không gian này có 72 khối đá lớn hình bầu dục, giống như 72 ngọn núi cực lớn lơ lửng trong hư không bao la vô biên vô hạn này, 72 ngọn núi khổng lồ này dường như là hung thú ngập trời đã tồn tại trong không gian này 100 triệu năm qua. Nhìn xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, khí tức trong không gian này cũng khiến cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, làm cho mọi người nhìn vào đều có cảm giác hô hấp khó khăn.
từng ánh mắt nhìn vào 72 khối đá lớn giống như 72 ngọn núi lớn trong hư không vô tận kia, tự nhiên trong lòng có một cảm giác nhỏ bé lan tràn ra. Thứ nhất thiên bảng, đó là Lục Lâm Thiên. Phong Du Du thứ hai thiên bảng, Phong Du Du của Phong gia. Thứ ba thiên bảng, Lục Kinh Vân. Bắc Cung Vô Song, còn có Bắc Cung Vô Song cũng nắm được Hồng Hoang lệnh, đó là Bắc Cung Vô Song. Trước chiến đài, sự yên tĩnh trong áp lực tràn ngập không gian này. Mắt nhìn hư không bao la, vô biên vô hạn phía trước, bốn đạo thân ảnh trên 72 khối đá lớn kia khiến cho vô số ánh mắt trong mật địa thiên giới run run. Rung động bực này khó có thể nói nên lời, từng ánh mắt rung động, kích động, rốt cuộc bầu không khí áp lực tới tận cùng cũng bộc phát. Trong nháy mắt này, đám người đứng xem bên ngoài triệt để bộc phát. Lục Lâm Thiên, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, ta biết ngay đám người này đều có thể thu được Hồng Hoang lệnh mà. 4. Thượng Thanh thế giới chúng ta có 4 người nắm được Hồng Hoang lệnh. 4 khối Hồng Hoang lệnh, Thượng Thanh thế giới chúng ta thắng to rồi. Từng tiếng nghị luận chỉ trong thoáng chốc bộc phát, hội tụ lại tạo thành thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng. 3000 đại thiên thế giới, trong Thượng Thanh thế giới chiếm lấy 4 cái, chuyện này đủ để khiến cho Thượng Thanh thế giới sôi trào. Bốn phía chiến đài lúc này vô số đệ tử cổ tộc và trưởng lão, tông lão của hai đại liên minh đều rung động, đám người đứng xem bên ngoài sôi trào tới mức tận cùng. Trưởng môn, thiếu trưởng môn, Bắc Cung phu nhân, đại tiểu thư đều đạt được Hồng Hoang lệnh. Trong Phi Linh môn, đám người Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Âm Quỷ, Âm Minh Dạ Xoa, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Vấn Thân Mạc, Phạm Thống và những người khác được tiến vào mật địa thiên giới rung động, kích động khó có thể nói nên lời. Mà giờ phút này Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Thánh Linh Lão Tổ, tất cả lão tổ của các đại cổ tộc, Lục Tiểu Bạch, Cực Lạc Tam Quỷ, Sát Phá Quân, Hàn Băng Đại Đế, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi cùng những cường giả nổi bật trong linh vũ thế giới lúc này không có ai lên tiếng. Thế nhưng nhìn 72 đạo thân ảnh trên 72 khối đá lớn giống như 72 ngọn núi lớn trong hư không kia, ánh mắt mọi người run run, tâm tư kích động không nói nên lời. Chỉ có người linh vũ thế giới mới biết được, 72 khối Hồng Hoang lệnh, 3000 đại thế giới liều chết tranh đoạt, mà người linh vũ thế giới đi ra ngoài lúc này lại chiếm 9 cái. 9 đạo thân ảnh cao ngất, hoặc là mềm mại lúc trước đều là người trẻ tuổi đỉnh phong, nổi bật trong linh vũ thế giới. Mà bây giờ, 9 gia hỏa kia rời khỏi linh vũ thế giới, lúc này ở trong 3000 đại thế giới lại tỏa sáng, đều ngạo nghễ đứng trong 3000 đại thế giới, phong hoa tuyệt đại. Mắt nhìn 9 đạo thân ảnh kia, cơ hồ tất cả người của linh vũ thế giới không nói tiếng nào, tất cả mọi người đều muốn giữ bí mật của linh vũ thế giới. Nhưng lúc này nhìn thấy 9 đạo thân ảnh ngạo nghễ kia, trong mắt mọi người hiện lên vẻ rung động khó có thể che giấu được. Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên Hiển hiện, hai người nhìn nhau, trong mắt lập lòe, không khó nhìn ra vẻ kích động, rung động trong mắt hai người. Trong hư không, 72 khối đá lớn giống như 72 ngọn núi lớn không ngừng xoay tròn, di chuyển, giống như là một quân cờ bị người ta xoay, đang chuẩn bị sắp xếp lại một lần nữa. Bắt đầu lựa chọn đối thủ sao? 72 người, 72 đôi mắt đều nhảy lên, người có thể lấy được Hồng Hoang lệnh, tự nhiên đã hiểu quy tắc của tranh đoạt. Sau khi tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh sẽ tiến vào trong thương khung chiến trường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này cũng đảo qua những khối đá lớn đang xoay quanh, hắn cũng biết đã bắt đầu tranh đoạt Hồng Hoang điện, bắt đầu dựa theo một loại quy tắc đặc biệt nào đó mà lựa chọn đối thủ. Thương khung chiến trường ngay từ đầu cũng không phải được gọi là thương khung chiến trường, đồn rằng ngay khi lần đầu tranh đoạt Hồng Hoang điện được mở ra, không gian tranh đoạt Hồng Hoang điện này gọi là thương khung chiến trường. Chỉ là sau này thời gian trôi qua, cả chiến trường cực lớn nơi Thương Khung Minh và Thiên La Minh giao thủ đều được người ta gọi là thương khung chiến trường. Còn lần này 72 người tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh, cuối cùng chỉ có 9 người mới tranh đoạt được Hồng Hoang điện. 72 người sẽ ở trong thương khung chiến trường, tự động tìm kiếm đối thủ. Trong thương khung chiến trường đã sớm có cường giả Thiên La Minh và Thương Khung Minh bố trí cấm chế. Đến lúc đó 72 khối đá lớn này sẽ sắp xếp lộn xộn, cả hai tương dung hợp vào làm một. Đến lúc đó giữa hai người chỉ có một người được ở lại. Nghe nói loại phương thức lựa chọn đối thủ này tuy rằng là thuận theo tự nhiên, thế nhưng vì mục đích muốn công bằng trong thương khung chiến trường, cường giả đỉnh tiêm trong Thương Khung Minh và Thiên La Minh cùng nhau thiết lập một ít quy tắc nhỏ,
đồng thời cũng không giới hạn người Thương Khung Minh và Thiên La Minh. Cho nên, đến lúc đó người Thương Khung Minh chống lại người Thiên La Minh, hoặc là người Thiên La Minh đối địch với người Thiên La Minh, cả hai cũng chỉ có thể lưu lại một người, điểm này chỉ có thể dựa vào vận khí. Về phần đại biểu của một thế giới gặp nhau, loại cơ hội này tỷ lệ quả thực quá mức nhỏ, dưới tình huống bình thường. Một đại thế giới rất khó đồng thời xuất hiện hai người cùng tranh đoạt được hai khối hồng hoang lệnh. Đồn rằng muốn tranh đoạt hồng hoang điện, chỉ người mạnh nhất mới có được. Bởi vậy 72 người tranh đoạt, dùng phương thức nhanh nhất đánh bại đối thủ của mình. Vòng tiếp theo sẽ gặp đối thủ khác, nói không chừng lại là người yếu nhất trong toàn trường. Ầm ầm, không gian không ngừng run run, cự thạch xoay tròn, lệch vị trí. Một lát sau, 72 khối cự thạch giống như 72 ngọn núi lớn sát nhập thành 36 khối. 36 khối cự thạch lơ lửng trong hư không vô biên vô hạn, cách xa nhau, đều là không gian mấy vạn thước. Chỗ cự thạch của Lục Lâm Thiên lơ lửng lúc trước hiện tại có thêm một khối cự thạch nữa. Bên trên có một người thân người đầu sói, khí tức âm hàn, ánh mắt hung ác. Liếc nhìn cũng biết là người Lam Linh nhất tộc, tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong, sợ rằng đã một chân bước vào tam nguyên hóa hồng. Xoẹt! Ngay khi Lục Lâm Thiên nhìn người Lam Linh nhất tộc trên khối cự thạch đối diện, phía trên 36 khối cự thạch sát nhập lại vào nhau, quang mang bao phủ trên những khối cự thạch kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh oanh oanh! Ngay sau đó không gian liên tiếp run run. Trong lúc 72 khối cự thạch dung nhập thành 36 khối cự thạch, chỗ sâu trong hư không đột nhiên có 36 đạo quang mang chói mắt giống như mặt trời ban trưa, đem không gian chừng hơn 3 vạn thước trên 36 khối cự thạch bao phủ vào bên trong. Lục Lâm Thiên nhìn chỗ sâu trong hư không phóng ra quang mang, không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, từng đạo quang mang này sợ rằng không phải bình thường. Thứ quang mang này Lục Lâm Thiên cũng không thấy kỳ quái. Quy tắc của Thương Khung Minh ở trong chiến trường nguyên thủy nhất chính là đánh bại đối phương, không giới hạn sinh tử. Nếu như nhận thua bảo vệ tính mạng, chỉ có một biện pháp đó là trực tiếp xuyên qua quang mang bao phủ bên ngoài cự thạch. Rời khỏi quang mang bao phủ cự thạch là coi như bị thua, hoặc là nhận thua. Chỉ cần ở trong quang mang năng lượng này vậy thì sống chết sẽ do số mạng, thực lực. Quang mang chói mắt bên ngoài khối cự thạch lan tràn. Trong mắt người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của Lang Linh nhất tộc bỗng nhiên có hàn ý bắn ra, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ ngưng trọng. Một cỗ khí thức âm hàn, thô bạo trong nháy mắt điên cuồng trào ra. Xoạt! Bàn chân đạp mạnh mặt đất, cự thạch run lên, thế nhưng cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cự thạch run run. Thân thể nam tử Lang Linh nhất tộc có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong này nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian. Đánh đòn phủ đầu. Trong nháy mắt thân thể hắn được quang mang âm hàn bao phủ, đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Nhất thời, nguyên lực âm hàn đột nhiên bộc phát khiến cho không gian chung quanh lập tức chấn động kịch liệt, không gian rung động. Nam tử Lang Linh nhất tộc này ra tay dường như cũng nhen nhóm đại chiến chung quanh. Trên 35 khối cự thạch còn lại, bóng người không ngừng lóe lên, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang va chạm. Đại chiến, cuộc chiến tranh đoạt hồng hoang lệnh bắt đầu, ầm ầm bạo liệt. Xoẹt! Nam tử tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của Lang Linh nhất tộc kia xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, khí tức âm hàn hung ác kia lập tức phô thiên cái địa bao phủ Lục Lâm Thiên. Siêu! Chỉ trong nháy mắt, một đạo quyền ấn màu vàng không biết được ngưng tụ từ khi nào, quyền ấn xuyên thủng không gian, vô thanh vô tức mà lại sắc bén lạnh lẽo, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đánh vào ngực người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của Lang Linh nhất tộc. Oanh! Tức thì, tiếng trầm đỡ Upsilon. C trầm thấp vang vọng, quang mang màu vàng lan tràn, khí tức sắc bén lạnh lẽo bộc phát. Ken két. Trong chớp mắt ngắn ngủi, người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của Lang Linh nhất tộc kia còn chưa lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn quyền ấn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đồng tử trong đôi mắt co rút lại, thân thể trực tiếp bị đạo quyền ấn màu vàng này đánh thành mảnh vỡ. Ngay cả hồn anh cũng bị đánh nát. Linh tinh lơ lửng trên không trung, thần hồn câu diệt, tất cả chỉ trong nháy mắt. Trong sát na này, thậm chí đám người đứng xem còn chưa kịp nhìn rõ. Oanh! Người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của Lang Linh nhất tộc thần hồn câu diệt, quang mang năng lượng chung quanh khối cự thạch khổng lồ lập tức biến mất. Một khối hồng hoang lệnh lập tức bắn thẳng lên trên không trung rồi biến mất không thấy gì nữa. Tảng đá lớn dưới chân người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của Lang Linh nhất tộc kia vừa mới sát nhập vào lập tức trầm xuống. Cự thạch dưới chân Lục Lâm Thiên lúc này lại ầm ầm bay lên một độ cao mới. Chết đi!
Tiếng quát trầm thấp vang vọng, một đạo quyền ấn của Tiểu Long được hỏa diễm màu vàng bao phủ ầm ầm đánh vào quyền ấn của một thanh niên minh linh tràn ngập khí tức âm hàn. Xoẹt! Không gian run run, hai đạo quyền ấn va chạm, tiếng va chạm trầm thấp từ nơi hai đạo quyền ấn va chạm. Khí tức âm hàn và nóng bỏng va chạm, một cỗ kình khí rung động bằng mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Khí tức nóng bỏng sau đó quét ngang khí tức âm hàn. Một cỗ khí tức âm hàn cực lớn kia vừa mới chen chúc chui ra. Lập tức bị cỗ khí tức nóng bỏng kia thôn phệ. Phanh! Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, không gian bị một quyền của Tiểu Long trực tiếp đánh nát. Từ nơi không gian bị nghiền nát, lực lượng bạo tạc kinh khủng lan tràn, giống như là cái miệng rộng của một đầu hung thú ngập trời, trực tiếp thôn phệ đối thủ vào bên trong. Dưới lực lượng trùng kích mạnh mẽ, sinh cơ lập tức bị phá nát. Oanh! Tiểu Long dùng một quyền đánh nát đối thủ. Quang mang năng lượng khổng lồ bao phủ khối cự thạch dưới chân Tiểu Long cũng lập tức biến mất. Một khối hồng hoang lệnh bắn thẳng lên trên không trung rồi biến mất, khối cự thạch lớn dưới chân đối thủ hắn cũng bỗng nhiên trầm xuống. Cự thạch dưới chân Tiểu Long lúc này cũng bay lên, mãi tới khi ngang bằng với Lục Lâm Thiên mới dừng lại. Ô ô! Trong hư không, tiếng kêu âm hàn vang vọng, trong khoảng thời gian ngắn có không ít minh linh đồng thời thúc giục minh linh chân thân khổng lồ. Thiên Khung Minh và Thiên La Minh có nhân số cực kỳ đối lập, chuyện này khiến cho không ít người Thiên La Minh phải đối mặt với người trong minh của mình. Ầm ầm, giao thủ kịch liệt lập tức bộc phát trên hư không, hết sức căng thẳng, người có thể miểu sát đối thủ trừ Lục Lâm Thiên và Tiểu Long ra cũng không có quá nhiều người. Bởi vậy có thể giải quyết đối thủ bằng một chiêu cũng không có bao nhiêu người. Nhưng mà trừ Lục Lâm Thiên và Tiểu Long có thể dùng một chiêu giải quyết đối thủ ra. Còn có nam tử tuấn Mỹ tuyệt lâu của Thiên La Minh. Phanh! Tiếng trầm đỡ Upsilon, C trầm thấp vang vọng, khiến cho không gian rung động. Lam Thập Tam đối mặt với nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân của Thiên La Minh, thế nhưng lại bị một quyền của hắn ta trực tiếp đánh bay ra. Xoạt xoạt! Chân lảo đảo, Lam Thập Tam lùi lại mấy bước, bàn chân đạp mạnh mặt đất, đem kình khí hóa giải. Lúc này thân thể mới ổn định lại, trong yết hầu vang lên một tiếng trầm đỡ Upsilon. C, trên khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng có tia máu tươi đỏ thấm tràn ra. Khuôn mặt bất chi bất giác chuyển thành tái nhợt. Nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân của Thiên La Minh kia trên đầu có mái tóc đen nhánh, dài, búi lại thành búi sau đầu, nhìn qua vô cùng cao quý. Thân thể thon dài giống như một chiếc cọc tiêu, hai tay thu hồi, chắp tay mà đứng, hai mắt khẽ ngẩng nhìn về phía Lam Thập Tam cười cười. Khuôn mặt tuấn Mỹ, thanh âm khiến cho người ta nghe lập tức cảm thấy thoải mái. Dễ chịu không thôi. Người thua, không cần ra tay nữa. Trong thương khung chiến trường này chỉ luận sinh tử, nếu như lại muốn toàn lực ra tay, sợ rằng thiệt thòi phải chịu càng lớn. Sắc mặt Lam Thập Tam tái nhợt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc. Thế nhưng vẻ kinh ngạc này chợt lóe lên, trên khuôn mặt trắng bệch kia nở nụ cười mê người, nhìn nam tử tuấn Mỹ của Thiên La Minh kia rồi nói. Ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Thế nhưng ngươi sẽ gặp phải đối thủ của mình. Siêu. Dứt lời, thân thể Lam Thập Tam hóa thành lưu quang nhảy ra khỏi quang mang cực lớn. Thân thể hắn thoát khỏi quang mang chung quanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cự thạch dưới chân hắn cũng trầm xuống. Cự thạch dưới chân nam tử tuấn Mỹ của Thiên La Minh lập tức dâng lên trên. Rầm rầm. Thanh âm trầm thấp bạo liệt không ngừng vang vọng, đánh bại đối thủ càng nhanh, vòng tiếp theo sẽ gặp phải đối thủ càng yếu. Bởi vậy tuy rằng mọi người còn chưa tới mức vừa ra tay đã dùng át chủ bài, thế nhưng một khi ra tay cũng không có bao nhiêu lưu tình. Một lát sau, lại có thêm mấy người bại trận, không phải tự động rời khỏi quang mang thì trực tiếp bị đánh bay ra khỏi quang mang. Một đạo thân ảnh màu lam cùng với một nam tử mặc trường bào màu tím nhạt, hai người này trực tiếp đánh chết đối thủ minh linh của mình, căn bản không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Lục Lâm Thiên chiến thắng. Lục Kinh Vân cũng chiến thắng. Bắc Cung Vô Song chiến thắng. Phong Du Du của Phong gia chiến thắng. Trước chiến đài của mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, mắt nhìn một màn trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Trên trăm vạn người đông nghịt một mảnh kia lập tức bộc phát ra thanh âm sôi trào. Sau khi Lục Lâm Thiên chiến thắng, Lục Kinh Vân dùng đao giết một cường giả trẻ tuổi của Minh Linh, sau đó Bắc Cung Vô Song cùng Phong Du Du cũng trước sau chiến thắng. Bốn người đồng thời chiến thắng. Chuyện này khiến cho ánh mắt của mọi người bốn phía chiến đài kích động, run rẩy. Loại chiến tích trong tranh đoạt hồng hoang điện này Thượng Thanh Thế Giới chưa từng đạt được. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng,
nhìn toàn trường. Trong 72 người này, thú tộc, nhân tộc, minh linh, linh vật trời sinh, trong đó số lượng chủng tộc linh vật trời sinh cũng không dưới nhân tộc, thú tộc, còn có minh linh. Trong lúc mơ hồ dò xét tu vi của đám người đứng chung quanh, cấp độ nhị nguyên hóa hồng là nhiều nhất, thế nhưng đều đạt tới nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong. Thậm chí đại bộ phận đều một chân bước vào tam nguyên hóa hồng. Tính tu vi bình quân chỉnh thể mà nói, người tranh đoạt hồng hoang lệnh lần này những năm qua căn bản không thể so sánh. Thậm chí những thế lực kia thấp một ít, còn có người không tranh đoạt nổi hồng hoang lệnh trong tay trưởng khống giả hồng hoang lệnh trước đó. Cho nên hồng hoang lệnh gần đây sẽ trực tiếp giao cho người có thực lực mạnh nhất trong đại thế giới của trưởng khống giả hồng hoang lệnh lần trước. Sẽ không ảnh hưởng tới tranh đoạt của hồng hoang lệnh. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên không ngừng, không ít thú tộc khổng lồ cùng minh linh chân thân va chạm. Ngưu Trĩ. Lục Lâm Thiên nhìn qua phía xa, trong mắt hắn lúc này Ngưu Trĩ của Thái Hoàng thế giới đang thúc giục bản thể cực lớn của hắn. Lân phiến toàn thân giống như khôi giáp, có một sừng, hình thế giống như trâu, thế nhưng khí tức trên người lại bạo ngược, giống như từ thái cổ, uy thế kinh người, không ngờ chính là một loại hoang thú gọi là hải trãi, cũng không kém cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bao nhiêu. Mà kim hổ của thần hổ thế giới, huyết mạch sợ rằng cũng không kém hải trãi xa. Kim quang toàn thân rực rỡ giống như mặt trời. Thể tích lớn lơ lửng, chiếm giữ không trung, làm bộ giống như vồ mồi, hung hãn không thôi. Khí tức vương giả hiển lộ, chính là thân thể thiên cổ Kim Văn Hổ. Bản thể khổng lồ của Kim Hổ và Ngưu Trĩ va chạm với minh linh chân thân, cả phiến hư không lớn bị phá hủy, năng lượng giống như pháo hoa bắn ra, cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Chỉ là cuối cùng Kim Hổ thúc giục toàn bộ lực lượng, thi triển một đạo công kích thiên phú cực kỳ cường hãn. Lưỡng bại câu thương với đối thủ mình. Nhưng mà thân thể Kim Hổ lại lảo đảo bị đẩy lùi ra khỏi quang mang, lập tức bị thua. Thương thế của đối phương cũng rất nặng, thế nhưng vận khí so với Kim Hổ lại tốt hơn không ít. Bởi vì Kim Hổ bị đẩy lui cho nên hắn nguy hiểm mà chiến thắng. Trên khối cự thạch lớn của Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên luôn chú ý tới nàng. Trong khoảng thời gian này Lục Tâm Đồng ở trong Tuyệt Linh Độc Cốc đột phá tới nhị nguyên hóa hồng, tăng thêm độc công. Cũng trở thành nhân vật cực kỳ khó dây vào. Thế nhưng người đang đối mặt với Lục Tâm Đồng không phải là ai khác mà chính là Diễm Hân của Xích Thiên Thế Giới. Hai đạo thân ảnh mềm mại giao thủ, một người khí tức nóng bỏng ngập trời, một người khói độc cuồn cuộn giống như che khuất bầu trời. Thủ đoạn được xuất ra hết, lưu quang năng lượng bắn tứ tung, mãi một lúc lâu mà không có cách nào phân ra thắng bại. Oanh oanh oanh, không gian run run, lập tức có không ít người chiến thắng. Nhược Vô Trần có vận khí không được tốt lắm, tu vi tam nguyên hóa hồng thúc dục thông linh bảo khí, thế nhưng cuối cùng lại thua trong tay một người khác có tu vi tam nguyên hóa hồng. Đối phương là cường giả tam nguyên hóa hồng trong Thiên La Minh, chỉ là lại là linh vật trời sinh lạnh lẽo, cho nên trận đầu Nhược Vô Trần đã bại trận. Nhược Vô Trần bại trận, Tịch Thiên Vũ ngay sau đó cũng bị thua, cũng thua trong tay một cường giả linh vật trời sinh của Thiên La Minh. Nhưng mà dùng thực lực và thủ đoạn của hai người Nhược Vô Trần và Tịch Thiên Vũ, cũng có đầy đủ thủ đoạn bảo vệ mình rời khỏi quang mang. Hai người nhìn qua không trung, sau đó lại nhìn nhau rồi cười khổ, đứng chung một chỗ với Lam Thập Tam. Ngay cả Vũ Thoát Phàm cũng dùng hết thủ đoạn, tiêu hao khổng lồ, vòng tiếp theo khó có thể chống đỡ được bao lâu cho nên hắn lập tức nhét không ít đan dược vào trong miệng. Nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân của Thiên La Minh kia lúc này cũng quét mắt nhìn toàn trường. Ánh mắt giống như không chút bận tâm, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ Tuyệt Luân kia cũng không hiện lên bất kỳ chấn động nào. Lão đại, nam nhân Tuấn Mỹ giống như nữ nhân của Thiên La Minh kia hẳn là tên không dám hiện thân trên Mẫn Tinh Đại Lục khi trước. Lục Lâm Thiên dò xét toàn trường, Tiểu Long truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên. Có lẽ chính là người này, tiểu tử này cực kỳ khó dây vào, nếu như gặp phải, đệ nhất định không được chủ quan. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với Tiểu Long. Trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận ra được khí tức trên người nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân kia, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên có chút rung động. Tên này tuyệt đối không phải là người dễ trêu vào. Thế nhưng lúc trước tên này cũng không làm khó dễ Lam Thập Tam, cảnh này Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy cho nên hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đệ sẽ không chủ quan, trong Thiên La Minh cũng có mấy người không kém. Tiểu Long cũng không quá để ý, dưới sò xét. Hắn phát hiện ra trong Thiên La Minh cũng có vài người thực lực không tầm thường. Tiểu Long không đặt người bình thường vào trong mắt, thế nhưng tuyệt đối không phải là người không có chủ kiến. Tiểu Long ngừng một lát, sau đó tiếp tục truyền âm tới trong tai Lục Lâm Thiên.
Lão đại, Tâm Đồng và Diễm Hân dường như khó có thể phân thắng bại a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn không gian nơi hai người Lục Tâm Đồng và Diễm Hân đã giao thủ khá lâu, lập tức trả lời Tiểu Long. Có lẽ cuối cùng Tâm Đồng sẽ giành chiến thắng. Tiểu Long nghe vậy, ánh mắt khiến cho người ta muốn thần phục lập tức nhìn về khối cự thạch lớn kia, khẽ nhíu mày, sau đó lại truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, Tâm Đồng bị áp chế không nhẹ nhõm đâu, dường như muốn chiến thắng có chút khó khăn. Huống chi Tâm Đồng vừa mới đột phá nhị nguyên hóa hồng còn chưa được bao lâu, mà Diễm Hân lại là nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong. Để cứ nhìn tiếp sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, mắt nhìn không gian phía dưới. Lúc này nhị nữ Lục Tâm Đồng và Diễm Hân không ngừng va chạm, khí tức nóng bỏng và khói độc va chạm, thủ đoạn trên thân hai người cũng tầng tầng lớp lớp, linh khí thúc dục, uy thế kinh người. Chỉ là nhìn vào khối cự thạch này, Lục Tâm Đồng ở trong công kích hung hăng liên miên không ngớt của Diễm Hân lại bị áp chế tới thở dốc. Chỉ là mỗi một lần khi tới tình trạng nguy hiểm, Lục Tâm Đồng lập tức dựa vào áo nghĩa thời gian và thủ đoạn khác để rồi thoát thân. Rầm rầm rầm. Hai đạo thân ảnh mềm mại không ngừng va chạm, nguyên lực cường hãn tuôn ra. Trong không gian không ngừng vang lên tiếng nổ vang trầm thấp, thân thể mềm mại lóe lên, trong lúc mơ hồ không gian rung động kịch liệt. Loại quyết đấu này không có người nào dò xét, không có ai khởi động làm nóng người. Một khi gặp mặt chính là toàn lực sống mái với nhau. Lục Tâm Đồng luôn bị Diễm Hân luân phiên dùng công kích mạnh mẽ áp chế, dưới tác dụng của nguyên lực nóng bỏng cuồn cuộn, nàng chỉ có thể ở thế yếu mà ngăn cản. Chỉ là lúc này nhìn như Lục Tâm Đồng ở trong tình trạng yếu thế, thế nhưng ánh mắt của nàng lại tràn ngập vẻ kiên định, không có bất kỳ sự bối rối nào. Mặc kệ thế công của Diễm Hân mạnh mẽ ra sao, nàng đều có thể ở trong thời khắc nguy nan nhất mà tránh khỏi công kích. Đương nhiên Diễm Hân tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Có chân đế áo nghĩa thuộc tính hỏa, dùng áo nghĩa thuộc tính hỏa công kích, vô cùng mạnh mẽ. Xoẹt! Từng đạo công kích của Diễm Hân liên miên không ngớt, nguyên lực thuộc tính hỏa nóng bỏng bắt đầu cuồn cuộn quanh thân, giống như có hỏa diêm thực chất đang nhảy nhót, khải giáp bao phủ thân thể mềm mại của nàng, khiến cho thân thể mềm mại này nhìn qua càng thêm mê người. Chỉ là bất luận Diễm Hân công kích mạnh mẽ ra sao, đều không có cách nào làm gì được Lục Tâm Đồng. Nhìn như Lục Tâm Đồng bị Diễm Hân áp chế, chỉ là nàng cũng không có cách nào ép Lục Tâm Đồng tới tuyệt cảnh được. Rầm rầm rầm. Dưới chiến đấu kịch liệt, những người còn lại cũng dần dần phân ra thắng bại. Mẫu đơn của Thiên Linh Cung chiến thắng, nhưng mà Tử Yên lại dừng lại ở vòng đầu tiên. Tử Yên thân là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, một trong các thánh nữ của Thiên Địa Các, thủ đoạn đều được xuất hết, xu thế mênh mông cuồn cuộn tựa như muốn phá hủy không gian. Nhưng mà cuối cùng Tử Yên lại thua trong tay đối phương, đối mặt với một trong những linh vật trời sinh có tu vi tam nguyên hóa hồng cảnh của Thiên La Minh, Tử Yên cũng không có cách nào xoay chuyển tình thế. Chỉ có thể chịu thua rời khỏi quang mang, linh vật trời sinh này dường như cũng không muốn hạ thủ nặng tay với Tử Yên, cho nên cuối cùng cũng không ngăn cản Tử Yên rời khỏi quang mang. Không ít minh linh đối chiến với nhau, cực kỳ kịch liệt. Vì tranh đoạt hồng hoang điện, cả đám đều không có chút khách khí nào, gạch đá cùng tan. Dương Quá đã sớm đánh chết đối thủ, lúc này đứng ở trên khối cự thạch cũng nhanh chóng nhìn về phía nhị nữ Lục Tâm Đồng và Diễm Hân đang kịch chiến. Trong một quảng trường của Côn Vân Thế Giới, giờ phút này có không ít đệ tử cổ tộc cũng đang nhìn vào trên truyền tống trận hình chiếu thời không, ánh mắt khẩn trương và chờ mong. Trong đội ngũ này còn có không ít người tuyệt linh độc cốc. Lục cốc chủ cố gắng lên. Cốc chủ cố gắng chịu đựng a, nhất định phải giành chiến thắng. Mắt nhìn Lục Tâm Đồng bị áp chế trong truyền tống trận hình chiếu thời không, người trong Côn Vân Thế Giới ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái, chăm chú nhìn lên bên trên. Từng tiếng hò hét vang vọng, giống như khàn cả giọng quanh quẩn trên trời cao. Trong thương khung chiến tường, sau khi Diễm Hân công kích mạnh mẽ, trên người mồ hôi đổ đầm đìa, mái tóc dài sau đầu tán loạn. Thế công mạn mẽ dường như đột nhiên yếu bớt, mà theo sự suy yếu này khí thế của nàng dường như cũng càng ngày càng yếu. Mà lúc này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Tâm Đồng, trong đôi mắt tuyệt mỹ kia hiện lên sự vui vẻ. Khí tức của nàng vốn bị hung hăng áp chế, lúc này giống như bão tố nổi lên, khí tức đột nhiên đại thịnh, khiến cho không Gina chung quanh ầm ầm run rẩy. Nhà đầu này càng ngày càng xảo trá a. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đối với kết quả trận đấu Lục Lâm Thiên đã sớm đoán được. Dùng hiểu biết của Lục Lâm Thiên về Lục Tâm Đồng, tuy rằng Lục Tâm Đồng toàn lực ra tay, thế nhưng còn chưa tới mức xuất động át chủ bài.
đặc biệt là tuy rằng Lục Tâm Đồng bị áp chế, thế nhưng hai mắt lại không có bất kỳ một chút lo lắng nào, trên mặt cũng không có hiện lên vẻ ngưng trọng. Bởi vậy Lục Lâm Thiên có thể kết luận, nguyên nhân mà Lục Tâm Đồng còn chưa xuất ra át chủ bài là do nàng đã tính trước. Nha đầu Lục Tâm Đồng này còn đang chờ đợi Đông Công có ảnh hưởng với Diễm Hân sẽ ngày càng yếu. Độc Công vốn không dễ đối phó, Diễm Hân công kích kịch liệt một phen, phòng ngự của bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Độc Công của Lục Tâm Đồng vô hình, không phải chuyện đùa. Mà Lục Tâm Đồng còn bảo toàn thực lực, đối lập như vậy, đến cuối cùng, Lục Lâm Thiên không khó biết rõ cuối cùng là ai thắng ai thua. Nếu như Lục Tâm Đồng không phải tu luyện giả Độc Công, vậy thì muốn thắng Diễm Hân quả thực rất khó, coi như là Lục Tâm Đồng đến từ linh vũ thế giới bất phàm. Thế nhưng Diễm Hân cũng là người trẻ tuổi kiệt xuất của Diễm gia, cổ tộc trong Xích Thiên thế giới luyện hóa hỗn độn thế giới, thiên phú và thủ đoạn, thực lực của nàng ta không cần phải bàn. Ta thua rồi, Độc Công quả nhiên khó dây vào, sau này đỡ upsilon.ng phải người Độc Công, sợ rằng ta phải dùng toàn lực, cố hết sức từ đầu. Ngay khi Lục Tâm Đồng chuyển thủ thành công, phản công chưa được ba tức, Diễm Hân đổ mồ hôi đầm đìa thu hồi nguyên lực nói với Lục Tâm Đồng. Nhưng nói xong, khí tức nóng bỏng quanh thân Diễm Hân càng thêm nóng bỏng cuồng bạo, da rẻ quanh thân bắt đầu hiện lên màu đen. Trong khí tức nóng bỏng này màu đen trên da bắt đầu xì xèo tiêu tán. Làn da trắng nõn như ngọc của Diễm Hân cũng dần dần khôi phục lại. Nhưng mà sợ rằng trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục hoàn toàn. Vừa rồi rõ ràng trong lúc vô hình nàng đã bị Độc Công làm ảnh hưởng, khi nàng phát hiện ra đã quá muộn. Thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lẳng lặng đứng lại, thu liếm khói độc, tay ném một bình ngọc cho Diễm Hân, lại dịu dàng cười nói với Diễm Hân. Đa tạ, đây là giải dược, sau khi dùng sẽ không còn gì trở ngại. Chắc rằng sau này tác dụng của Độc Công bình thường đối với ngươi sẽ giảm đi không ít. Đa tạ. Diễm Hân không khách khí tiếp nhận bình ngọc do Lục Tâm Đồng ném tới, nàng khẽ cười rồi gật đầu với Lục Tâm Đồng, thân ảnh lập tức thả người nhảy khỏi quang mang năng lượng quanh khối cự thạch. Lục Lâm Thiên cười cười, Diễm Hân rời đi, cự thạch dưới chân xoay tròn, một cao một thấp tách rời nhau. Lục Tâm Đồng cũng lập tức đi tới độ cao ngang hàng với Lục Lâm Thiên, dương quá, tiểu long. Lục Tâm Đồng nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Dương Quá, Tiểu Long, Mẫu Đơn, còn có Nguyên Nhược Lan không biết từ khi nào đã đánh bại đối thủ của mình mà cười cười, trên mặt hiện lên vẻ cao hứng. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lục Tâm Đồng chiến thắng, người trong Côn Vân thế giới cũng bắt đầu điên cuồng nhộn nhạo hô lên, thanh âm giống như tiếng sấm vác vọng trên trời cao, thật lâu không tiêu tán. Rầm rầm rầm, trong hư không của thương khung chiến trường. Ba cặp giao thủ cuối cùng hiện tại đều là người của Thiên La Minh. Người Thiên La Minh so với Thương Khung Minh nhiều hơn 30 người, cho nên trong Thiên La Minh nhất định sẽ có không ít người phải ra tay với đồng minh. Thời gian phân thắng bại càng lâu, cũng chứng minh thực lực của hai người đều không kém là bao. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này đảo qua toàn trường, trong Thiên La Minh, lúc này trong Thương Khung Minh lại có thêm một người là Mẫu Đơn. Trong Thiên Địa Các, Lam Thập Tam và Tử Yên bại trận. Một người gặp phải nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân. Người khác lại gặp một linh vật trời sinh. Vận khí của hai người đều không quá tốt, đều bại trận. Nhưng mà trong Thiên Địa Các lúc này tuy rằng Lam Thập Tam và Tử Yên ngoài ý muốn bại trận, Dương Quá và Nguyên Nhược Lan vẫn tiếp tục vào được vòng trong. Đạo suất của Phi Thiên Đạo Tặc Phong Dạ Phiêu cũng nguy hiểm vượt qua vòng thứ nhất, không ngờ lại chiến thắng. Côn Vân thế giới có Lục Tâm Đồng, Tôn Vũ thế giới có Vũ Thoát Phàm, Thái Hoàng thế giới có Ngưu Trí. Thần thú thế giới tự nhiên có Tiểu Long, nhưng mà không biết vì sao, vốn thần thú thế giới sắp xếp đám người Chu Thần Hy và Tĩnh Thần Công Chúa tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, chỉ là lại không có thành công. Tiểu Long một mình hành động lại thành công, chỉ có một giải thích duy nhất đó chính là Tĩnh Thần Công Chúa và Chu Thần Hy cùng với những người khác gặp cường giả đỉnh cấp trong Thiên La Minh. Người của Thượng Thanh thế giới là nhiều nhất, Lục Lâm Thiên, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song cùng Phong Du Du đều vào vòng sau. Mặt khác còn có một nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt, và một nam tử mặc áo bào lam, dường như trong toàn trường cũng không có ai quen biết hai người này. Thậm chí người Thiên La Minh tưởng rằng người Thương Khung Minh, người Thương Khung Minh tưởng rằng người Thiên La Minh. Chỉ có Lục Lâm Thiên mới biết rõ, lúc này Thương Khung Minh còn có 14 người, nhưng mà kết quả mấy trận còn lại thế nào, Thiên La Minh cũng đều còn lại 22 người. Mà khi cuối cùng hai minh linh kia phân ra thắng bại, 36 khối cự thạch dâng lên cao,
30 khối cự thạch còn lại đã trầm xuống vô cùng sâu. 36 đạo thân ảnh ngay ngắn đứng trên 36 khối cự thạch. 72 người trong đó có 36 người bị thua, còn có vài người của Thiên La Minh bị Tiểu Long, thân ảnh mặc áo bào màu lam đánh chết. Đám người Lam Thập Tam, Tử Yên, Tịch Thiên Vũ, còn có người Thiên La Minh bị thua tạm trời đặt chân trên 36 khối cự thạch lớn trầm xuống. Trong không gian lúc này phảng phất như có một cỗ áp lực lực lớn, khiến cho những người bị thua không có cách nào đặt chân lên chỗ sâu trong thương khung chiến trường. Oanh oanh oanh! Thanh âm trầm thấp bạo liệt lần nữa vang vọng, 36 khối cự thạch dưới chân những người chiến thắng lại lần nữa xoay tròn. 36 khối cự thạch giống như 36 ngọn núi lớn xoay tròn, không ngừng di chuyển, giống như là một quân cờ lại một lần nữa bị người ta di chuyển. Đợt thứ hai, Lục Lâm Thiên chắp tay mà đứng, ánh mắt nhảy lên, lúc này đợt thứ hai tranh đoạt Hồng Hoang Điện đã bắt đầu, dường như bị một loại lực lượng đặc biệt nào đó dẫn dắt mà lựa chọn đối thủ. 36 khối cự thạch lớn còn lại lần nữa lại tán loạn, quy tắc giống như vòng thứ nhất. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện tổng cộng chia ra làm 3 ngày, tổng cộng có 4 vòng, mỗi một ngày 2 đợt. Đợt đầu tiên trong ngày đầu tiên sẽ từ 72 người chọn ra 36 người. Đợt thứ hai sẽ từ 36 chọn tới 18 người. Sau 2 đợt giao thủ, cuối cùng chỉ còn 18 người lưu lại. Ngày hôm sau có một vòng, 18 người tranh đoạt 9 tòa Hồng Hoang Điện. Sau đó 9 người còn lại tuy rằng đều có tư cách tranh đoạt được Hồng Hoang Điện, thế nhưng ở ngày cuối cùng, cũng là ngày thứ 3 phải tranh đoạt tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất. Đây mới là quyết đấu đỉnh phong trong Hồng Hoang Điện, chính thức là quyết đấu đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. 9 tòa Hồng Hoang Điện, hiệu quả của 8 tòa Hồng Hoang Điện phía sau đều không kém nhau là bao. Nhưng mà chỉ có tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên này mới có hiệu quả vô cùng cường hãn. Bởi vậy chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách tu luyện trong tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất này. Bởi vì vòng thứ 3 trong ngày thứ 2 trong thương khung chiến trường và vòng thứ 4 trong ngày thứ 3, nhân số càng ngày càng giảm bớt, bởi vậy quy tắc cũng cải biến một chút. Nhưng mà quy tắc của hai đợt trước lại không có thay đổi. Đợt thứ 2, 36 người, cuối cùng chỉ có 18 người mới có thể tiến vào vòng trong ngày mai. Người bị loại bỏ cũng chỉ có thể tránh thực lực không đủ hoặc là vận khí không tốt. Ầm ầm, không gian không ngừng run run, 36 khối cự thạch lớn xoay tròn, lệch vị trí. Một lát sau, 36 khối cự thạch lớn giống như ngọn núi xác nhập lại thành 18 khối lơ lửng trong hư không vô biên vô hạn này. Khoảng cách giữa các khối cự thạch với nhau cũng mấy vạn thước. Oanh oanh oanh, không gian liên tiếp run run, sau khi 36 khối cự thạch lớn xác nhập lại thành 18 khối cự thạch. Trong chỗ sâu hư không lần nữa có 18 đạo quang mang chói mắt bắn ra, nhanh chóng bao phủ không gian chung quanh 18 khối cự thạch lớn. Trước khối cự thạch của Lục Lâm Thiên lần nữa lại có thêm một khối cự thạch lớn nữa. Một thanh niên minh linh giống như đầu trâu mặt ngựa, chính là người vừa vặn mới thẳng hiểm trong cặp đấu cuối cùng với một thanh niên minh linh khác. Lúc này hắn nhìn thấy Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt hung lệ, âm tàn hiện lên vẻ cực kỳ ngưng trọng. Thanh niên minh linh này cũng tự biết. Thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt chính là người đánh bại đối thủ chiến thắng đầu tiên trong trường. Đồng nghĩa với việc thực lực đối phương vô cùng mạnh, mà hắn vừa mới thắng hiểm đối thủ, lúc này lại đối mặt với nam tử này, kết quả không cần phải nói. Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong miệng thanh niên minh linh này phát ra tiếng quát chói tai, lạnh lẽo, dường như đã nhận ra được thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt này chính là Lục Lâm Thiên thanh danh hiển hách. Người chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Tăng thêm Lục Lâm Thiên cũng chưa từng che giấu qua, cho nên hắn muốn biết cũng không quá khó khăn. Hiện tại cả 3.000 đại thiên thế giới, tất cả các thế lực lớn đều có hình chiếu và tư liệu về Lục Lâm Thiên. Siêu! Thanh âm vang lên, khí tức âm hàn quanh thân thanh niên minh linh này tuôn ra, khiến cho không trung chung quanh run lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, thân ảnh giống như thiểm điện phóng về phía trước. Tiếp đó trong nháy mắt, thân ảnh của thanh niên minh linh này đã xẹt qua trời cao, thế nhưng không phải đánh về phía Lục Lâm Thiên mà là trong giây lát phóng tới trước quang mang bao phủ khối cự thạch, không chút do dự trực tiếp chui ra ngoài. Thân ảnh một khi rời khỏi vòng quang mang chẳng khác nào là thua, thanh niên minh linh này không ngờ lại trực tiếp nhận thua. Rất rõ ràng, thanh niên minh linh này e ngại Lục Lâm Thiên. Hắn đã sớm nhìn thấy Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không lưu tình với minh linh chủng tộc. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ, cũng không muốn chết, cho nên trước tiên hắn phải nhanh chóng rời khỏi vòng quang mang này thì mới an toàn.
đối thủ còn chưa có động thủ đã trực tiếp chạy trốn, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mở miệng cười. Minh linh chủng tộc đối với nhân tộc và thú tộc đều có tự ngạo, bình thường chuyện không đánh mà chạy cực nhỏ, bởi vậy vừa rồi đối thủ trực tiếp không đánh mà chạy khiến cho Lục Lâm Thiên không kịp phản ứng, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Mà ngoài không gian mấy vạn thước, người không đánh mà chạy còn có đối thủ của Tiểu Long, một nữ tử âm linh tộc khi đối diện với Tiểu Long còn chưa ra tay mà lập tức lựa chọn chạy đi, khiến cho Tiểu Long cũng bất ngờ, không kịp lấy lại tinh thần. Phanh phanh! 18 đạo quang mang bao phủ 18 khối cự thạch, sau khi đối thủ của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long thoát đi, quyết đấu trên những khối cự thạch còn lại trong nháy mắt bộc phát. Từng đạo thân ảnh giống như lưu tinh, từng đạo năng lượng công kích áo nghĩa, công kích của thông linh bảo khí trong khoảnh khắc bộc phát, va chạm. Xoẹt! Năng lượng kinh người rung động, khuếch tán, trực tiếp dễ dàng chấn vỡ cả phiến không gian lớn. Trong lúc nhất thời hư không trên thương khung chiến trường thiên băng địa liệt. Một mảng lớn không gian bị quang mang bao phủ chấn động, run rẩy không ngừng. Công kích năng lượng giống như pháo hoa nổ tung, rực rỡ mà chói mắt, thế nhưng ẩn chứa bên trong lại là lực lượng hủy diệt. Đám người Vũ Thoát Phàm, Ngưu Trí, Lục Tâm Đồng, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Dương Quá lúc này cũng giao thủ với đối thủ của mình. Từng đạo năng lượng khủng bố nổ tung, lực lượng mênh mông xé rách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Lực lượng khủng bố ở trong khe nứt không gian bộc phát ra. Xoạt xoạt. Các loại năng lượng áo nghĩa va chạm, từng đạo năng lượng va chạm, không ít thân ảnh vừa mới va chạm lập tức phân ra. Lực lượng hỗn loạn khiến cho cả phiến không gian lớn hỗn loạn không thôi, không gian lung lay giống như sắp đổ, cả phiến không gian lớn bắt đầu liên tiếp nứt vỡ. Trong lúc chiến đấu, đối với Vũ Thoát Phàm hiện tại mà nói, vô cùng gian nan, bởi vì đối thủ của hắn chính là Lục Kinh Vân. Gặp phải Lục Kinh Vân, đây là kết quả mà Vũ Thoát Phàm căn bản không ngờ tới. Không tới 10 chiêu, Vũ Thoát Phàm biết Lục Kinh Vân luôn ra tay lưu tình, đối phó với hắn căn bản Lục Kinh Vân không dùng toàn lực. Nếu như Lục Kinh Vân dùng toàn lực, Vũ Thoát Phàm tự biết mình sợ rằng không chống cự được bao nhiêu. Mà ngay cả át chủ bài của hắn cũng không khiến cho Lục Kinh Vân để ý. Bởi vậy trong mắt Vũ Thoát Phàm hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Miệng nở nụ cười khổ. Trường bào màu đỏ sậm tung bay, khí tức có chút suy yếu, chỉ là khí độ vẫn như vậy, hắn nói. Ta không có cách nào làm gì được ngươi. Không đánh nữa, ngươi chừa chút khí lực ngày mai tranh đoạt Hồng Hoang Điện với Thiên La Minh đi. Đa tạ. Lục Kinh Vân ôm quyền cười, khí tức, nguyên lực được thu lại, bộ dáng nhẹ nhàng. Lão đại, Tâm Đồng sợ rằng lần này sẽ bị thua thật. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Lục Tâm Đồng xa xa, độc công được thi triển. Áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa thời gian và các loại thủ đoạn đều được thúc giục tới mức tận cùng. Thế nhưng đối mặt với người mặc trường bào, vẻ mặt lạnh lùng trong Thiên La Minh kia mà nói, dường như tất cả đều vô dụng. Linh vật trời sinh. Lục Lâm Thiên nhìn nam tử vẻ mặt lạnh lùng, người mặc trường bào màu đen của Thiên La Minh đang đối mặt với Lục Tâm Đồng kia. Lúc này vẻ mặt người này vẫn không có chút chấn động gì, hai mắt linh động không vì độc công của Lục Tâm Đồng mà bị ảnh hưởng. Khí tức trên người kẻ này khiến cho Lục Lâm Thiên không khó cảm nhận ra được nam tử này nhất định là linh vật trời sinh. Từ khí tức trên người không khó nhận ra, còn không phải là linh vật trời sinh bình thường. Ta thua. Ngay sau khi công kích liên tiếp, khuôn mặt Lục Tâm Đồng tái nhợt, dứt lời, thân ảnh xinh đẹp giống như lưu tinh nhảy ra. Nam tử mặc trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng kia khẽ ngẩng đầu nhìn qua Lục Tâm Đồng đang rời đi, trên mặt không có bất kỳ một chút chấn động nào. Lục Lâm Thiên chiến thắng. Lục Kinh Vân chiến thắng. Bắc Cung Vô Song chiến thắng. Phong Du Du của Phong gia chiến thắng. Trên không trung chung quanh chiến đài của Mật Địa Thiên Giới, giờ phút này vô số người hò hét, xôi trào, thanh âm phấn chấn, tiếng hò hét ầm ĩ hội tụ tạo thành thanh âm kinh người. Khiến cho thủy vực phía dưới chiến đài cuồn cuộn, khiến cho sóng nước ngập trời. Ngay vòng thứ hai, 36 người quyết đấu ở trong chỗ sâu trong không gian thương khung chiến trường. Khi vòng 2 kết thúc chỉ còn lại 18 người. Trong 3.000 đại thiên thế giới, vô số mật địa cùng với cường giả cổ tộc, nhân vật thống lĩnh của các thế lực lớn, hàng ước vạn ánh mắt xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không nhìn vào bên trong. 18 đạo thân ảnh cuối cùng lơ lửng trên khối cự thạch. Trong 3.000 đại thiên thế giới, người trong đại thế giới sau lưng 18 người này kích động không thôi. Bất luận một người nào thể tiến vào trong 18 người này, đại biểu với việc đã không phải là người thường.
trong đó Thượng Thanh Thế Giới đứng đầu tiên. Thượng Thanh Thế Giới không biết đã bao nhiêu lần không có người xông vào trong chỗ sâu nhất của thương khung chiến trường này. Còn lần này, trong 18 người cuối cùng, không ngờ có 4 người có thể trụ vững lại tới lúc này. Loại thành tích này, sợ rằng từ trước tới nay, trong 3.000 đại thiên thế giới còn chưa có bất kỳ một đại thế giới nào có thành tích kinh người như vậy. Trong mật địa thiên giới, trăm vạn đại biểu của cổ tộc và các thế lực lớn xôi trào, rung động, từng ánh mắt nhìn xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không nhìn vào 4 đạo thân ảnh quen thuộc kia. Giờ phút này tất cả các thế lực lớn không có bất kỳ sự phân tranh nào, giờ phút này tất cả đều hò hét ủng hộ 4 đạo thân ảnh kia. 4 người kia đại biểu cho Thượng Thanh Thế Giới, làm cho Thượng Thanh Thế Giới sau này thanh danh hiển hách. Không ngờ tiểu tử này những năm qua không gặp lại mạnh như vậy. Trên một ngọn núi cách xa thủy vực và chiến đài, một lão giả thân ảnh gầy gò, người mặc trường bào nhìn mọi thứ diễn ra trong truyền tống trận thời không, ánh mắt thanh tịnh mà mênh mông, tựa như lưu tinh vô cùng thâm thúy, miệng lẩm bẩm nói. Xem ra hiện tại ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của tiểu tử ngươi. Tam kỳ, truyền tống trận thời không ngươi bố trí không tệ lắm. Sợ rằng trong thiên địa này không có bao nhiêu người có thể bố trí ra truyền tống trận thời không lớn như vậy. Nhâm Ngã Hành nhìn lão giả có ánh mắt thâm thúy giống như sao kia rồi nói. Lão giả có thân thể gầy gò kia chính là tam kỳ lão nhân luôn bế quan dung hợp nghịch thiên tà long. Hơn 1.000 năm, trong mật địa thiên giới bế quan, lại có sự phụ trợ của phong hành thiên chủ, thân thể hư ảo lúc trước đã sớm ngưng thực. Khí tức trên người so với ngày đó một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Nghe Nhâm Ngã Hành nói vậy, ánh mắt tam kỳ lão nhân nhảy lên, có chút tự ngạo nói. Còn phải nói sao, nói đến bố trí truyền tống trận hình chiếu thời không, loại đồ chơi có độ khó cao này cũng không phải là kẻ nào cũng có thể bố trí ra được. Khen ngươi có hai câu mà ngươi đã leo thang trèo lên sao? Nhâm Ngã Hành liếc nhìn tam kỳ lão nhân, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động khó nhịn kia lúc này nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, thanh âm mang theo vẻ kích động, rung động nói. Lần này thực sự là trời giúp Thượng Thanh Thế Giới ta rồi. Nếu như ngày mai Lục Lâm Thiên, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song đều có thể chiến thắng. Như vậy tương đương với việc Thượng Thanh Thế Giới chúng ta có thể quét ngang 3.000 đại thiên thế giới. Lục Lâm Thiên, Phong Du Du, Lục Kinh Vân ba người này có thể xông tới hiện tại, ta không thấy một chút kỳ quái nào. Ngược lại không ngờ Bắc Cung Vô Song lại có thể đi tới một bước này. Xem ra những năm này Bắc Cung Vô Song thâm tàng bất lộ a. Tịnh Kiếm Hoàng nói, trong mắt có chút khiếp sợ. Trong thương khung chiến trường, đợt thi đấu thứ hai chấm dứt, trong chỗ sâu hư không có một đạo quang mang phóng ra, lập tức bao phủ hư không vô biên vô hạn. Bốn chỗ sâu trong hư không không có bất kỳ vật gì bắt đầu dần dần hiện lên trăng sáng và từng ngôi sao. Trên khối cự thạch lớn giống như ngọn núi dưới chân Lục Lâm Thiên, lúc này đám người Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, Tiểu Long, Mẫu Đơn, Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, còn nam tử mặc trường bào màu lam cùng nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt khiến cho tất cả mọi người nghi hoặc đều đáp xuống khối cự thạch lớn giống như ngọn núi dưới chân LLTD. Đến thời điểm này đám người Phong Du Du, còn có đám người Nghiêu Trĩ, Diễm Hân, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần và những người khác mới biết hai nam tử xa lạ kia không ngờ lại là người thương khung minh. Ngược lại hai người Tiểu Long và Mẫu Đơn nhìn thấy nam tử mặc trường bào màu lam cùng với nam tử mặc trường bào màu tím nhạt kia, một người khí tức âm hàn và nóng bỏng, một người có khí tức huyết sát, âm hàn. Loại khí tức quen thuộc này sau khi cẩn thận xác định, hai người Tiểu Long và Mẫu Đơn cuối cùng đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trên người hai nam tử kia, có một người trong lúc mơ hồ có khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại. Một người khí tức huyết sát, âm hàn, tuy rằng giấu giếm được người khác, thế nhưng lại không giấu được hai người Tiểu Long và Mẫu Đơn. Đối với hai người này mà nói, khí tức này hai người vô cùng quen thuộc. Lục Lâm Thiên nhìn qua hai người Tiểu Long và Mẫu Đơn rồi nở nụ cười, xem như xác nhận với hai người. Nam tử áo lam có khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại kia chính là phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên. Còn nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia chính là Đại Hồn Anh biến thành. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cùng Đại Hồn Anh tuy rằng không có tu luyện tam thần thiên biến quyết, thế nhưng dùng thân thể do sát khí và tàn hồn ngưng tụ của Đại Hồn Anh, còn có thân thể của linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, muốn biến hóa bộ dáng tự nhiên cực kỳ đơn giản. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện, mặc dù không có quy định linh hồn phân thân không thể tham gia,
nhưng vì phòng ngừa vạn nhất cuối cùng có phiền toái gì, Lục Lâm Thiên dứt khoát để cho linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm và Đại Hồn Anh biến hóa ra bộ dáng khác. Những năm này Thái Cổ U Minh Viêm luôn ở trong thương khung bí cảnh tu luyện, dùng thiên phú thôn phệ tất cả các loại năng lượng thiên địa của Thái Cổ U Minh Viêm, năng lượng thiên địa trong thương khung chiến trường tiêu điều, thế nhưng lại có vô số minh linh, đối với việc tăng lên thực lực của nó cũng không có bao nhiêu trở ngại. Bởi vậy những năm gần đây, sau khi dung hợp tinh thần diễm, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm không ngừng tiến bộ. Lục Lâm Thiên gật đầu, Tiểu Long và Mẫu Đơn nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ rung động. 9 tòa hồng hoang điện, còn có 18 người. Trên khối cự thạch giống như ngọn núi, Lục Lâm Thiên sau khi gật đầu với Tiểu Long và Mẫu Đơn, Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước. Ngày mai 18 người chọn ra 9 người tấn cấm. Thế nhưng hiện tại trong thương khung minh còn có 10 người, Thiên La Minh chỉ có 8 người. Thế nhưng 8 người còn lại cuối cùng này, bất luận một ai đều không phải là kẻ bình thường. Đều là người có thực lực cường hãn nhất trong những người cùng thế hệ của Thiên La Minh, trong đó linh vật trời sinh lại có 3 người. Thiên La Minh còn lại 8 người, chúng ta có 10. Căn cứ vào quy tắc thi đấu ngày mai, chúng ta có nên sắp xếp một chút hay không? Phong Du Du nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía khối cự thạch lớn giống như ngọn núi phía xa. Trên đó lúc này 8 người của Thiên La Minh cũng hội tụ lại một chỗ. Thực lực của 8 người Thiên La Minh còn lại không có bất kỳ ai là kẻ yếu. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt khẽ đảo, khóe miệng nhếch lên rồi nói. Chúng ta có sắp xếp trước cũng vô dụng, dùng quy tắc ngày mai, đến lúc đó sắp xếp cũng được. Hôm nay chỉ là vòng sơ tuyển mà thôi, ngày mai mới là ngày quyết định. Đến lúc đó sợ rằng cũng không nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng bước tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Hai vòng đấu ngày hôm nay tuy rằng kịch liệt, nóng bỏng, thế nhưng đối với những cường giả đỉnh phong trong đám người đồng lứa có mặt ở đây mà nói, trong lòng bọn họ đều biết, bắt đầu ngày mai mới chính thức là quyết đấu. Ngày hôm nay những người tiến vào vòng trong đều có lưu thủ, thậm chí còn không có bất kỳ ai sử dụng toàn lực. Mà vòng thi đấu thứ 3N ngày mai, đối với những người còn lại mà nói, trong lòng bọn họ đều cực kỳ rõ, ngày mai mới thực sự là quyết đấu đỉnh phong. Vậy để xem ngày mai đi. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn Bắc Cung Vô Song, vươn tay nắm bàn tay mềm mại của nàng, nói. Ngày mai nàng nên cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đều toát lên vẻ thanh nhã, cao quý. Phong Du Du khẽ mỉm cười, hai mắt âm thầm nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song, lập tức nhẹ nhàng xoay người rời đi. Trong sát na này, trong đôi mắt của nàng dường như có một loại tình cảm nào đó, sâu không thấy đáy, chợt lóe lên rồi biến mất. Gần biên giới khối cự thạch giống như ngọn núi, Nguyên Nhược Lan một mình lẳng lặng đứng đó, mắt nhìn vầng trăng cùng những ngôi sao lập lòe ở phía xa, vẻ mặt đau thương, cao ngạo, dường như không ai có thể tới gần. Đã lâu không gặp ngươi. Một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đáp xuống sau lưng Nguyên Nhược Lan rồi chắp tay mà đứng, người này chính là Lục Lâm Thiên. Vẫn là thanh âm quen thuộc kia, ánh mắt khẽ đổi, Nguyên Nhược Lan nghe vậy khẽ gật đầu xoay người lại. Nhìn nam tử mặc áo bào xanh sau lưng. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nàng lại chính diện đối mặt với nam nhân mặc áo bào xanh này, mãi một lúc lâu sau bờ môi son của nàng mới khẽ mở, nói. Đã lâu không gặp, hơn 2000 năm không gặp, lúc này gặp lại không nói gì, trong lòng đều cảm thán. Tất cả ân oán, khúc mắc trong linh vũ thế giới, lúc này lần nữa gặp lại, sợ rằng sau khi thiên kiếm môn trong linh vũ thế giới bị diệt, trong lòng hai người chưa từng nghĩ qua tương lai sẽ có một ngày hai người lần nữa gặp lại. Mặc dù nói chuyện trước kia đã qua, Lục Lâm Thiên từ lâu đã không bận tâm tới nữa. Những năm này lưu lạc ở bên ngoài, linh vũ thế giới đối với Lục Lâm Thiên mà nói, đã sớm trở thành một bộ phận của hắn. Cho nên chuyện linh vũ thế giới, Lục Lâm Thiên cũng không phải không bỏ xuống được. Chỉ là lúc này đối mặt với nữ tử quật cường kia, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi thổn thức. Có lẽ lúc trước hắn nên tàn nhẫn với nàng một ít. Lúc trước nàng ở trong thiên kiếm môn, thân bất do kỷ. Nếu không phải nàng âm thầm mật báo, mấy lần hắn đã gặp hiểm cảnh, khó có thể biến nguy thành an. Gần đây, hai người thật lâu không nói gì, một lát sau mới đồng thanh mở miệng muốn đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, chỉ là hai người lại lập tức cười khổ một tiếng. Ngươi nói trước đi. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói với Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan mở miệng cười,
váy tím trên người phiêu động, nói. Gần đây ngươi thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, chung quy mà nói, vui nhiều hơn buồn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi Nguyên Nhược Lan. Còn ngươi thì sao, gần đây thế nào? Nguyên Nhược Lan nhìn về phía xa một lát rồi mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta cũng không tệ lắm, luôn ở trong thiên địa các. Theo ta được biết, so với các ngươi, ta còn thoải mái hơn nhiều. Trong thương khung chiến trường, trên một khối cự thạch lớn trầm xuống, đám người Diễm Hân, Kim Hổ, Ngưu Trĩ, Vũ Thoát Phàm hội tụ lại một chỗ. Mắt nhìn đám người trên khối cự thạch giống như ngọn núi lớn lơ lửng trên không trung, Vũ Thoát Phàm thì thào nói. Rốt cuộc ta cũng biết tại sao Lục Soái lại sắp xếp như thế. Hồng Hoang lệnh có tranh đoạt nhiều hơn nữa, người cuối cùng có thể tranh đoạt Hồng Hoang điện cũng chỉ có 18 người. Nếu như phân tán binh lực, sợ rằng muốn tranh đoạt Hồng Hoang lệnh cũng khó chứ đừng nói Hồng Hoang điện. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta đạt được Hồng Hoang lệnh, nhưng mà nếu không phải có Lục Soái sắp xếp, mấy người chúng ta muốn đạt được Hồng Hoang lệnh sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Diễm Hân nói, Thương Khung Minh chúng ta có 10 người, Thiên La Minh có 8 người. Nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần thứ nhất có thể đè đầu Thiên La Minh. Thân thể khôi ngô của Kim Hổ tản ra khí tức vương giả, hai mắt hung hãn, tuy rằng có chút tiếc hận vì bị thua, thế nhưng lúc này có thể nhìn thấy Thương Khung Minh còn 10 người tham gia thi đấu ngày mai, trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn, kích động. Tuy rằng Thiên La Minh chỉ có 8 người, thế nhưng thực lực của 8 người kia không phải là kẻ yếu, bất luận một ai đều rất mạnh. Ngưu Trĩ nói, Lục Soái, Long Huyền, Dương Quá, ba người này không phải dễ trêu. Phong Dạ Phiêu nói với mọi người, 9 tòa Hồng Hoang Điện, ngày mai không biết sẽ rơi vào trong tay những người nào. Ngày mai mới thực sự là quyết đấu đỉnh phong A. Trong bầu trời đêm, trên khối cự thạch, nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luân, thân thể thon dài giống như chiếc cọc tiêu lẳng lặng đứng đó. Làn da trắng nõn, người mặc bộ hoa bào màu xanh da trời, càng Tuấn Mỹ bất phàm. Người này nhìn bầu trời đêm, ánh mắt biến ảo, không có một chút chấn động nào. Nguyên Soái, trận chiến ngày mai chúng ta nên sắp xếp thế nào đây? Một thanh niên bất phàm, tuy rằng nhìn như bình thường thế nhưng khí tức âm hàn trên người lại đủ để khiến cho linh hồn của những người khác rung động. U Giác, không cần phải gấp gáp, trận chiến ngày mai không phải bình thường. Đến lúc đó chính là lúc cần ngươi xuất lực. Nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luân chắp tay mà đứng, khẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa phía xa, khóe miệng nở nụ cười Tuấn Mỹ. Một nữ tử tuyệt đẹp, thân thể mềm mại uyển chuyển, người mặc khải giáp màu đỏ bao phủ thân thể linh lung nói với nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luân. Nguyên Soái, người Thương Khung Minh lần này dường như không đơn giản. Nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luân nghe vậy, khuôn mặt Tuấn Lãng có chút giật giật, lập tức cúi đầu nhìn mấy nam nữ chung quanh, nói. Đối phương quả thực bất phàm, thế nhưng chẳng lẽ các ngươi là kẻ yếu sao? Hừ, nhân loại nhỏ bé và thú tộc, ngày mai nhất định phải cho bọn chúng biết lễ độ. Một đại hán vạm vỡ, rắn chắc, bộ dáng có chút dữ tợn, thế nhưng khí tức trên ngươi trong lúc mơ hồ lại cuồng bạo tới cực điểm, ánh mắt nhìn về phía đám người Thương Khung Minh phía xa, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nguyên Soái, Thích Thiên dường như không thích nói chuyện, tên tiểu tử này rất cao ngạo. Ngày mai hắn ta có vài phần thắng vậy. Nữ tử mặc khải giáp màu đỏ, thân thể mềm mại uyển chuyển vừa mới lên tiếng kia nhìn một nam tử thanh tao, lịch sự, người mặc trường bào màu đen lạnh nhạt đứng sát biên giới của khối cự thạch. Từ khi nam tử này xuất hiện cho tới bây giờ vẻ mặt đều cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí ngay cả chung quanh hắn ta cũng không có liếc nhìn một cái, chỉ lẳng lặng đứng đó mà thôi. Hắn sao? Nam tử Tuấn Mỹ ngẩng đầu, nhìn qua nam tử mặc trường bào màu đen như mực kia, khuôn mặt Tuấn Mỹ mỉm cười nói. Yên tâm đi, hắn là người như vậy, người có bản lĩnh đều cao ngạo, phần thắng của hắn sao? Ta tin rằng trong lòng hắn đã hiểu rõ. Nói xong, nam tử Tuấn Mỹ ngừng một chút, lập tức nhìn mọi người nói. Thanh âm vô cùng dễ nghe, mờ ảo, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhớ kỹ, ngày mai vạn nhất bị thua cũng đừng gạch đá cùng tan. Đối với các ngươi không có lợi, lưu lại núi xanh lo gì không có củi đốt. Đêm tới, trên những khối cự thạch lớn trên hư không, mọi người đều bắt đầu khoanh chân ngồi điều tức. Trong không gian chỗ sâu trong thương khung chiến tường này năng lượng thiên địa nồng đậm, vượt quá trình độ mà bên ngoài có thể so sánh. Thậm chí là so với trình độ nồng đậm của năng lượng thiên địa với thế giới hỗn độn cũng không sai biệt nhiều lắm.
Một đêm từ từ trôi qua, hôm sau, khi tia sáng đầu tiên từ phía đông xuất hiện. Trong không ít đại thế giới, từng đạo khí tức thức tỉnh, vô số ánh mắt đều nhìn vào phía trên truyền tống trận hình chiếu thời không. Hôm nay, thi đấu đỉnh phong chính thức bắt đầu, quyền sở hữu Hồng Hoang Điện ngày hôm nay sẽ biết được. Đây không thể nghi ngờ chính là chuyện thu hút tất cả ánh mắt trong 3.000 đại thiên thế giới. Sáng sớm, trong một chỗ sâu trong thương khung chiến trường, vầng trăng trắng sáng không biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo khí tức hùng hồn bắt đầu khởi động, tựa như từng đầu cự thú thức tỉnh, chỉ một thoáng, từng đạo thân ảnh đứng dậy. Siêu siêu, từng tiếng xé gió vang vọng, từng đạo thân ảnh bay về Upsilon Tê ra, từng khối cự thạch giống như ngọn núi lớn chấp động, từng đạo thân ảnh tạo thành đường vòng cung trên không trung. Đội hình song phương lập tức đáp lên trên khối cự thạch của nguyên soái trong minh mình, một cỗ chiến ý nóng bỏng lặng lẽ từ trong cơ thể bành trướng, lan tràn. Từng cỗ khí tức bắt đầu khởi động, từng ánh mắt nhìn về phía đội ngũ của đối thủ, cuối cùng đều nhìn về phía nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân và Lục Lâm Thiên. Quy tắc ngày hôm nay ở trong chỗ sâu hư không của thương khung chiến trường mọi người đều hiểu rõ. Quy tắc ngày hôm nay, 18 người tranh đoạt Hồng Hoang Điện, mỗi một người đối mặt với một đối thủ. Đánh bại đối phương là chiến thắng, đến lúc đó sẽ nhận được một tòa Hồng Hoang Điện. Quy tắc rất đơn giản, cũng là quyết đấu đỉnh phong. Quyết đấu đỉnh phong chính thức bắt đầu. Lam Thập Tam nhìn lên trên không trung, tuy rằng cảm thấy thất bại vì không có cách nào trở thành một trong những người ở bên trên, thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới việc hắn quan sát mọi người bên trên. Lần này có Lâm Thiên và Tiểu Long, Dương Quá, có 3 người này, Thiên La Minh sợ rằng sẽ phải thất vọng. Tử Yên nói, Lam Thập Tam nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc trên không trung, trên khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ nho nhỏ, nói. Theo ta được biết, bọn họ dường như còn chưa từng thua a. Nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào đám người của Thương Khung Minh, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Hắn lại nhìn 7 người trên khối cự thạch sau lưng mình, cuối cùng nhìn vào một đại hán bộ dáng dữ tợn, thân thể vạm vỡ, rắn chắc. Khí tức cuồng bạo tới cực điểm, nói. Bà Di, người thứ nhất là ngươi, lên đi. Vâng, nguyên soái. Bà Di nghe vậy, lập tức nhìn đám người Thương Khung Minh phía xa, hàn ý trong mắt bắn ra. Nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân nói xong, cánh tay hắn vung lên, một cỗ năng lượng vô hình lập tức bao phủ khối cự thạch dưới chân hắn. Oanh! Khối cự thạch này run lên, một đạo thanh âm như tiếng sấm vang vọng. Khối cự thạch giống như ngọn núi này xẹt qua không trung, cuối cùng xuất hiện ở giữa đội ngũ của Thương Khung Minh và Thiên La Minh. Phanh! Tiếp đó trong nháy mắt, thân thể rắn chắc, vạm vỡ của bà Di giống như một cái tháp bằng sắt mang theo tiếng xé gió trầm thấp, lập tức thả người xẹt qua trời cao. Hung hăng dẫm lên khối cự thạch giống như ngọn núi lớn dưới chân. Tức thì, khối cự thạch này run lên, không khí chung quanh hung hăng run lên, một cỗ khí tức hung hãn, cuồng bạo tràn ngập. Tu La tộc, người Thương Khung Minh lập tức nhìn nam tử này, loại khí tức hung hãn cuồng bạo này, bên trong minh linh chủng tộc cũng chỉ có Tu La nhất tộc thích đấu tranh tàn nhẫn mới có được. Tu La nhất tộc, 100 năm đại chủng tộc của minh linh, thiên phú không cần nói cũng biết, đồn rằng người có thiên phú đỉnh tiêm trong Tu La tộc, thậm chí có thể so sánh với linh vật trời sinh. Bà Di của Tu La tộc, ai dám ứng chiến? Bà Di đáp xuống khối cự thạch, thân thể vạm vỡ, cao ngất đứng sừng sững. Khí tức tam nguyên hóa hồng bắt đầu lan tràn, khí tức hung hãn, cuồng bạo tràn ngập, ánh mắt nhìn 10 người Thương Khung Minh trước mắt, hàn ý trong mắt bắn ra. Bà Di của Tu La nhất tộc là một đại tộc, kẻ này là cuồng chiến Tu La, đồn rằng người này đã sớm tiến vào tam nguyên hóa hồng, thực lực không phải tầm thường. Dương Quá nhìn bà Di, lập tức nói với chúng nhân bên người. Lục Lâm Thiên nhíu mày, Tu La nhất tộc là đại tộc. Mà trong Tu La tộc còn có không ít chủng tộc nhỏ. Mà cuồng chiến Tu La nhất tộc, trong Tu La đại tộc càng là tồn tại đỉnh tiêm. Nhìn mọi người bên cạnh, Lục Lâm Thiên đang muốn mở miệng thì Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Trận đầu để cho ta lên đi. Nguyên Nhược Lan nói xong, ánh mắt đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Tiểu Long, Mẫu Đơn và những người khác lập tức nhìn vào Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên cũng nhìn qua Nguyên Nhược Lan. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, miệng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức. Nguyên Nhược Lan nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước, chiến ý nóng bỏng trong mắt rung động, lập tức vung cánh tay ngọc lên.
khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân nàng lập tức xoay tròn, ầm ầm bắn về phía trước. Oanh! Khối cự thạch này lướt đi, tiếp đó trực tiếp đỡ Upsilon.ng vào khối cự thạch của bà Di, cả hai hợp nhất, hình thành một khối cự thạch cự lớn. Siêu! Bộ váy dài màu tím trên người tung bay, mũi chân Nguyên Nhược Lan khẽ điểm khối cự thạch dưới chân, một cỗ không khí xoay tròn, thân thể giống như một chiếc lá rụng, trực tiếp lướt ngang qua không trung. Sau đó từ từ đáp xuống khối cự thạch của bà Di. Mái tóc đen như mực, bộ váy dài bao phủ thân thể mềm mại, đường cong lung linh, khí chất thanh nhã, mắt ngọc mày ngài. Nàng nhìn bà Di, hai hàng lông mi lập tức chuyển thành lạnh lùng, nói. Nguyên Nhược Lan của Thiên Địa Các, người có thể lựa chọn đầu hàng. Thiên Địa Các, hừ, lựa chọn gia nhập Thương Khung Minh là sai lầm lớn nhất của Thiên Địa Các các ngươi. Bà Di nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt tràn ngập hàn ý, trong thân thể vạm vỡ có một cỗ năng lượng âm hàn cuồng bạo phô thiên cái địa tuôn ra. Cuồng chiến tu la, để ta xem có xứng với danh hiệu đó hay không. Hai mắt Nguyên Nhược Lan trầm xuống, một cỗ kiếm khí sắc bén quanh thân lập tức bắn ra. Trong lúc mơ hồ phát ra tiếng kiếm minh vang vọng, sau lưng Nguyên Nhược Lan đột nhiên có một cỗ khí tức ngập trời khởi động. Ba đạo kiếm quang giống như thực chất đột nhiên hiển hiện. Oanh! Ba đạo kiếm quang giống như thực chất này ở cùng một chỗ, cả không gian đột nhiên run lên. Kiếm ý thật mạnh. Trên khối cự thạch, vô số người giật mình, kiếm ý trên người Nguyên Nhược Lan khiến cho không ít người cực kỳ khiếp sợ. Lục Lâm Thiên cũng nheo mắt, Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý tới mức như vậy, so với ban đầu ở trong linh vũ thế giới không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hừ, kiếm ý sao? Ánh mắt tràn ngập hàn ý của bà Di trầm xuống. Thân thể vạm vỡ lập tức xuất động, khí tức âm hàn cuồng bạo quanh thân lập tức khởi động, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Năng lượng cường hãn rung động, trực tiếp ngưng tụ thành một thân thể bằng năng lượng hư ảo khổng lồ giống như nham thạch. Giống như là tu la chân thân, khuôn mặt dữ tợn, khí tức âm hàn khủng bố cuồn cuộn. Tâm ta tức kiếm, kiếm theo ý ta. Thanh âm lạnh nhạt từ trong miệng Nguyên Nhược Lan truyền ra, cánh tay vung lên. Ba thanh cự kiếm giống như thực chất sau lưng lập tức bay về Upsilon T về phía trước. Ba đạo kiếm quang hóa thành ba thanh trường kiếm, bên trên có bí văn quanh quẩn, năng lượng bắn tứ tung, khiến cho chu không rung động kịch liệt. Siêu 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 siêu. Ba thanh trường kiếm bằng năng lượng giống như ba đạo thiểm điện trực tiếp bắn về phía tu la chân thân hư ảo bằng năng lượng do bà Di kia ngưng tụ ra. Kiếm ý yếu mềm làm sao có thể làm gì được bà Di ta? Không biết tự lượng sức mình. Nhìn ba thanh trường kiếm lớn xuyên thủng không gian phóng tới, ánh mắt tu la chân thân khổng lồ bằng năng lượng hư ảo run lên, cánh tay lớn khẽ múa, khí tức âm hàn quanh thân cuồng bạo bắn ra. Hình thành ba vòng xoáy bằng năng lượng, trực tiếp bao phủ ba thanh trường kiếm này vào bên trong. Sau đó năng lượng âm hàn bao phủ kín mít ba thanh trường kiếm. Xoẹt! Bên trong khí tức âm hàn này dường như còn có lực ăn mòn cực lớn, có thể bao phủ trường kiếm bằng năng lượng, trực tiếp thôn phệ. Làm tiêu hao năng lượng cường hãn trên trường kiếm. Tất cả chuyện này khiến cho hai mắt của tu la chân thân hư ảo bằng năng lượng kia cười lạnh không thôi. Phá! Đối mặt với tình huống này, Nguyên Nhược Lan không có bất kỳ bối rối nào, dường như nàng đã sớm tính trước, môi son khẽ mở, trong miệng vang lên một tiếng phá. Siêu, siêu, siêu! Ngay sau đó, trên ba thanh kiếm bằng năng lượng cực lớn này, kiếm quang đại thịnh, tựa như mặt trời giữa trưa, lập tức nổ tung. Rầm rầm rầm. Ba thanh trường kiếm bằng năng lượng nổ tung, ba cỗ năng lượng kiếm khí sắc bén bắn tứ tung. Trực tiếp xé nát ba vòng xoáy bằng năng lượng âm hàn. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt giống như hình vòng cung lan tràn ra bốn phía. Tu la tộc cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, thân thể mặc váy tím dịu dàng của Nguyên Nhược Lan lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước hư ảnh tu la chân thân bằng năng lượng cực lớn, cánh tay vung lên. Một đạo kiếm quang sắc bén bằng năng lượng trực tiếp đánh vào trong mi tâm tu la chân thân bằng năng lượng này. Xoẹt! Đạo kiếm quang sắc bén bằng năng lượng xuyên thủng không gian, hư ảnh tu la chân thân bằng năng lượng khổng lồ dễ dàng nứt vỡ, hóa thành một cỗ năng lượng âm hàn cuồng bạo, kinh khủng bắn tứ tung. Tiện tỳ nhân tộc, người đã chọc giận ta rồi. Hư ảnh bằng năng lượng bị phá, bà Di hét lớn một tiếng. Thanh âm giống như tiếng sấm, sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn cũng biết Nguyên Nhược Lan của Thiên Địa Các trước mặt không phải dễ trêu. So với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn, khí tức Tam Nguyên Hóa Hồng không còn giữ lại mà trực tiếp cuồng bạo khởi động,
thân thể nhanh chóng bành trướng, mở rộng. Tu La Chân Thân. Bà Di thúc giục Tu La Chân Thân, thân thể khổng lồ xẹt qua không gian, trong đôi mắt vĩ đại tràn ngập hàn ý. Khí tức âm hàn cuồng bạo bàng bạc run run, tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, khiến cho linh hồn trực tiếp phát run. Cánh tay lớn vung lên, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn cuồng bạo, hung hăng vỗ xuống người Nguyên Nhược Lan. Xoẹt! Một trưởng như vậy chỉ trong nháy mắt dùng xu thế như sấm sét bắn tới đỉnh đầu Nguyên Nhược Lan, năng lượng cuồng bạo khủng bố trực tiếp khiến cho không trung liên tiếp bạo tạc, nổ tung. Siêu! Nhìn trưởng ấn từ trên đánh xuống, Nguyên Nhược Lan lần nữa có động, bộ váy tím trên người không gió mà tung bay. Bỗng nhiên có một cỗ khí tức sắc bén, bá đạo từ trên thân thể mềm mại uyển chuyển kia khuếch tán ra. Cánh tay giương lên, một thanh trường kiếm màu tím quỷ dị bắn ra. Oanh! Trường kiếm xuất hiện trong tay Nguyên Nhược Lan, một cỗ năng lượng bàng bạc phô thiên cái địa tuôn ra, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Đột nhiên một đạo kiếm quang khổng lồ chừng vài trăm thước được bổ ra, hung hăng đánh về phía trưởng ấn khổng lồ của bà Di. Xoẹt! Một kiếm một trưởng va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, không gian bị nghiền nát, khí tức cuồng bạo từ nơi trưởng ấn, kiếm quang va chạm khuếch tán ra bốn phía, kiếm quang bị nghiền nát, trưởng ấn cũng dễ dàng bị phá hủy. Thật mạnh! Chung quanh thương khung chiến trường, đám người Lam Thập Tam, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ nhìn chăm chú vào một màn kinh khủng trên không trung, ánh mắt rung động không thôi. Đối với đám người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần mà nói, tuy rằng bọn họ đều có tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng, nhưng mà chỉ nhìn hai người này giao thủ mà nói, bất luận một người nào trong ba người đều là tồn tại kiệt xuất trong đám người trẻ tuổi của thiên địa này. Thế nhưng căn bản không có cách nào so sánh với hai người bà Di và Nguyên Nhược Lan kia. Người vô lượng Niết Bàn, Nguyên Nhược Lan này không đơn giản, bà Di là vô thượng Niết Bàn, sợ rằng sẽ phải cố hết sức. Nguyên Nhược Lan có lẽ không chỉ đơn giản là người vô lượng Niết Bàn đơn giản như vậy. Nhìn bà Di và Nguyên Nhược Lan giao thủ, nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân kia thì thảo nói. Đây là ma kiếm sao? Lục Lâm Thiên nhìn thanh trường kiếm màu tím trong tay Nguyên Nhược Lan. So với ma kiếm trong linh vũ thế giới khi trước dường như giống nhau. Chỉ là trên thân kiếm kia vốn là khí tức ma tà, mà lúc này khí tức trên thanh trường kiếm này lại là sắc bén, lạnh lẽo. Dương Quá bên người Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Đó đã không còn là ma kiếm nữa, nàng đã sớm tới một cảnh giới khác, ban đầu ở trong thiên kiếm môn là nửa ma, nhưng hiện tại nàng đã dùng ma nhập đạo, thành tựu đạo kiếm. Cường giả trong thiên địa các đã từng nói qua, dưới thập đại bán thánh khí, đạo kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan đủ để bài danh đỉnh tiêm trong các thông linh bảo khí. Nếu chỉ luận kiếm đạo đơn thuần, sợ rằng ngay cả ta cũng khó thắng được lĩnh ngộ bên trên kiếm đạo của nàng. Dùng ma nhập đạo, đạo kiếm. Lục Lâm Thiên thì thào nói. Tu La Chân Thân của Tu La nhất tộc, bà Di chính là cuồng chiến Tu La tộc, càng khó dây vào, cho nên Nguyên Nhược Lan không làm gì được hắn ta. Muốn chiến thắng cũng không dễ. Dương Quá nhìn hai người đang giao thủ phía trước rồi nói. Xoạt xoạt. Giữa không trung, thân thể khổng lồ của bà Di lảo đảo đẩy lui, cuối cùng đạp mạnh xuống mặt đất cự thạch, ánh mắt khi nhìn về phía Nguyên Nhược Lan lại có thêm vài phần rung động. Đồng thời, khí tức âm hàn cuồng bạo quanh thân bắt đầu nhảy lên tới cực hạn. Một cỗ khí tức âm hàn cuồng bạo giống như là cơn lốc, điên cuồng từ trong cơ thể bà Di khuếch tán ra. Khiến cho một cỗ khí tức cuồng bạo tràn ngập phía trên trời cao. Oanh! Khí tức âm hàn cuồng bạo như vậy giống như mây đen hội tụ, trong giây lát, phía trên trời xanh đều trở nên âm trầm, gió nổi mây phun, hư không lờ mờ. Siêu! Thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan cũng bị đẩy lui, mũi chân đạp mạnh mặt đất, giữa không trung tạo thành một vòng xoáy cực lớn, mượn lực vòng xoáy này, thân thể xinh đẹp nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía bà Di. Ông! Cánh tay vung lên, phía trên trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan có một tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, lần nữa có một đạo kiếm quang cực lớn bắn ra, trực tiếp bắn về phía bà Di. Tiện tỳ nhân tộc, ngươi cho rằng có thể chiếm thế thượng phong với ta sao? Vậy thì thử xem Tu La địa ngục của ta đi. Nhìn đạo kiếm quang kia bắn tới, thanh âm trên Tu La chân thân khổng lồ của bà Di giống như tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng, Tu La chi khí âm hàn cuồng bạo điên cuồng khuếch tán. Trong lúc thiên địa lờ mờ, giống như mây đen cuồng cuộn, khí tức khủng bố khó có thể hình dung này khiến cho linh hồn người ta triệt để rung động, nguyên lực đình trệ. Khí tức âm hàn cuồng bạo bao phủ cả phiến không gian lớn,
liếc nhìn không thấy điểm cuối. Giống như cả thương khung chiến trường lúc này đã trở thành tu la địa ngục. Nhân loại không biết tự lượng sức mình. Một đạo kiếm quang hư ảo bắn tới trước người, bà Di hét lớn một tiếng, một đạo quyền ấn giống như pháo hoa, hung hăng đỡ upsilon.ng vào trên kiếm quang. Xoẹt! Kiếm quang dễ dàng bị đánh cho chia năm xẻ bay, tu la chi khí âm hàn cuồng bạo ngập trời lập tức bao phủ Nguyên Nhược Lan vào bên trong. Tu la chi khí âm hàn cuồng bạo trong lúc vô hình ảnh hưởng, khuôn mặt Nguyên Nhược Lan khẽ đổi, trong tu la địa ngục này, rõ ràng nàng đã bị ảnh hưởng không ít, nguyên lực, linh hồn, thậm chí là áo nghĩa cũng bị ảnh hưởng tuyệt đối. Khặc khặc, tiến vào trong tu la địa ngục rồi thì ngươi nên chờ chết đi. Bà Di nhìn Nguyên Nhược Lan cười to, giờ phút này toàn thân tràn ngập sát khí ngập trời. Trong tu la địa ngục này, giống như hắn là tu la vương, ở trong không gian này chính là lãnh thổ của hắn, lĩnh vực của hắn, tất cả đều không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu, mắt nhìn tu la chân thân khổng lồ của bà Di, cánh tay vung lên. Quanh thân lập tức được một vòng quang mang màu tím bao phủ, sát khí tu la âm hàn cuồng cuộn quanh thân khó có thể xâm lấn vào. Đôi mắt khẽ đảo, hơi có ngưng trọng, thế nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Bỗng nhiên Nguyên Nhược Lan khép hờ hai mắt, từng đạo thủ ấn trong tay không ngừng được kết, một cỗ năng lượng chấn động, lập tức thẩm thấu vào trong không gian này. Ồ! Cảm nhận năng lượng chấn động trên người Nguyên Nhược Lan. Bà Di vừa rồi còn đang cười lạnh không ngớt lúc này trong lúc mơ hồ đột nhiên cảm giác tâm thần run lên, linh hồn trong lúc mơ hồ có cảm giác bất an. Ta la phá diệt quyền. Dưới loại cảm giác bất an tới từ linh hồn này, khiến cho bà Di hét lớn một tiếng, thủ ấn cực lớn không ngừng ngưng tụ, mây đen cuồn cuộn trong không gian giống như tu la địa ngục, vô số năng lượng đen nhánh chấn động, lập tức ngưng tụ thành vô số quyền ấn. Từng đạo quyền ấn được ngưng tụ. Quyền ấn đen nhánh cùng với năng lượng âm hàn cuồng bạo khuếch tán, không ngừng đánh tới quanh thân Nguyên Nhược Lan. Ầm ầm, quyền ấn đen nhánh không ngừng ránh xuống mang theo lực lượng cường hãn, cuồng bạo không ngừng khuếch tán. Trong khoảnh khắc hung hăng đánh vào trên quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan. Mỗi một đạo quyền ấn màu đen đánh xuống, phía trên quang mang tím bắt đầu có một vòng xoáy khuếch tán, rung động xuất hiện. Từng đạo quyền ấn đánh xuống khiến cho không gian run rẩy. Không khí trong không gian chung quanh lúc này vặn vẹo. Quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan lúc này giống như sóng lớn cuồn cuộn, khí tức khủng bố tràn ngập, lan tràn, giống như vòi rồng quét qua. Uy thế mạnh mẽ khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, chỉ là từng đạo quyền ấn đen nhánh này lại không có cách nào phá vỡ quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan lúc này. Thủ ấn trong tay Nguyên Nhược Lan được kết, khí tức trên người trong lúc mơ hồ truyền ra không ngờ ngày càng khủng bố. Đồng thời, trong vòng quang mang màu tím, trên người Nguyên Nhược Lan bắt đầu có hai cỗ khí tức lan tràn, hai cỗ khí tức hoàn toàn trái ngược. Một cỗ khí tức càng ngày càng quỷ dị, mặt khác còn có một cỗ khí tức chính trực. Hai cỗ khí tức chấn động, một cỗ khí tức ma khí yêu dị, một cỗ khí tức hạo nhiên chính khí. Trong lúc hai cỗ khí tức cuồn cuộn, mái tóc trên đầu Nguyên Nhược Lan bay múa, bộ váy dài màu tím tung bay, toàn thân đột nhiên có vô số hư ảnh kiếm quang bắt đầu lướt đi. Sau đó vòng qua vòng lại quanh thân. Ầm ầm. Trong giây lát này, trong không gian tu la địa ngục này gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo tiếng sấm vang vọng. Loại khí thế khủng bố giờ phút này khiến cho ánh mắt bà Di biến đổi, từng đạo quyền ấn đen nhánh được huy động, giống như là mưa to không ngừng đánh vào trên vòng quang mang màu tím quanh thân Nguyên Nhược Lan. Phá! Tiếng hô như sấm, tu la thân khổng lồ của bà Di phẫn nộ đánh ra một quyền cuối cùng. Rốt cuộc triệt để bạo phát công kích quang mang màu tím. Rầm rầm rầm. Khí tức đáng sợ cùng với uy áp cuồng bạo từ bên trong tràn ngập ra, khí tức âm hàn khuếch tán ra chung quanh không trung. Vòng quang mang bằng năng lượng màu tím nổ nát bấy, ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ đổi, khóe miệng nở nụ cười. Trên khuôn mặt tinh xảo, bộ dáng thoạt nhìn lạnh lùng mà yêu dị. Có một tia quỷ dị không nói rõ nên lời. Một tia năng lượng quỷ dị bao phủ nàng vào bên trong. Một đạo thủ ấn cuối cùng trong tay được kết, ánh mắt nhìn tu la thân khổng lồ của bà Di, nói. Ma đạo chính đạo đều là thiên đạo, vừa chính vừa tà, nửa ma nửa đạo. Nói xong, một cỗ khí tức quỷ dị, ma tà cùng với khí tức hạo nhiên chính khí đồng thời từ trong thân thể Nguyên Nhược Lan lan tràn ra. Kiếm quang quanh thân bỗng nhiên có kiếm khí bàng bạc tiết ra ngoài. Cả không gian vang lên tiếng kiếm minh, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Xoẹt! Lúc này, cả không gian đột nhiên run lên,
bỗng nhiên vô số kiếm quang ngưng tụ thành hai đầu kiếm long cực lớn xẹt qua trời cao. Đầu kiếm long cực lớn uốn lượn xoay quanh, thân thể khổng lồ do vô số lợi kiếm ngưng tụ lại mà thành. Kiếm long giống như vật còn sống, long uy kinh người khuếch tán. Ngao ngao! Một tiếng long ngâm như sấm vang vọng khiến cho không gian tu la địa ngục vang vọng kịch liệt, giống như là gặp được khắc tinh. Khí tức hạo nhiên chính khí áp chế tất cả những vật tà ma. Một đầu kiếm long khác rít lên một tiếng giống như quỷ khóc thần sầu, giống như có thể ăn mòn linh hồn. Ở trong không gian tu la địa ngục này giống như là cá gặp nước. Ông ông! Trong chớp mắt này, Nguyên Nhược Lan đạp không ở trên đầu hai đầu kiếm long đang xoay tròn, mái tóc bay múa, váy dài tung bay. Ma khí toàn thân cùng với hạo nhiên chính khí quanh thân đồng thời quanh quẩn. Hai loại khí tức dung hợp hoàn mỹ, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện trong tay nàng, tiếng sấm minh ngập trời vang vọng. Trên trời cao, trên hai đầu kiếm long, giờ phút này Nguyên Nhược Lan ngạo nghễ đứng đó, khí thế ngút trời tràn ngập thiên địa. Không hổ là Nguyên Nhược Lan, thật mạnh. Trong Thương Khung Minh, giờ phút này ngay cả Tiểu Long cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, trong mắt mấy người Bắc Cung Vô Song, Dương Quá, Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân cùng với những người khác hiện lên vẻ khiếp sợ. Loại khí thế này, ở trong trường, có bao nhiêu người có thể ngưng tụ ra được chứ? Nửa ma nửa đạo, trên người Nguyên Nhược Lan này mang hai chủng kiếm đạo, người vô lượng niết bàn, bà di thất bại rồi. Trong Thiên La Minh, nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân nhìn Nguyên Nhược Lan trên hai đầu kiếm long khổng lồ, trong đôi mắt không chút bận tâm kia lúc này hiện lên chút chấn động. Tu la thân khổng lồ của bà Di lúc này đối mặt với hai đầu kiếm long khổng lồ này tự nhiên cảm thấy run sợ. Đôi mắt vĩ đại tràn ngập hàn ý trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng. Tu la địa ngục, tu la nộ. Tiếng quát như sấm, thân thể tu la khổng lồ lập tức xẹt qua trời cao, thân thể mang theo khí tức âm hàn cuồng bạo, dùng xu thế phong quyển tàn vân, trực tiếp phóng về phía Nguyên Nhược Lan. Siêu siêu. Không gian không ngừng chấn động, lực lượng âm hàn cuồng bạo khuếch tán, khiến cho vô số người trẻ tuổi tuyệt đỉnh ở phía xa không khỏi cảm thấy linh hồn rung động. Trên không trung, Nguyên Nhược Lan đạp lên đầu hai đầu kiếm long một chính một tà. Chiến ý trong hai mắt bành trướng, khí thế tràn ngập thiên địa, miệng yêu kiều quát lên một tiếng. Ma kiếm là tôn, đạo kiếm làm hoàng, nửa ma nửa đạo, chu tà. Ngao ngao! Tiếng quát vừa dứt, trường kiếm màu tím trong tay vung lên, hai đầu kiếm long rít gào. Nương theo hai cỗ khí tức mênh mông một chính một tà đột nhiên phóng tới khí tức âm hàn cuồn cuộn đang bạo động kia. Trên hai cái kiếm long kia, bốn phía tràn ngập kiếm quang giống như nhật nguyệt cùng hiện. Quang mang phóng lên trời, bắn thẳng lên trời xanh, khiến cho không gian lờ mờ này lập tức tràn ngập quang mang đại thịnh. Xoẹt! Từng đạo thanh âm không gian bị nghiền nát truyền ra, kiếm long xẹt qua trời cao, hóa thành vô số bóng kiếm phô thiên cái địa bắn ra. Từng đạo kiếm quang xẹt qua, không gian trực tiếp bị phá hủy. Năng lượng khủng bố hóa thành gợn sóng khuếch tán, khiến cho không gian chấn động nổi lên sóng to gió lớn, rung động kịch liệt. Từng đạo kiếm quang xé rách ra vô số vết nứt không gian đen kịt. Giống giống. Tiếng tu la rít gào như sấm, thân thể khổng lồ được khí tức âm hàn cuồn cuộn bao phủ liên tiếp lui lại. Dùng ma nhập đạo, đạo dưới thân kiếm, si mị võng lượng, đáng nhiên bất tồn. Thanh âm dịu dàng vang lên, thân ảnh xinh đẹp mềm mại của Nguyên Nhược Lan lặng lẽ không một tiếng động xẹt qua trời cao, không ngờ lại xuất hiện trước tu la thân khổng lồ của bà Di. Trên thân trường kiếm màu tím trong tay có một đạo kiếm quang khủng bố ước chừng mấy trăm trượng nương theo khí tức hạo nhiên chính khí ầm ầm bổ về phía trước. Dùng xu thê bôn lôi, trực tiếp đánh xuống cái đầu dữ tợn khổng lồ của bà Di. Giờ phút này ánh mắt bà Di hoảng hốt, tu la thân khổng lồ lúc này được quang mang âm hàn bao phủ. Nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng vẫn chậm một chút, tuy rằng né khỏi chỗ hiểm, thế nhưng đạo kiếm quang khủng bố này lại trực tiếp xẹt qua cánh tay lớn của hắn. Xoẹt! Dưới kiếm quang, quang mang âm hàn dưới kiếm quang mang theo khí tức hạo nhiên chính khí biến mất sạch sẽ. Một kiếm đánh xuống, kình phong đáng sợ lập tức bộc phát, khí tức ngập trời tuôn ra, khiến cho hư không rung động. Một cánh tay lớn của bà Di trực tiếp bị chặt đứt. Bà Di, lui ra! Nam tử Tuấn Mỹ của Thiên La Minh khẽ quát một tiếng, thanh âm giống như sấm sét, lập tức vang vọng trong tai bà Di, nương theo một cỗ khí tức không được phản kháng. Giống. Tiếng kêu thảm thiết giống như sấm sét từ trong miệng bà Di vang lên, khí tức trong nháy mắt suy yếu, cánh tay dứt đoạn rơi xuống. Đôi mắt to lớn nhìn về phía Nguyên Nhược Lan tràn ngập hàn ý,
thế nhưng dưới tiếng quát của nam tử tuấn mỹ tuyệt luân kia, hắn nhanh chóng thu hồi tu la thân khổng lồ lại, thân ảnh nhanh chóng lui ra. Ầm ầm. Bà Di nhanh chóng lui lại, khối cự thạch to lớn giống như ngọn núi dưới chân hắn cũng ầm ầm lui xuống, rốt cuộc không có cách nào đứng ngang hàng với mọi người. Quanh thân hắn lúc này trong thương khung chiến trường có một cỗ uy áp cực lớn, cho nên cũng chỉ có thể theo khối cự thạch lui xuống. Thắng, Nguyên Nhược Lan thắng rồi. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới, vô số cường giả linh vũ thế giới nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp mặc váy tím trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong mắt khó nhịn vẻ kích động, vẻ vang vì nàng. Bởi vì nữ tử mặc váy tím kia cũng xuất thân từ linh vũ thế giới, đại biểu cho linh vũ thế giới, ở trong thương khung chiến trường, trong đám người cùng thế hệ của 3000 đại thiên thế giới, giờ phút này quang mang vạn trượng, đứng ngạo nghễ trên trời cao. Siêu siêu. Khối cự thạch dưới chân Nguyên Nhược Lan dâng lên cao, trường kiếm màu tím trong tay được thu lại, thân thể mềm mại uyển chuyển xẹt qua trời cao, lập tức rơi vào bên cạnh đám người Lục Lâm Thiên, khuôn mặt tái nhợt. Đánh bại bà Di, rõ ràng nàng cũng tiêu hao khá lớn. May mắn không làm nhục mệnh, không để cho Linh Vũ mất mặt. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta đã sớm nói qua với Thiên Địa Các, nếu như ta tranh đoạt được Hồng Hoang Điện, một nửa danh ngạch sẽ lưu lại cho người linh vũ thế giới. Đến lúc đó làm phiền ngươi sắp xếp một chút. Được, ngươi điều tức trước đi. Lục Lâm Thiên nhìn qua Nguyên Nhược Lan khẽ gật đầu nói. Ta cũng thay người linh vũ giới cảm ơn ngươi. Ta tới từ linh vũ thế giới, không cần nói lời cảm ơn. Nguyên Nhược Lan gật đầu, váy dài trên người khẽ tung bay, nói xong, lập tức nhảy lên trên khối cự thạch lớn vừa mới dâng lên cao. Nhanh chóng nhét một khỏa đan dược vào trong miệng, sau đó không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng đó. Bà Di bị thua khiến cho sắc mặt mấy người Thiên La Minh còn lại không dễ nhìn một chút nào, từng gánh mắt hung hăng nhìn về phía người Thương Khung Minh phía trước. Chúc mừng Thương Khung Minh đạt được một tòa Hồng Hoang Điện. Nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh nhạt, mất đi một tòa Hồng Hoang Điện đối với hắn dường như cũng không có một chút ảnh hưởng nào, không vì thế mà làm hắn không vui. Chờ tới cuối cùng chúc mừng cũng không muộn. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nếu như lần này Thương Khung Minh có thể thu hoạch cơ hồ tất cả Hồng Hoang Điện, ta cũng sẽ chúc mừng. Nam tử Tuấn Mỹ nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt thanh tịnh, mờ ảo kia khẽ đảo, lập tức quay đầu lại nhìn 6 người sau lưng. Ánh mắt nhìn vào một nam tử gầy gò, nói. Minh Hoán, trận thứ 2 giao cho ngươi. Dựa theo quy tắc ngươi có thể khiêu chiến bất luận một ai trong Thương Khung Minh. Vâng. Nam tử gầy gò đi ra, thân thể gầy gò, bộ dáng có chút tương tự với nhân tộc, chỉ là khí tức âm hàn trên người trong lúc mơ hồ lại có thêm một phần khí tức nóng bỏng. Chậm rãi đi ra, Minh Hoán vung tay lên, một cỗ năng lượng nóng bỏng vô hình lập tức bao phủ khối cự thạch dưới chân hắn. Oanh! Cự thạch run lên, tiếng nổ vang lập tức vang vọng, cự thạch xẹt qua không trung, cuối cùng xuất hiện ở chính giữa đội hình của Thiên La Minh và Thương Khung Minh. Thân ảnh Minh Hoán nhảy lên. Một cỗ khí tức nóng bỏng chấn động, thân ảnh lập tức giống như lưu quang rơi xuống khối cự thạch. Ánh mắt nhìn người Thương Khung Minh phía xa nói. Minh hỏa thế giới, Thiên Minh hỏa tộc, Minh Hoán. Thiên Minh hỏa tộc, chủng tộc này trong Minh Linh cũng không nhiều lắm, gần với 5 đại chủng tộc trong Minh Linh. Theo tin tức mà ta nhận được, Minh Hoán này là hậu nhân của người chân lý Niết Bàn, tổ tiên đã từng có cường giả là người chân lý Niết Bàn. Mẫu đơn nhìn Minh Hoán phía trước. Sau đó nói với mọi người. Hậu nhân của chân lý Niết Bàn sao? Nghe vậy Lục Lâm Thiên không khỏi dò xét Minh Hoán vài lần, khí tức âm hàn và nóng bỏng trên người đồng thời cùng tồn tại. Cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng Tu Vi cũng là tam nguyên hóa hồng, thế nhưng so với bà Di kia mà nói, Tu Vi còn cao hơn một chút. Thiên Minh hỏa tộc này chủ yếu tập trung ở trong Minh hỏa đại thế giới. Loại sinh linh này cực kỳ khủng bố, đặc biệt là bản thân Thiên Minh hỏa tộc cực kỳ khó chơi. Không phải là quá dễ đối phó. Dương Quá dường như hiểu rõ không ít về Thiên Minh hỏa tộc. Minh Hoán nhìn người trong Thương Khung Minh, ánh mắt đảo qua từng người một, cuối cùng trực tiếp nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên, nói. Ta chọn ngươi. Lão đại. Nhìn thấy Minh Hoán của Thiên La Minh phía trước không ngừng lại chọn thái cổ U Minh Viêm, Tiểu Long và Mẫu Đơn lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Khóe miệng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Ống tay áo màu lam run lên, khối cự thạch giống như ngọn núi cách hắn không xa lập tức ầm ầm lướt đi, bàn chân điểm nhẹ mặt đất.
thân thể mang theo khí tức âm hàn và nóng bỏng như ẩn như hiện phóng lên, lập tức đáp xuống khối cự thạch to lớn giống như ngọn núi vừa mới phóng ra. Oanh! Khối cự thạch này hung hăng va chạm với khối cự thạch dưới chân Minh Hoán, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đáp xuống, tất cả hành động đều lưu loát, gọn gàng. Sau khi khí tức linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên chấn động, nam tử mặc trường bào màu đen, vẻ mặt không chút bận tâm tới tình huống chung quanh trong Thiên La Minh trong sát na này, ánh mắt mắt nổi lên chấn động giống như hòn đá ném xuống mặt nước yên tĩnh. Ánh mắt trong chốc lát nhìn về phía thái cổ U Minh Viêm xa xa. Hãy mau báo tên ra. Mắt nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Minh Hoán nhảy lên, trong lúc mơ hồ ở sâu trong hốc mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên nhìn Minh Hoán, thấp giọng nói. Thị hoang thế giới, Phi Linh Môn, U Minh. Phi Linh Môn. Minh Hoán nhíu mày, dường như chưa từng nghe nói sự tồn tại của Phi Linh Môn. Danh tự của Phi Linh Môn ở trong thượng thanh thế giới thanh danh hiển hách, nhưng mà ở trong 3000 đại thiên thế giới mà nói lại không là cái gì. Mà ngay cả đám người Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương không lâu trước đó mới gia nhập Phi Linh Môn, so với hai đại liên minh còn kém xa không ít. Thượng thanh thế giới ở trong 3000 đại thiên thế giới cũng không có danh khí quá lớn, càng không cần nói tới Phi Linh Môn. Phi Linh Môn. Nhưng Minh Hoán trong thương khung chiến trường không biết Phi Linh Môn, nhưng mà trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, tất cả mọi người trước truyền tống trận hình chiếu thời không trên chiến đài, tất cả mọi người nghe vậy lập tức há hốc mồm. Không khỏi ngây ngốc, đặc biệt là đối với người Phi Linh Môn mà nói, càng thêm há hốc mồm, không thể nói nên lời. U Minh đại biểu Phi Linh Môn. Người trong linh vũ thế giới lúc này cũng nhìn nhau, từng ánh mắt chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. U Minh, chẳng lẽ? Đám người Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương nhìn nhau, mắt nhìn đạo thân ảnh màu lam, dường như có điều ngộ ra. Không cần biết ngươi có địa vị gì, trận này ngươi nhất định sẽ thua. Minh Hóa nhìn thái cổ U Minh Viêm, thủ ấn đột nhiên kết xuất, tiếp đó trong nháy mắt một cỗ khí tức âm hàn và nóng bỏng quanh thân cuồn cuộn, lan tràn ra. Giống như là ném một quả bom vào trong không gian yên tĩnh này, khiến cho không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Khí tức thật mạnh. Khí tức nóng bỏng và âm hàn ảnh hưởng tới linh hồn và nguyên lực. Thiên Minh Hỏa tộc thật sự không dưới 5 đại tộc của Minh Linh. Vô số người nhíu mày, cỗ khí tức này của Minh Hoán đã chứng minh thực lực của hắn ta. Loại thực lực này vừa mới ra tay nhìn qua cũng không dưới bà Di vừa rồi. Rầm rầm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo trưởng ấn âm hàn mà nóng bỏng từ trong cánh tay phải Minh Hoán được ngưng tụ, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh tựa như thiểm điện. Mang theo một cỗ khí tức âm hàn mà nóng bỏng kinh khủng, sau đó trực tiếp xuất hiện trước người thái cổ U Minh Viêm. Siêu siêu. Đạo trưởng ấn của Minh Hoán đánh xuống, cả phiến không gian tràn ngập dưới khí tức nóng bỏng và âm hàn hóa thành hư vô. Trước mắt bao nhiêu người, cơ hồ dưới tất cả ánh mắt của tất cả mọi người, trưởng ấn âm hàn và nóng bỏng rơi vào trên người linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên. Siêu. Bỗng nhiên, đồng tử của tất cả mọi người cơ hồ co rụt lại. Chỉ thấy U Minh này bỗng nhiên nhấc tay nghênh tiếp đạo trưởng ấn này. Hai trưởng lập tức va chạm, một cỗ hỏa diễm màu xanh ra tời lập tức lan tràn ra, trực tiếp chống cự đạo trưởng ấn âm hàn và nóng bỏng kia. Cùng lúc, trưởng ấn nóng bỏng mà âm hàn kia trong nháy mắt ngắn ngủi trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. U Minh này thật mạnh. Phong Du Du, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần và những người khác phía dưới nhìn nhau. Một trưởng kia của Minh Hoán không phải là bình thường. Nhưng thật không ngờ U Minh của Phi Linh Môn kia lại có thể dễ dàng phá hủy như vậy. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt ngắn ngủi va chạm, thân thể Minh Hoán trực tiếp lảo đảo lui lại, chỉ có bản thân hắn rõ ràng nhất. Khí tức trong hỏa diễm màu xanh ra trời kia đủ để khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bất an, rung động. Ánh mắt lập tức chuyển thành khiếp sợ. Trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn nắm chặt tay, hưng phấn không thôi. Phi Linh Môn ta từ khi nào có người mạnh mẽ như vậy? Phi Linh Môn ta lần này phát tài rồi. Đám người âm quỷ, âm minh dạ xoa, địa long, thất kiếm, thất sát, bạch kinh đường, phạm thống. Nhìn nhau, chấn động, hưng phấn không thôi. Không ngờ Phi Linh Môn còn có người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Đám người Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương lúc này cũng nhìn nhau, phấn chấn không thôi.
U Minh kia thực sự là người của Phi Linh Môn sao? Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ nhìn băng thiên, khuôn mặt già nua, ánh mắt mênh mông giống như vô biên vô hạn lúc này cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Băng thiên nhìn Phong Hành Thiên Chủ nói. Phong Hành lão ca, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng mà bất kể như thế nào Phi Linh Môn cũng là phần tử của Thượng Thanh thế giới ta. Xem ra trên người tiểu tử này còn cất giấu không ít bí mật a. Phong Hành Thiên Chủ thở dài, thế nhưng trong ánh mắt mênh mông kia lập tức hiện lên vẻ vui vẻ. Thiên Minh Hỏa tộc, xem như không kém, nhưng nếu như chỉ có chút bổn sự đó mà nói, sợ rằng còn chưa đủ. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên đứng chắp tay. Trong lòng bàn tay có một đám hỏa diễm màu xanh da trời được thu liếm, khí tức âm hàn và nóng bỏng như ẩn như hiện cùng chấn động, trong lúc mơ hồ khiến cho không trung chung quanh lõm xuống, tạo thành một động sâu. Giờ phút này chỉ có những người mạnh nhất ở đây mới phát hiện ra, trong lúc vô thanh vô tức, cả phiến không gian lúc này trong lúc vô hình đã bị năng lượng làm vặn vẹo. Linh vật trời sinh thật mạnh, Minh Hoán không phải là đối thủ. Thanh niên mặc trường bào màu đen vẫn không nói gì trong Thiên La Minh lúc này nhìn thân ảnh mặc trường bào màu lam ở phía xa, giờ phút này miệng thì thào nói. Thích Thiên, U Minh kia thực sự mạnh như vậy sao? Minh Hoán cũng không dễ đối phó a. Nữ tử mặc khải giáp hỏi nam tử mặc trường bào màu đen, trong đôi mắt sáng dường như còn có chút không tin tưởng lời nói của thanh niên mặc áo bào màu đen này. Thế nhưng nàng biết rõ thực lực của Minh Hoán có át chủ bài, tuyệt đối không phải dễ trêu. Nam tử mặc áo bào màu đen gọi là Thích Thiên lạnh nhạt nhìn nữ tử mặc khải giáp, ngữ khí cực kỳ bình thản, nói. Hai Minh Hoán cũng không phải là đối thủ của người này. Huống chi chỉ có một mình Minh Hoán, U Minh kia rất mạnh, là người mạnh nhất mà ta ít thấy. Nữ tử mặc khải giáp nhìn chằm chằm vào nam tử mặc trường bào màu đen một hồi, vẻ mặt bán tin bán nghi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. Phi Linh Môn không có danh tiếng gì quả thực đủ hung hăng càn quấy. Những năm gần đây Minh Hoán ta dạng người nào cũng gặp. Ở trước mặt ta hung hăng càn quấy chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Thái cổ U Minh Viêm nói xong, nguyên lực trong người Minh Hoán bắt đầu cuồn cuộn khởi động, cố gắng ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng. Ánh mắt lần nữa tràn ngập hàn ý, một cỗ khí tức nóng bỏng, âm hàn tràn ra. Nếm thử thiên minh chi hỏa của ta đi. Minh Hoán nói xong, trường bào vung lên, quanh thân đột nhiên có khí tức nóng bỏng, âm hàn tràn ngập. Một cỗ hỏa diễm màu xanh lập tức cuồn cuộn, mà thân thể gầy gò của Minh Hoán cũng lập tức bị bao phủ ở bên trong. Siêu siêu! Hỏa diễm màu xanh này tuôn ra, cả không trung lập tức rung chuyển. Cỗ khí tức nóng bỏng âm hàn kia tràn ngập phía chân trời, làm cho linh hồn người ta đau đớn. Hỏa diễm cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Trong giây lát, hỏa diễm màu xanh lá quỷ dị, vô cùng khủng bố bao phủ cả phiến không gian. Khí tức quỷ dị kinh khủng kia khiến cho những người trẻ tuổi đỉnh phong có mặt ở đây lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thiên Minh Chi Hỏa, át chủ bài của Thiên Minh Hỏa tộc, dựa vào Thiên Minh Chi Hỏa, Thiên Minh Hỏa tộc có thể đứng sừng sững không ngã trong 3000 đại thế giới. Coi như là so với 5 đại chủng tộc trong Minh Linh cũng không phải e ngại. Nếu không phải người Thiên Minh Hỏa tộc vô cùng ít, có lẽ trong Minh Linh không chỉ có 5 đại chủng tộc mà đã là 6 đại chủng tộc rồi. Hỏa diễm màu xanh dường như rất lợi hại nha, không biết U Minh có thể chống lại được hay không. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, đám đại biểu của Phi Linh Môn nắm chặt tay, nhìn xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người đều cảm nhận được hỏa diễm màu xanh lá quỷ dị kia bất phàm ra sao. Thiên Minh Chi Hỏa sao? Đáng tiếc còn chưa đủ. Trong thương khung chiến trường, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên lên tiếng, ánh mắt khẽ đảo. Đột nhiên, ngay trong lúc tất cả mọi người nhìn vào, quanh thân U Minh có một cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Lập tức, trong thương khung chiến trường này, một cỗ khí tức khủng bố, âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại hàng lâm, khí tức này so với thiên minh chi hỏa mà nói, là khác biệt giữa trời và đất. Thật mạnh! Trong Thiên La Minh, người được gọi là Thích Thiên mặc trường bào màu đen như mực kia nhìn hỏa diễm màu xanh ra trời vừa mới xuất hiện, ánh mắt run lên. Nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân kia giờ phút này cũng chăm chú nhìn vào người linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tràn ngập khí tức âm hàn và nóng bỏng của Lục Lâm Thiên. Hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa khuếch tán, thiên minh chi hỏa màu xanh lá vô cùng quỷ dị kia giống như chuột thấy mèo, lập tức chấn động, nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là dưới hỏa diễm màu xanh ra trời cướp đoạt và ăn mòn,
thiên minh chi hỏa màu xanh lá vô cùng quỷ dị kia trực tiếp tan rã, hóa thành sương mù ngập trời. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót lại một khối lớn, thân ảnh minh hoán kia lúc này đang được bao phủ ở bên trong. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm nhìn minh hoán được thiên minh chi hỏa bao phủ bên trong, miệng cười nhạt một tiếng, hai tay chấn động, mở miệng khẽ hấp một cái, một cỗ hấp lực ngập trời giống như một cái vòi rồng lan tràn ra. Siêu siêu! Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy thiên minh chi hỏa màu xanh lá quỷ dị khiến cho linh hồn người ta rung động kia giờ phút này trực tiếp bị U Minh thôn phệ vào trong miệng rồi biến mất. Thân ảnh minh hoán dần dần hiện thân trong thiên minh chi hỏa, ánh mắt khiếp sợ. Dần dần ngốc trệ, trở nên kinh hãi. Thiên minh chi hỏa chỉ có vậy mà thôi, ở trước mặt ta còn chưa có tư cách kêu gào. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, giờ phút này khí tức tam nguyên hóa hồng phô thiên cái địa tràn ra. Bàn tay khẽ bấm một cái, trên đầu ngón tay, một đám hỏa diễm màu xanh ra trời giống như một đạo thiểm điện màu xanh xẹt qua trời cao. Những nơi hỏa diễm đi qua, không gian một đường hóa thành hư vô. Sau đó rơi thẳng vào trên vai minh hoán. Xoẹt! Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như lưu quang xẹt qua không trung, thế như sấm sét, minh hoán kia không biết tại sao lúc này lại không có cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm màu xanh ra trời đánh vào vai mình, cuối cùng xuyên qua vai đi ra. Phụt! Một ngụm máu tươi từ trong miệng minh hoán phun ra, hỏa diễm màu xanh ra trời xuyên thủng bờ vai trái của hắn, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, đồng tử co rút lại. Vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Ngày hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, ngươi thua. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên nhìn minh hoán, nam tử tuấn Mỹ đầu lĩnh của Thiên La Minh đối với Lam Thập Tam, Lục Tâm Đồng đều không có hạ sát thủ, trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, giờ phút này coi như trả lại nhân tình. Nếu như lúc này thừa cơ giết chết minh hoán này mà nói thì thương khung minh lại có chút hẹp hòi, không đặt được lên mặt bàn. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Trong Thiên La Minh, nam tử tuấn Mỹ nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lại nhìn minh hoán đang sững sờ, nói. Minh hoán, còn không lui xuống. Minh hoán không nói thêm gì nữa, vừa rồi chỉ có bản thân hắn rõ ràng nhất, thực lực của U Minh này khủng bố bao nhiêu. Dưới cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời kia, thiên minh chi hỏa của hắn hoàn toàn bị áp chế không có cách nào nhúc nhích, dưới cỗ uy áp kinh khủng kia. Ngay cả chỗ chống phản kháng hắn cũng không có. Vừa rồi hắn đã cảm giác được khí tức tử vong, đối phương không ngờ lại cường hãn như vậy. Thắng rồi, U Minh của Phi Linh Môn chiến thắng. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trong đám đại biểu Phi Linh Môn vang lên tiếng hò hét phấn chấn, Phi Linh Môn tranh đoạt được một tòa hồng hoang điện, đối với đại biểu Phi Linh Môn mà nói, tự nhiên bọn họ biết rõ điều này đại biểu cho điều gì. Xem ra Phi Linh Môn này sắp áp đảo hai đại liên minh rồi. Trước chiến đài, trong đám người rậm rạp chằng chịt bắt đầu bộc phát ra tiếng nghị luận không ngừng, tất cả các đại biểu của các thế lực lớn lập tức tỏ vẻ chúc mừng Phi Linh Môn. Phi Linh Môn thu được một tòa hồng hoang điện, cả 3.000 đại thiên thế giới đều thấy. Có thể tưởng tượng ra một điều, không bao lâu nữa, danh tự Phi Linh Môn sẽ vang vọng cả 3.000 đại thiên thế giới, danh tự nhất định sẽ vang dội hơn hai đại liên minh. Oanh! Trong thương khung chiến trường, Minh Hoán bị thua. Khối cự thạch dưới chân hắn trầm xuống. Khối cự thạch lớn dưới chân linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm dâng cao lên, đứng song song với Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ nổi lên rung động, chấn động không thôi. Khóe miệng cười nhạt một tiếng, dường như trong lòng đã hiểu ra. Lúc trước khi Thiên Kiếm Môn bị diệt môn, cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố kia Nguyên Nhược Lan vẫn còn nhớ rõ mồn một trong đầu. Lúc này lại chứng kiến thấy hỏa diễm màu xanh ra trời, sao nàng lại không rõ, U Minh này không phải linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên thì còn có thể là ai? Cũng chính là linh vật trời sinh. Trong đội ngũ của Thiên La Minh, Minh Hoán bị thua, nam tử tuấn Mỹ nhìn lên trên không trung cũng không quay đầu lại mà nói. La Mỹ, trận thứ 3 ngươi lên đi. Vâng, Nguyên Soái. Một nữ tử xinh đẹp người mặc khải giáp màu đỏ. Thân thể mềm mại uyển chuyển nghe vậy lập tức đi ra. Nói xong, cánh tay giơ lên, khối cự thạch lớn lập tức phóng về phía trước. Thân thể mềm mại linh lung được kiện khải giáp màu đỏ bao phủ nhảy về phía trước, tiếp đó lập tức đáp xuống khối cự thạch vừa mới phóng về phía trước kia. Nhìn đội hình thương khung minh, đôi mắt có chút đỏ lên của nàng dường như đã sớm nhận định mục tiêu là Bắc Cung Vô Song,
La Mỹ trầm giọng nói. Thiên sát nhất tộc, La Mỹ của La sát nhất tộc thỉnh giáo, mời lên chiến một trận. Cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên quay người nói với Bắc Cung Vô Song. Yên tâm đi. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng cười, dứt lời, váy dài tung bay, khối cự thạch lớn cách đó không xa bắn về phía trước, mũi chân nàng điểm nhẹ mặt đất, lập tức nhảy lên trên không trung. Thượng Thanh Thế Giới, Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song. Bắc Cung Vô Song chân đạp cự thạch lướt về phía trước, ánh mắt nhìn về phía La Mỹ của La Sát nhất tộc, nhất cử nhất tộc đều hiện lên vẻ thanh nhã, cao quý. Lại là Phi Linh Môn. La Mỹ nhíu mày, trong đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía Bắc Cung Vô Song, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Phía trên khải giáp màu đỏ quanh người bắt đầu có La Sát chi khí từ từ lan tràn, khởi động. Chỉ trong nháy mắt, La Sát chi khí quanh thân La Mỹ không ngờ lại trở nên nồng đậm, cái đùi ngọc thon dài run lên, cái eo nhỏ nhắn, đường cong hoàng mỹ khiến cho người ta nhìn vào không khỏi thầm than. Nữ tử La Sát nhất tộc đều xinh đẹp vô cùng. La Mỹ này thân là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của La Sát nhất tộc, càng thêm động lòng người vô cùng. Nếu như ở trong nhân tộc, đủ để hại nước hại dân. Quản ngươi là người Phi Linh Môn gì đó, trận này ngươi nhất định sẽ thua. Trong sát na ngắn ngủi, khí tức La Sát chấn động, miệng La Mỹ yêu kiều quát lên một tiếng, tay nắm chặt thanh trường kiếm màu đỏ vừa mới xuất hiện. Kiếm quang huyết sắc xuất hiện, một đạo kiếm quang giống như lưu quang phóng đi. Thân thể mềm mại cùng lúc cũng lao thẳng về phía Bắc Cung Vô Song. Khí tức tam nguyên hóa hồng hậu kỳ phóng ra, một kiếm đánh thẳng tới Bắc Cung Vô Song. Siêu! Một đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện, không gian nhanh chóng chấn động. Năng lượng huyết sát cuồng bạo rung động khiến cho không gian bị lật tung. Kiếm quang giống như lưu quang, giống như sấm sét ẩn chứa huyết sát chi khí khủng bố, khiến cho không gian trên đường tan vỡ. Trong nháy mắt đánh tới trước người Bắc Cung Vô Song. Siêu! Trong nháy mắt này, Bắc Cung Vô Song mở miệng cười, ngay khi đạo kiếm quang huyết sắc đánh tới trước người nàng, cánh tay vung lên. Trên đầu ngón tay có một đạo quang trụ bằng năng lượng màu xanh đậm bắn ra. Lập tức va chạm với đạo kiếm quang huyết sắc giống như lưu quang. Quang trụ bằng năng lượng màu xanh đậm giống như là một đầu quái thú, sau khi va chạm với kiếm quang huyết sắc, bên trên giống như ẩn chứa lực lượng ăn mòn cực mạnh, hoặc giả giống như có thể thôn phệ kiếm quang huyết sát. Trong nháy mắt nhanh chóng ăn mòn, thôn vệ năng lượng trên kiếm quang huyết sắc. Người thua. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Bắc Cung Vô Song truyền ra, thân ảnh xinh đẹp như thiểm điện, thừa cơ xuất thủ, trong bàn tay trái có một trường ấn màu xanh trong sát na trực tiếp đánh vào khải giáp trên người La Mỹ. Phanh. Một trường của Bắc Cung Vô Song nhìn như mềm yếu vô lực, thế nhưng rơi vào khải giáp trên người La Mỹ lại khiến cho khải giáp trên người La Mỹ run lên. Một cỗ khí tức thôn vệ tất cả sinh cơ khuếch tán. Dưới cỗ khí tức thôn vệ sinh cơ này, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng biến thành từng vòng rung động, từng vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, hư không bắt đầu trở nên hoang vu, tiêu điều. Xoạt xoạt. Dưới lực lượng thôn vệ sinh cơ khủng bố này, thân thể mềm mại của La Mỹ cũng không biết là lùi lại hay bị đánh bay ra, thân thể liên tiếp lảo đảo lui lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Khí tức huyết sát cuồn cuộn quanh thân bắt đầu khởi động. Lúc này mới có thể chống lại lực lượng ăn mòn, thôn vệ sinh cơ kia. Mắt nhìn Bắc Cung Vô Song trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng và khiếp sợ. Bắc Cung Vô Song lạnh nhạt đứng giữa không trung, thân ảnh xinh đẹp mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra một cỗ khí chất thanh nhã giống như trời sinh, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Lẳng lặng lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn La Mỹ rồi nói. Ngươi thua rồi. Không, ta không có thua. Con mắt đỏ hồng của La Mỹ lập lòe chấn động, nàng không tin trong vòng một chiêu mình đã bị thua. Điều này không có khả năng, thân là tồn tại đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của La Sát nhất tộc, nàng không có khả năng thua trong tay một nhân loại. La Sát động không, huyết sát vạn ảnh. Một giây sau, La Mỹ yêu kiều quát lên một tiếng, khí tức huyết sát cuồng bạo quanh thân tuôn ra, lập tức che khuất bầu trời, dùng xu thế ngút trời bao phủ trời xanh. Cuối cùng bằng mắt thường có đỡ ẻ thấy được. Trên thân thể mềm mại uyển chuyển của La Mỹ có vô số lưu quang lướt đi, cuối cùng hóa thành trên vạn thân ảnh rậm rạp chằng chịt lơ lửng trên không trung. La Sát nhất tộc có thiên phú trên phương diện áo nghĩa không gian, giống như Chu Tước nhất tộc của Chu Thần Hy, thế nhưng so ra còn kém Chu Tước nhất tộc. Mắt nhìn không gian phía trước, ánh mắt Tiểu Long khẽ đảo, thủ đoạn do La Mỹ kia thúc giục ra tự nhiên không tránh khỏi dò xét của hắn. Siêu 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 siêu.
vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt nương theo khí tức huyết sát giống như mưa to lập tức phô thiên cái địa phóng về phía Bắc Cung Vô Song. Năng lượng khủng bố bộc phát, trực tiếp khiến cho cả phiến không Gina chấn động, bạo liệt. Siêu! Khí tức huyết sát tràn ngập không trung, Bắc Cung Vô Song khẽ ngẩng đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt lập tức mở ra, trong mắt có một cỗ tinh mang màu xanh từ trong hai mắt nàng mạnh mẽ bắn về phía chân trời. Khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt, khí tức cuồng bạo đánh văng gợn sóng trong không gian. Một cỗ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt từ không gian quanh thân tràn ngập ra chung quanh. Mà dưới loại khí tức này lan tràn, tất cả mọi người trong hư không mới kinh hãi phát hiện ra, nguyên lực trong cơ thể không ngờ trực tiếp run lên, vô cùng rõ ràng, sinh cơ trên người bắt đầu trực tiếp biến mất. Trong lúc vô thanh vô tức biến mất, tứ nguyên hóa hồng, Bắc Cung Vô Song là tứ nguyên hóa hồng. Trong Thiên La Minh, nam tử tuấn mỹ nhìn về phía trước, ánh mắt mờ ảo hiện lên vẻ rung động. Cấp độ tứ nguyên hóa hồng, ở trong đám người cùng thế hệ là tồn tại đủ để khinh thường quần hùng. Vận khí của La Mỹ dường như không tốt lắm, không ngờ lại lựa chọn một người có tu vi tứ nguyên hóa hồng. Vô Song tỷ là tứ nguyên hóa hồng. Tứ nguyên hóa hồng. Giờ phút này không chỉ có người Thiên La Minh kinh hãi than một tiếng, mà ngay cả đám người Tiểu Long, Dương Quá, Phong Du Du, Mẫu Đơn và những người khác kinh ngạc. Đến thời điểm này, sau khi khí tức trên người Bắc Cung Vô Song phóng ra toàn bộ, bọn họ mới biết được không ngờ Bắc Cung Vô Song đã là tứ nguyên hóa hồng. Tứ nguyên tiểu siêu phàm, đủ để khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ cùng với Băng Thiên, hai vị siêu cấp cường giả giờ phút này không khỏi nhìn nhau. Vẻ mặt hai người khiếp sợ, không dưới mọi người. Cấp độ tứ nguyên hóa hồng đối với hai siêu cấp cường giả này mà nói, bọn họ càng hiểu rõ điều này đại biểu cho điều gì. Siêu siêu. Khí tức huyết sát phô thiên cái địa nương theo vô số thân ảnh lao thẳng về phía Bắc Cung Vô Song. La Sát nhất tộc vốn có thiên phú không gian hơn người, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Sinh sinh bất tức. Trong sát na này, trước người Bắc Cung Vô Song, một đạo quang mang màu xanh đậm đột nhiên lấy bản thân nàng làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh đậm cực lớn lan tràn. Lực lượng quỷ dị thôn vệ sinh cơ vạn vật lan tràn, nhanh như thiểm điện lan tràn ra bốn phía. Trong thoáng chốc, không gian to lớn này bị quang mang màu xanh đậm bao phủ vào bên trong. Một cỗ năng lượng đáng sợ giống như cơn lốc khuếch tán. Hung hăng va chạm với vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt do khí tức huyết sát tạo ra. Siêu siêu. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn vệ sinh cơ vạn vật trong không gian nhanh như thiểm điện lan tràn ra, gợn sóng không gian nứt vỡ từng khúc. Khí tức huyết sát kinh khủng kia cùng với sinh cơ trên vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt kia trong nháy mắt bị chém nứt trong không gian màu xanh đậm này, bị một cỗ năng lượng quỷ dị thôn vệ sinh cơ vạn vật trong không gian này thôn vệ không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến không gian lớn đều bị cắn nuốt thành hư không hoang vu. Không gian mất đi sinh cơ, chỉ có một mình Bắc Cung Vô Song là có sinh cơ rào rạt tồn tại trong không gian này. Trong hư không, lúc này vô số La Mỹ rậm rạp chằng chịt dễ dàng bị nghiền nát rồi tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một La Mỹ đứng trong hư không, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, tái nhợt vô cùng. Ở trong không gian quỷ dị này nàng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Ở trong không gian này khiến cho nàng lập tức có cảm giác sinh cơ bị tiêu diệt. La Sát Chân. Trong lúc ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, La Mỹ khẽ kêu một tiếng, mà ngay khi nàng còn chưa dứt lời, đồng tử màu đỏ đột nhiên co rút lại, thân ảnh xinh đẹp của đối phương lúc này tức thì xuất hiện trước mắt nàng. Ở trong không gian này thiên phú không gian của La Sát nhất tộc cũng bị áp chế, thuộc tính mộc nổi danh xảo trá và quỷ dị, dưới uy áp giai vị, khiến cho nàng không có cách nào chống lại. Xoẹt! Trước khí tức thôn vệ sinh cơ cực lớn này ngay khi tới trước người La Mỹ hoàn toàn tiêu tán không thấy. Thân ảnh Bắc Cung Vô Song đáp xuống trước người La Mỹ, miệng nói. Ngươi thua! Tại sao lại dừng tay? Con mắt đỏ tươi của La Mỹ nhìn qua Bắc Cung Vô Song, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi nếu Bắc Cung Vô Song không dừng tay, cho dù nàng không chết cũng phải trọng thương. Dùng ân oán triệu năm của Thương Khung Minh và Thiên La Minh mà nói, đối phương hoàn toàn không cần lưu tình với nàng. Nếu như lần sau gặp lại ta sẽ không lưu tình như ngày hôm nay. Bắc Cung Vô Song nhìn La Mỹ. Ngày hôm qua nam tử mặc áo bào màu đen kia lưu tình với Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song cũng nhìn thấy, cho nên lần này nàng mới trả lại ân tình. Thương Khung Minh và Thiên La Minh có ân oán triệu năm,
đối với người khác mà nói, có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể bỏ xuống được. Bất quá đối với người tới từ linh vũ thế giới như Bắc Cung Vô Song mà nói, có lẽ muốn buông xuống thì dễ dàng hơn nhiều. Ta thua, người thắng. Mắt nhìn Bắc Cung Vô Song một lát, La Mỹ mới nói, thân ảnh xinh đẹp lập tức lui lại. Bắc Cung Vô Song trước mắt này nàng biết rõ mình căn bản không có cách nào chiến thắng, cái hào rộng giữa tứ nguyên hóa hồng và tam nguyên hóa hồng vô cùng rõ, nàng không có cách nào vượt qua. Nàng là tồn tại đỉnh phong nhất trong đám người trẻ tuổi của La Sát nhất tộc, thế nhưng La Mỹ có thể cảm giác được, Bắc Cung Vô Song trước mắt không phải nhân tộc bình thường, thậm chí cũng không phải là những người trẻ tuổi trong cổ tộc bình thường có thể so sánh. Ầm ầm, Bắc Cung Vô Song chiến thắng, hai khối cự thạch một trầm xuống, một bay lên cao. Ba trận quyết đấu, Thương Khung Minh đều thắng ba. Phu nhân chiến thắng, Phi Linh Môn ta có được hai tòa Hồng Hoang Điện. Thượng Thanh Thế Giới ta thắng liên tiếp hai trận, hai tòa Hồng Hoang Điện a. Phi Linh Môn hay lắm, Thượng Thanh Thế Giới chúng ta phát tài rồi. Giờ phút này những người chủ chốt như Lục Lâm Thiên, Phong Du Du, Lục Kinh Vân còn chưa xuất trận mà Thượng Thanh Thế Giới đã có hai tòa Hồng Hoang Điện. Chuyện này đủ để khiến cho hơn trăm vạn người trong tất cả thế lực lớn và người cổ tộc chung quanh chiến đài lúc này sôi trào không thôi. U Giác, trận thứ tư ngươi ra tay đi. Nam tử Tuấn Mỹ trong Thiên La Minh vẫn vô cùng bình thản. Thiên La Minh thua liền ba trận, dường như chuyện này vẫn không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Cho nên hắn cũng không có quá đặt ở trong lòng. Trận này nhất định ta sẽ chiến thắng. Nam tử Tuấn Mỹ nói xong, một thanh niên bất phàm đáp lời. Thân thể lập tức phóng ra. Một khối cự thạch lớn giống như ngọn núi phía trước xẹt qua không trung, lơ lửng ở vị trí giữa Thương Khung Minh và Thiên La Minh. Mà thân thể của hắn cũng lập tức đáp vào phía trên khối cự thạch này. Thanh niên này tuy rằng có hình dáng nhân loại, thế nhưng khí tức âm hàn trên người này lại khiến cho linh hồn bất luận người nào đều phải rung động. Mắt nhìn những người Thương Khung Minh còn thừa, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mặc trường bào màu tím vàng sau lưng Lục Lâm Thiên, nói. Dạ Vô Thế Giới, U Giác của Dạ Xoa tộc, nếu như ngươi đầu hàng có lẽ còn có chút thể diện. Thanh niên mặc trường bào màu tím vàng nhạt nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Thân ảnh lập tức giống như một đạo lưu quang màu tím vàng bắn ra, cuối cùng đáp xuống trước người U Giác, miệng nở nụ cười lạnh, nói. Thượng Thanh Thế Giới, Phi Linh Môn, Hồn Sát. Lại là Phi Linh Môn. Nghe vậy giờ phút này U Giác nhìn không được mà kinh ngạc lên tiếng. Phi Linh Môn kia không có chút danh tiếng gì, thế nhưng hôm nay đột nhiên lại có nhiều người đột nhiên xuất hiện như vậy, lại vô cùng mạnh mẽ. Cha, cha nhanh cho ta. Phi Linh Môn này rốt cuộc là thế lực gì? Lập tức điều tra cho ta. Phi Linh Môn này rốt cuộc có địa vị gì? Trong 3.000 đại thế giới, trong không ít mật địa, từng mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra. Thế lực thần bí Phi Linh Môn này đã khiến cho 3.000 đại thiên thế giới chú ý. Hồn Sát. Cũng là người Phi Linh Môn ta à. Hồn Sát, lại là người Thượng Thanh Thế Giới ta. Lần này thực sự phát tài rồi. Xem ra trong Phi Linh Môn quả thực là tàng long ngọa hổ à. Trong Thượng Thanh Thế Giới, đại biểu Phi Linh Môn lần nữa kinh ngạc, trăm vạn người của các thế lực lớn và cổ tộc lập tức phấn chấn. Trên khối cự thạch lớn kia, U Giác nhìn nam tử mặc trường bào màu tím nhạt, sát khí u ám cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Khiến cho trong không gian này bắt đầu có vô số sát khí u ám điên cuồng thẩm thấu ra. Sát khí u ám mạnh mẽ giống như là một cơn bão lan tràn ra chung quanh. Dạ Xoa chân thân. Thanh âm âm lệ từ trong miệng U Giác vang lên, sát khí u ám cuồn cuộn chấn đột, đột nhiên hóa thành Dạ Xoa chân thân khổng lồ, vô cùng khủng bố, ước chừng mấy trăm trượng. Đầu như bướu lạc đà, bàn tay to lớn mà đen nhánh nắm một cái đinh ba màu đen phóng ra sát khí u ám cuồn cuộn. Bên trên có vô số hồn anh phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, khiến cho linh hồn người ta đau đớn. Mắt nhìn Dạ Xoa chân thân khổng lồ trước mắt, nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt khẽ nhếch miệng. Người này chính là đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Dùng thân thể do trăm vạn sát khí và tàn hồn ngưng tụ thành của đại hồn anh, Lục Lâm Thiên cũng thuận miệng bịa ra cái tên hồn sát, chỉ là lúc này số tàn hồn mà đại hồn anh thôn vệ đầu chỉ dừng lại con số trăm vạn. Nhìn bản thể U Giác. Đại hồn anh không có để ý một chút nào. Giờ phút này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên rõ ràng nhất thực lực đại hồn anh hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng nào. Không nói trong thời gian nửa năm này đại hồn anh theo đại quân Thượng Thanh Thế Giới hấp thu tàn hồn và sát khí, số năng lượng khổng lồ kia đối với đại hồn anh mà nói tuyệt đối là thuốc bổ. Mà trong tuyệt linh độc cốc lúc trước,
Sau khi đại hồn anh thôn phệ hồn anh của diệt hồn yêu cơ lục nguyên hóa hồng đại siêu phàm, kỳ thật thực lực cho dù bảo thủ một chút ít nhất cũng có thể đạt tới cấp độ có thể so sánh với ngũ nguyên hóa hồng. Tăng thêm trong nửa năm này đại hồn anh thôn phệ hàn ước tàn hồn và sát khí, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, thực lực của đại hồn anh hiện tại có lẽ có thể so sánh với ngũ nguyên hóa hồng đỉnh phong. Dùng thực lực của đại hồn anh hiện tại, đối mặt với U Giác chỉ có tu vi tam nguyên hóa hồng hậu kỳ gần tới đỉnh phong này, tự nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không để trong lòng. Trong cấp độ hóa hồng cảnh, mỗi một nguyên đều là một cái hào rộng, huống chi là cách nhau nhị nguyên. Dạ Xoa nhất tộc bất phàm, thế nhưng bản thân đại hồn anh cũng không phải là vật phàm. Tiểu tử, khí tức trên người ngươi không phải nhân tộc, lại ở trước mặt Dạ Xoa tộc, cho nên ngươi nhất định sẽ thua. Nhìn đại hồn anh của Lục Lâm Thiên, U Giác hét lớn một tiếng, không có bất kỳ trì hoãn nào, hắn liền ra tay. Cây đinh ba trong tay run lên, không gian chung quanh thân hình khổng lồ lập tức có vô số năng lượng màu đen tuôn ra, năng lượng màu đen khủng bố giống như những đạo lôi đình màu đen ma mị, mỗi một đạo đều khiến cho không gian xuất hiện vết nứt đen kịt lan tràn ra chung quanh. Giống như sấm chớp trong giông bão. Ầm ầm, chư không run run, vô số đạo năng lượng màu đen khủng bố nương theo tiếng sấm vang vọng giống như lôi đình lập tức phô thiên cái địa bao phủ đại hồn anh. Tam nguyên hóa hồng. Ngay cả tứ nguyên tiểu siêu phàm cũng còn chưa tới. Ngươi còn quá yếu. Khóe miệng đại hồn anh của Lục Lâm Thiên nhếch lên, ống tay áo màu tím vàng nhạt run lên. Chỉ một thoáng, sát khí ngập trời toàn thân tuôn ra giữa không trung. Khí tức huyết sát âm hàn ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ra, khiến cho không gian chung quanh lập tức gió nổi mây phun. Sát khí tựa như cơn lốc phóng ra, thân hình của hắn trong sát na hóa thành khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng. Không kém Dạ Xoa chân thân của U Giác chút nào. Thân hình khổng lồ hiển hiện, trong khí tức huyết sát âm hàn ngập trời, đại hồn anh xẹt qua không trung, hai tay cực lớn vung lên, lập tức há mồm phun ra lực lượng cắn nuốt vô cùng lớn. Cỗ lực lượng kia lúc này giống như là sấm sét phóng tới trước mặt năng lượng màu đen khủng bố giống như ma lôi kia rồi nhanh chóng thôn phệ. Đại hồn anh thôn phệ năng lượng màu đen mênh mông, rậm rạp chằng chịt kia tựa như cá voi hút nước, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trước người. Năng lượng kinh khủng màu đen giống như ma lôi kia lại giống như không chịu nổi một kích, bị đại hồn anh nuốt vào trong bụng, thôn phệ. Thân hình khổng lồ của đại hồn anh lúc này giống như một cái động không đáy cực lớn, cho dù có nhiều năng lượng màu đen cùng với sát khí âm hàn đi chăng nữa nó cũng có thể thôn phệ được hết. Tại sao lại mạnh như vậy? Cảnh này xuất hiện khiến cho đám người đứng xem chung quanh run rẩy như cầy sấy, Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác lúc này cũng run lên, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dạ Xoa diệt hồn. Cây đinh ba cực lớn tựa như thiểm điện lướt đi mang theo năng lượng cuồn cuộn trong tay U Giác, lập tức đâm vào trên thân hình của đại hồn anh. Phá! Tiếng quát của đại hồn anh như sấm, phất tay hành động. Ở trong khí tức huyết sát âm hàn ngập trời có một đạo năng lượng huyết sát màu tím nhạt giống như một sợi dây xích nhanh như thiểm điện phóng về phía cây đinh ba kia. Nhanh chóng quấn quanh cây đinh ba khổng lồ này. Ngay sau đó cây đinh ba khổng lồ này dễ dàng bị dạn nứt. Cuối cùng thế như trẻ tre bị nghiền nát. Ken két. Cây đinh ba cực lớn bị nghiền nát, sát khí u ám ngập trời bắn ra tứ phía. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác, dưới khí tức huyết sát kia ăn mòn, U Giác thân là Dạ Xoa nhất tộc cũng không chịu đựng nổi. Ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong miệng lập tức có một ngụm máu tươi đen nhánh được phun ra. Không, tại sao lại mạnh như vậy? Ta không thua, sẽ không thua. Ánh mắt khiếp sợ tới mức co rúm lại. U Giác thật không ngờ hắn lại bị thua hời hợt như vậy. Thân là một trong những cường giả đỉnh phong của Dạ Xoa nhất tộc, trong đám người cùng thế hệ khó mà có được địch thủ, hắn chưa từng thua thảm như vậy. Khi thân hình Dạ Xoa chân thân khổng lồ ổn định lại, trong mắt U Giác hiện lên vẻ hung ác, thủ ấn lần nữa được kết, dường như lại quyết định lần nữa liều mạng. Không biết tự lượng sức mình, coi như người tự bảo cũng vô dụng. Tiếng quát vừa dứt. Thân hình khổng lồ của đại hồn anh xẹt qua trời cao lập tức xuất hiện trước Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Hai tay khẽ động, không gian đột nhiên run lên rồi nhanh chóng co rút lại, từng đạo năng lượng huyết sát âm hàn giống như từng đạo sấm sét bắn ra. Thân hình khổng lồ của đại hồn anh lơ lửng, năng lượng huyết sát âm hàn trong tay xé rách không gian, mang theo tiếng nổ đáng sợ hung hăng đánh vào trên Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Dưới công kích như vậy, năng lượng phong tỏa không gian, khiến cho không gian vặn vẹo. Không trung phong vân biến sắc, không gian bị xé rách. Năng lượng tựa như hủy diệt lan tràn,
năng lượng kinh người lập tức đều rơi vào trên dạ xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích đánh xuống, lực lượng huyết sát âm hàn từ trong không gian phô thiên cái địa tuôn ra, khí tức ngập trời trong người trong tích tắc triệt để phóng thích ra, khí tức cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, không gian rung chuyển không ngớt. Xoẹt, từng đạo công kích mang theo lực lượng quá mức cuồng bạo, mạnh mẽ vô cùng đánh vào trên dạ xoa chân thân khổng lồ của U Giác. Âm thanh bạo liệt kinh người liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Cả phiến không gian bị xé mở. Trong miệng U Giác liên tiếp có máu tươi màu đen phun ra, thân hình khổng lồ giống như diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Khi tất cả biến mất, yên tĩnh lại, dạ xoa chân thân khổng lồ của U Giác trên không trung đã bay ngược về phía xa xa, bắn ra khỏi vòng quang mang màu vàng bao phủ khối cự thạch lớn. Oanh! Tiếng nổ vang trầm thấp vang vọng. Khối cự thạch vốn dưới chân của U Giác trầm xuống, khối cự thạch dưới chân đại hồn anh của Lục Lâm Thiên dâng lên, thắng bại đã định. Dạ xoa chân thân khổng lồ của U Giác thu liếm, trong miệng lần nữa có máu tươi điên cuồng phun ra, ánh mắt như cho tàn. Thắng rồi, Phi Linh Môn tranh đoạt được tòa Hồng Hoang Điện thứ ba. Thượng Thanh Thế Giới lại thắng, Thượng Thanh Thế Giới ta lần này phát tài rồi. Trên không trung chung quanh bốn phía chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, tiếng hò hét vang vọng. Âm thanh phấn chấn không ngừng vang lên, tất cả đều sôi trào. Đại biểu Phi Linh Môn lơ lửng trên không trung, đứng cùng với tất cả các đại cổ tộc, bất luận một đệ tử Phi Linh Môn lúc này đều cảm thấy tự hào vì là một phần tử của Phi Linh Môn. Trưởng môn Phi Linh Môn còn chưa có ra tay mà đã đoạt được ba tòa Hồng Hoang Điện, loại chiến tích này từ xưa tới nay dường như còn chưa có bất kỳ đại thế giới nào làm được. Mà bây giờ Phi Linh Môn lại làm được. Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái, ba người này nhìn qua truyền tống trận hình chiếu thời không, lúc này ba người cũng không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn và khiếp sợ khó có thể che giấu. Ba người càng ngày càng khẳng định, gia nhập Phi Linh Môn là lựa chọn sáng suốt. Hiện tại coi như có người muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ sẽ không nguyện ý rời khỏi Phi Linh Môn. Bốn tòa Hồng Hoang Điện, nếu như tiếp tục như vậy, đệ đoán chín tòa Hồng Hoang Điện đều là của chúng ta. Tiểu Long nhìn bốn người còn lại của Thiên La Minh, sau đó nhìn Lục Lâm Thiên cười nói. Lão đại, chúng ta còn có 6 người, bọn họ chỉ có 4, không tạo nên bao nhiêu sóng gió a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, nói với Tiểu Long. Bốn người còn lại mới là người mạnh nhất. Nói xong, Lục Lâm Thiên nhíu mày, dựa theo quy tắc, do bên bại khiêu chiến trước, nếu không ứng chiến coi như thua. Thiên La Minh vẫn luôn lựa chọn những người yếu trong Thiên La Minh ra tay. Như vậy có chút không ổn. Người đầu lĩnh kia hẳn là thần linh Nhiễm Hồng, người chân lý Niết Bàn, tộc nhân của thần linh tộc. Dương Quá nhìn bốn người còn lại của Thiên La Minh phía trước, nói với đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Kinh Vân. Người mặc trường bào màu đen như mực kia hẳn là Thích Thiên, là linh vật trời sinh trong Thiên La Minh. Cũng là chân lý Niết Bàn, hai người này mới là hai người khó chọc nhất. Hai chân lý Niết Bàn thì tính sao? Bên này chúng ta cũng có lão đại và đệ đều là chân lý Niết Bàn. Dương Quá đại ca cũng là quy chân Niết Bàn, dù thế nào đại thế lần này của Thiên La Minh đã mất. Tiểu Long nói. Oanh! Khối cự thạch lướt đi, ngay khi đám người Tiểu Long, Lục Lâm Thiên, Dương Quá nói chuyện. Một đạo thân ảnh xinh đẹp chân đạp khối cự thạch xẹt qua không trung. Trên người mặc một bộ váy dài, thân hình mềm mại mà uyển chuyển. Dung nhan của nàng không dưới là Mỹ. Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thứ năm, bà Tu Mỹ Ngọc của Tu La nhất tộc. Ánh mắt Dương Quá khẽ đổi, nhìn thân ảnh xinh đẹp trên khối cự thạch lớn phía trước rồi nói. Lại là Tu La nhất tộc sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trận đầu người đối chiến với Nguyên Nhược Lan cũng là bà di của Tu La nhất tộc. Dương Quá nghe vậy nói. Bà Tu Mỹ Ngọc này cùng với bà di đều là người của Tu La tộc, thế nhưng lại tới từ hai đại tộc trong Tu La tộc. Bà Di tới từ cuồng chiến Tu La nhất tộc, bà Tu Mỹ Ngọc này dường như tới từ thiên thủ Tu La nhất tộc. La sát tộc có thiên phú với áo nghĩa không gian, Tu La nhất tộc lại có thiên phú hơn người với áo nghĩa thời gian. Ngay khi Dương Quá nói xong, trên khối cự thạch phía trước, bà Tu Mỹ Ngọc nhìn Phong Du Du, hai người dường như đã sớm nhìn nhau, người này nói. Bà Tu Mỹ Ngọc của Tu La tộc, Phong Du Du, chúng ta đã lâu không gặp. Phong Du Du ngẩng đầu nhìn bà Tu Mỹ Ngọc, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Trận này xem ra ta phải lên rồi. Bà Tu Mỹ Ngọc này hơn 1000 năm trước ta đã từng gặp qua.
đồng thời còn từng giao thủ qua với nàng ta. Khi đó chúng ta mới chỉ là ngộ chân cảnh mà thôi. Cẩn thận một ít, Lục Lâm Thiên nói, trong lúc mơ hồ ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, Phong Du Du đột phá tới Tam Nguyên Hóa Hồng còn chưa được bao lâu, mà bà Tu Mỹ Ngọc đã tới Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. So với u giác của Dạ Xoa nhất tộc vừa mới ra tay chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ít nhất khí tức bên ngoài mạnh hơn không ít. Ta sẽ cố hết sức, ít nhất bà Tu Mỹ Ngọc kia muốn thắng ta cũng không dễ. Phong Du Du cũng tự biết trên phương diện tu vi của nàng yếu hơn bà Tu Mỹ Ngọc. Nàng nhìn Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, y phục màu trắng khẽ tung bay, âm thanh vừa dứt, cự thạch phía trước lập tức bắn ra. Oanh! Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, y phục màu trắng trên người Phong Du Du tung bay, nhất cử nhất động đều làm tăng thêm vẻ mê người của nàng. Thân hình mềm mại uyển chuyển theo khối cự thạch lập tức phóng về phía trước, đứng đối diện với bà Tu Mỹ Ngọc. Bà Tu Mỹ Ngọc, Phong Du Du, nhị nữ này bất luận là ai đều là những nhân vật quan trọng, đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi trong 3.000 đại thiên thế giới. Lúc này nhị nữ đứng đối diện với nhau, từ trong tới ngoài thương khung chiến trường, trong mật địa thiên giới của tất cả các đại thế giới, từng ánh mắt bỗng nhiên chăm chú tập trung vào hai người. Phong Du Du của Phong gia rốt cuộc ra tay. Phong Du Du Phong gia, nhất định phải đoạt được Hồng Hoang Điện. Bốn phía chung quanh chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trăm vạn ánh mắt nhìn vào, nhanh chóng nhìn chăm chú vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Đã lâu không gặp, lần trước không phân ra thắng bại, lần này nhất định phải phân ra thắng bại. Thân ảnh xinh đẹp động lòng người của Phong Du Đê đáp xuống, y phục màu trắng tung bay, trong không gian hiện lên chấn động như ẩn như hiện. Một khuôn mặt thánh khiết, cao quý tới thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Giống như đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian này. Thế nhưng lại cao quý khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Đứng trước mặt bà Tu Mỹ Ngọc xinh đẹp kia dường như còn mạnh hơn một phần. Bà Tu Mỹ Ngọc nhìn qua Phong Du Du, khí chất chỉnh thể thua Phong Du Du một phần, thế nhưng so với Phong Du Du dường như lại có vẻ kinh nghiệm, khóe miệng khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt sáng nổi lên không ít chấn động, nàng nói. Lần trước đó nếu không phải có người nhúng tay vào ngươi nhất định sẽ thua. Lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Bây giờ có lẽ ngươi nên đầu hàng còn kịp. Thật sao? Phong Du Du ngẩng đầu nhìn qua bà Tu Mỹ Ngọc, trong đôi mắt thanh tịnh có tinh mang tràn ra, bờ môi son khẽ mở, nói. Vậy ra tay đi, nếu như thực sự có thể thắng ta, khi đó có nói mạnh miệng cũng không muộn. Tóm lại ngươi nhất định sẽ thua. Bà Tu Mỹ Ngọc nói, hàm răng mơ hồ hiển hiện trong bờ môi. Âm thanh giống như hoàng oanh hót, khí tức tu la cuồng bạo âm hàn quanh thân lập tức chấn động. Váy dài trên người run lên, khí tức tu la cuồng bạo bắt đầu khởi động, khiến cho không gian bốn phía chung quanh bắt đầu run lên. Có chiêu gì cứ ra, ta sẽ tiếp. Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên vang vọng, y phục màu trắng trên người Phong Du Du cũng bỗng nhiên run lên, khí tức vô hình lập tức từ trong cơ thể nàng tràn ra. Nương theo đó còn có khí tức thương cổ khuếch tán. Đối chọi gay gắt với bà Tu Mỹ Ngọc. Oanh! Khí tức của nhị nữ va chạm, gợn sóng trong không gian lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng. Khí tức âm hàn cuồng bạo, thương cổ từ nơi hai cỗ khí tức va chạm với nhau tạo thành hình cung giống như gợn sóng lan tràn ra, khiến cho không gian run run không ngớt. Hai cỗ khí tức va chạm, trong nháy mắt hai đạo thân ảnh mềm mại, uyển chuyển của Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc giống như hai đạo thiểm điện trong chốc lát phóng ra. Tu La Diệt Hồn Chỉ. Thân ảnh xinh đẹp của bà Tu Mỹ Ngọc đập ra, trong tay có một đạo chỉ ấn âm hàn cuồng bạo phá không bắn ra, chỉ ấn xuyên thủng không gian bắn thẳng tới Phong Du Du. Cổ Phong Phá Diệt Chỉ. Vẻ mặt của Phong Du Du không có một chút chấn động nào, năng lượng thiên địa thuộc tính phong đột nhiên hội tụ quanh thân. Một đạo chỉ ấn cực lớn bằng năng lượng giống như sấm sét bắn ra. Chỉ ấn giống như thiên thạch xé rách không trung, trong lúc mơ hồ mang theo uy áp chấn động nhân tâm. Nhanh chóng va chạm với chỉ ấn của bà Tu Mỹ Ngọc kia. Xoẹt! Hai đạo chỉ ấn va chạm, không trung rung động kịch liệt. Hai đạo thân ảnh mềm mại đã biến mất tại chỗ. Tiếp đó trong nháy mắt hai đạo thân ảnh đã va chạm ở vị trí cách đó ngoài trăm thước. Diệt Tuyệt Tu Linh Ấn. Ánh mắt bà Tu Mỹ Ngọc lạnh lùng, trên đầu ngón tay có một đạo chỉ ấn phá không bắn ra. Khí tức tu la âm hàn và cuồng bạo tuôn ra, khí tức này khiến cho linh hồn người ta rung động. Tự dưng áp chế linh hồn. Kình Phong Trưởng.
Phong Du Du không cam lòng yếu thế, khí tức chấn động, vung tay đánh ra một đạo trưởng ấn. Ầm ầm. Hai đạo công kích lập tức va chạm vào cùng một chỗ, kinh khí khủng bố giống như một cơn lốc kết nối giữa trời và đất quét qua, không gian chung quanh lập tức bị san bằng. Rầm rầm rầm. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp nhanh như thiểm điện, đều nhanh chóng vô cùng. Trong giây lát đã giao thủ được mấy chiêu. Mỗi lần khi hai đạo thân ảnh xinh đẹp va chạm đều mang theo năng lượng va chạm, khiến cho cả phiến không gian lớn bị xé rách. Hai người va chạm, trong lòng hai người lại đều biết, không thể rời khỏi đạo quang mang bằng năng lượng vô hình bao phủ khối cự thạch này, bằng không một khi ra ngoài coi như bị thua. Lão đại, tình huống thế nào rồi? Tiểu Long nhìn nhị nữ Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc quyết đấu bên trong, sau đó lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên hỏi. Sau đó mới lại nhìn về phía nhị nữ đang giao thủ nhanh như thiểm điện phía trước. Nhị nữ giao thủ cực kỳ kịch liệt, chuyện này cũng là bởi vì nhị nữ có thực lực không hơn kém nhau nhiều lắm, cho nên khi giao thủ mới càng thêm kịch liệt. Nếu như thực lực kém quá xa mà nói, không bao lâu là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà thường thường gặp người có thực không kém bao nhiêu thì mới có thể khó phân thắng bại được. Nếu như một khi cầm cự được, rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng không có cách nào giải quyết được trận đấu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này vẫn nhìn chăm chú về phía trước, nghe Tiểu Long hỏi vậy, hắn lập tức nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước mắt khó mà nói được, nhị nữ hiện tại chỉ mới giao thủ thăm dò mà thôi. Cũng chưa xuất ra át chủ bài, muốn phân ra thắng bại còn phải xem át chủ bài của ai mạnh hơn. Thân phận và địa vị của hai người đều tương đương nhau. Cho dù là tu vi của Phong Du Du kém hơn một chút, thế nhưng muốn phân thắng bại, sợ rằng phải dựa vào át chủ bài trong tay hai người này. Nhị đệ, Phong Du Du có át chủ bài gì? Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên rồi hiếu kỳ hỏi. Đệ cũng không biết. Lục Lâm Thiên lắc đầu, đối với át chủ bài của Phong Du Du mà nói, quả thực hắn cũng không biết. Phong Du Du có át chủ bài, bà Tu Mỹ Ngọc cũng có, trước mặt thực lực tuyệt đối, sợ rằng át chủ bài không có hiệu quả quá lớn. Mấy vòng chiến đấu phía trước thực lực đều hơn kém quá xa, mà ngay cả Nguyên Nhược Lan và bà Di kia nhìn như thực lực không sai biệt lắm, thế nhưng trên thực tế Nguyên Nhược Lan vẫn mạnh hơn không ít. Cho nên mấy trận trước cũng không có dùng át chủ bài. Hai người Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc kia dường như sàn sàn nhau. Nhưng mà trên phương diện tu vi cấp độ, Phong Du Du bị thiệt thòi hơn không ít. Bà Tu Mỹ Ngọc hẳn là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong. Nếu như con át chủ bài của Phong Du Du không đủ mà nói, sợ rằng khó có thể chiến thắng. Mẫu đơn nghe ba người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá nói chuyện, lập tức có chút hứng thú đi tới bên cạnh ba người, mở miệng cười nói. Âm thanh vẫn giống như ma âm. Tuy rằng trên phương diện tu vi Phong Du Du kém hơn một ít, nhưng mà chưa tới cuối cùng khó mà phán đoán được kết quả. Chênh lệch tu vi cấp độ như vậy có lẽ còn không có cách nào phán định thắng thua. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nếu như dưới tình huống bình thường, Lục Lâm Thiên tự nhiên không dám cam đoan, nhưng mà hiện tại Lục Lâm Thiên biết rõ một chuyện. Ban đầu ở trong thế giới hỗn độn của bí cảnh Phong gia, tàn hồn của cường giả viễn cổ kia từng để cho hắn và Phong Du Du cùng nhau hấp thu thái cổ chi khí màu vàng rèn thể. Chỗ tốt do thái cổ chi khí kia mang lại có tác dụng cực lớn, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng hiểu rõ. Mà cuối cùng tàn hồn cường giả viễn cổ kia còn rót vào trong đầu hắn lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính phong hùng hồn, khiến cho trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính phong của hắn có tiến bộ cực lớn. Lục Lâm Thiên suy đoán, cường giả viễn cổ kia hơn phân nửa là người Phong gia, chỗ tốt đó tự nhiên cũng không thiếu phần của Phong Du Du. Cho nên lúc này tuy rằng tu vi của Phong Du Du kém hơn bà Tu Mỹ Ngọc, thế nhưng cũng không phải không có lực chống lại. Lục Lâm Thiên suy đoán, muốn phán định thắng thua rõ ràng, sợ rằng phải dựa vào át chủ bài của hai người. Xem ra người đối với Phong Du Du này có không ít tin tức nha, sẽ không phải lại lưu tình khắp nơi đó chứ. Lục Lâm Thiên nói xong, mẫu đơn không chút khách khí cười hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười cười, lúc này hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ mà thôi. Công kích của hai người cuồng bạo, khi thủ lại vô cùng nghiêm ngặt, gió không lọt. Trong thủ có công, muốn phân ra thắng bại sợ rằng không dễ. Không biết ai sẽ là người không nhịn được trước tiên. Lục Kinh Vân giống như không nghe mọi người nói chuyện, thân hình cao ngất giống như một thanh trường thương lúc này vẫn nhìn chăm chú vào hai đạo thân ảnh mềm mại, uyển chuyển đang không ngừng qua lại phía trước. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp không ngừng giao thủ,
nguyên lực cường hãn va chạm, không ngừng có âm thanh trầm đầu upsilon, C truyền ra. Thân ảnh nhanh như thiểm điện mang theo năng lượng chói mắt giống như pháo hoa va chạm, ngày càng kịch liệt. Bà Tu Mỹ Ngọc thân là Tu La nhất tộc, tuy rằng là nữ tử thế nhưng đều hung mãnh hiếu chiến, nguyên lực tuôn ra, không ngừng đánh về phía Phong Du Du, hoàn toàn là công kích cuồng bạo. Nhưng Phong Du Du thân là tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính phong, cho nên có tinh túy của phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Lấy tính chế động, ngẫu nhiên còn có thể đánh trả bà Tu Mỹ Ngọc một hai chiêu. Mặc kệ bà Tu Mỹ Ngọc công kích cuồng bạo ra sao, Phong Du Du đều có thể chống cự, không có một chút biến sắc, rối loạn nào. Thậm chí càng đánh càng trầm ổn, đem đặc tính của áo nghĩa thuộc tính phong phát huy vô cùng tinh tế, phòng ngự lúc nào cũng vô cùng cẩn mật. Trong lúc đám người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Dương Quá, Mẫu Đơn nói chuyện, thân ảnh xinh đẹp của hai người Phong Du Du, bà Tu Mỹ Ngọc trong nháy mắt lại lần nữa giao thủ 10 chiêu. Bà Tu Mỹ Ngọc vẫn điên cuồng công kích, mạnh mẽ tới cực điểm. Phong Du Du thì vẫn phòng ngự nghiêm ngặt. Siêu! Hai đạo thân ảnh vừa mới chạm vào lập tức phân ra. Bà Tu Mỹ Ngọc ở trên áo nghĩa không gian có thiên phú, không gian quanh thân có cảm giác thời không loạn. Thân ảnh trong chốc lát lại lần nữa phóng tới trước người Phong Du Du, trong giây lát trên nắm tay có khí tức cuồng bạo âm hàn tuôn ra. Hình thành một đạo quyền ấn cuồng bạo và âm hàn, uy áp linh hồn cực lớn cùng với khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn ra. Oanh! Phong Du Du cũng là người mang áo nghĩa không gian, tăng thêm lĩnh ngộ thuộc tính phong, tốc độ không dưới bà Tu Mỹ Ngọc. Nhìn đạo quyền ấn âm hàn kia đánh tới, năm ngón tay nắm lại. Một đạo trưởng ấn nương theo không khí chấn động cùng với năng lượng cuồng bạo xuất hiện, không gian chung quanh trưởng ấn thậm chí trong lúc mơ hồ còn xuất hiện khe nứt đen kịt. Trưởng ấn dùng xu thế như sấm sét đánh về phía trước, va chạm với một quyền của bà Tu Mỹ Ngọc. Phanh! Quyền ấn của nhị nữ va chạm vào nhau, trong sát na này, không gian chung quanh bị nghiền nát, năng lượng kình khí hóa thành cơn lốc hình tròn lập tức khuếch tán ra bốn phía. Xoạt xoạt! Hai đạo thân ảnh xinh đẹp vừa mới va chạm lập tức phân ra, đều lảo đảo lui về phía sau. Thân ảnh lần nữa rơi xuống khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân của mình. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối chọi gay gắt, bà Tu Mỹ Ngọc nhìn Phong Du Du, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tu vi của nàng rõ ràng mạnh hơn Phong Du Du, thế nhưng dưới công kích mạnh mẽ liên miên, nàng lại không có cách nào áp chế được Phong Du Du. Hiện tại dường như tới phiên ta. Bốn mắt nhìn nhau. Cổ tay trắng ngần của Phong Du Du run lên, ống tay áo tung bay. Cả phiến không gian trước mặt nàng run lên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thủ ấn trong không gian. Không gian dưới thủ ấn tổng lúc vô thanh vô tức sụp đổ thành một phiến hư không. Kinh khí kinh người rung động lập tức nổi lên sóng to gió lớn, lan tràn ra chung quanh. Lúc này, Phong Du Du đã chuyển thủ thành công, xuất thủ tước. Hừ, động thủ thật sự sao? Lúc này mới coi như là chính thức động thủ. Bà Tu Mỹ Ngọc yêu kiều quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh lập tức lăng không nhảy ra, không lùi mà tiến tới. Trong trường ấn, năng lượng âm hàn trào dâng, hóa thành một đạo năng lượng âm hành tinh luyện xuyên thủng không gian. Những nơi đạo năng lượng âm hàn tinh luyện này đi qua, không gian nhanh chóng có vô số vết nứt đen kịt rung động. Xoẹt! Cả hai va chạm, hai cỗ năng lượng bỗng nhiên khuếch tán trên không trung. Siêu siêu! Trong lúc năng lượng khuếch tán đã mất đi dấu vết của bà Tu Mỹ Ngọc. Trên không trung bỗng nhiên có một vòng năng lượng đen nhánh, cực kỳ âm hàn lan tràn ra. Trong đám năng lượng đen nhánh này, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của bà Tu Mỹ Ngọc được bao phủ vào bên trong. Năng lượng đen nhánh âm hàn tự trong cơ thể nàng cuồng bạo tuôn ra, không ngừng bành trướng, cuối cùng giống như phô thiên cái địa khuếch tán ra cả không gian. Năng lượng âm hàn đen nhánh này khiến cho linh hồn người ta đau đớn. Giống như vô hình xâm nhập vào trong cơ thể khiến cho người ta khó có thể chống cự. Lập tức phong tỏa, vây kín không gian chung quanh Phong Du Du. Nhìn động tĩnh quỷ dị của bà Tu Mỹ Ngọc, Phong Du Du ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, bảo trì vẻ cảnh giác. Tu La Diệt Linh Tràng. Tiếng quát trầm thấp từ trong năng lượng đen nhánh kia truyền ra. Tiếng quát có chút chói tai, cuối cùng cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Không ngờ bà Tu Mỹ Ngọc lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy. Dương Quá nhìn về phía trước, năng lượng đen nhánh đang lan tràn ra kia khiến cho ngay cả hắn lúc này cũng phải nhanh chóng dùng một vòng quang mang màu vàng đất bao phủ thân hình. Cỗ năng lượng đen nhánh kia trong lúc vô hình xâm nhập, ảnh hưởng tới cơ thể,
khiến cho bất luận kẻ nào có mặt ở đây cũng bị ảnh hưởng. Dương Quá lão đại, Tu La Diệt Linh chàng này huynh có biết lai lịch hay không? Tiểu Long nhíu mày, lúc này cảm nhận năng lượng đen nhánh cuồng cuộn kia, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà ngay cả hắn có lực miễn dịch với công kích linh hồn trời sinh lúc này cũng có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của năng lượng đen nhánh phía trước. Dương Quá gật đầu với Tiểu Long, lập tức nói. Tu La Diệt Linh chàng, chính là một trong những thủ đoạn kinh khủng nhất của thiên thủ Tu La nhất tộc. Đồn rằng chỉ có thiên thủ Tu La nhất tộc ở trong mộ địa dung hợp với 1000 tàn hồn của tiền bối Tu La nhất tộc, hấp thu tàn hồn và sát khí Tu La mới có thể tu luyện thành công. Cần dung hợp tàn hồn của hơn 1000 tiền bối Tu La nhất tộc, hấp thu tàn hồn và sát khí Tu La mới có thể tu luyện thành công sao? Loại thủ đoạn này quả nhiên rất đặc biệt. Tiểu Long nghe vậy trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Đâu chỉ là đặc biệt đơn giản như vậy. Dương Quá tiếp tục nói. Tu La Diệt Linh chàng này ở trong đám người trẻ tuổi đỉnh phong của thiên thủ Tu La nhất tộc hiện tại cũng khó có ai có thể tu luyện thành công. Hấp thu tàn hồn của 1000 tiền bối Tu La nhất tộc và sát khí Tu La. Người bình thường hấp thu trên 100 cũng đủ để khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Người có thiên phú tuyệt đỉnh cũng khó có thể hấp thu được ngoài 500. Bà Tu Mỹ Ngọc này có thể thành công đủ để thấy được thiên phú của nàng ta mạnh ra sao. Tu La Diệt Linh chàng này rất lợi hại sao. Tiểu Long híp mắt nói, cho dù hắn cảm giác được bên trong năng lượng màu đen kia ẩn chứa lực lượng khủng bố, thế nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi Dương Quá. Dương Quá nhìn Tiểu Long mỉm cười nói. Không chỉ rất lợi hại, còn rất khủng bố. Sát khí Tu La và tàn hồn Tu La trong Tu La Diệt Linh chàng này đủ để khiến cho linh hồn bị áp chế tuyệt đối. Sát khí Tu La trong này có thể ăn mòn tất cả, đồn rằng thời điểm viễn cổ. Có cường giả trong thiên thủ Tu La nhất tộc dựa vào Tu La Diệt Linh chàng này là có thể đem hơn người có tu vi đồng cấp hóa thành xương trắng. Thôn phệ linh hồn những người này. Nghe qua cũng không phải yếu. Tiểu Long bĩu môi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên năng lượng đen nhánh phô thiên cái địa phía trước. Xoẹt. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng đen nhánh bắt đầu khởi động. Thân hình Phong Du Du đều bị bao phủ vào bên trong. Nếu không phải lúc này quanh thân Phong Du Du có một vòng quang mang năng lượng vô hình lan tràn ra khí tức thái cổ mà nói, sợ rằng lúc này thân hình của nàng đã lập tức bị ăn mòn thành xương trắng rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, lúc này trong đám năng lượng đen nhánh mà quỷ dị này, đám năng lượng dường như có thể ăn mòn, tiến vào trong vòng quang mang năng lượng quanh thân Phong Du Du, khiến cho Phong Du Du khó có thể chống cự. Nguyên lực cuồng cuộn phóng ra, vẫn không hoàn toàn có hiệu quả. Cũng chỉ có thể ngăn cản tốc độ ăn mòn của năng lượng màu đen một chút mà thôi. Khanh khách, ngươi không có cách nào ngăn cản Tu La Diệt Linh chàng của ta đâu. Tu La Diệt Linh chàng của thiên thủ Tu La nhất tộc ta chính là khắc tinh của nhân tộc các người. Trong đám năng lượng đen nhánh bao phủ, bản thân bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng đen kịt bao phủ như ẩn như hiện. Âm thanh tựa như chim hoàng oanh, nhưng lúc này thân ảnh ở trong năng lượng đen kịt như ẩn như hiện, giống như là một đầu lệ quỷ. Ô ô, chi chi, trong Tu La Diệt Linh chàng, tiếng kêu chói tai, âm thanh giống như quỷ khóc thần sâu vang vọng. Âm thanh thê lương không ngừng vang lên bên tai, rơi vào trong tai mỗi người giống như là có người dùng búa tạ gõ vào trên linh hồn. Xoẹt, dưới sự ăn mòn không ngừng của năng lượng đen nhánh, quang mang năng lượng vô hình quanh thân Phong Du Du dần dần cũng chuyển thành ánh sáng màu đen. Nhưng ánh sáng màu đen này nhúc nhích. Tựa như vô số con giòi nhỏ bò trên vòng quang mang quanh thân nàng. Tốc độ tuy rằng chậm chạp, thế nhưng số lượng lại ngày càng nhiều. Diện tích khuếch trương càng lúc càng lớn, sợ rằng không bao lâu nữa những ánh sáng màu đen này có thể bao phủ trọn vòng quanh mang chung quanh thân hình Phong Du Du, khiến nó trở thành đen kịt. Phong Du Du, ngươi không đấu lại được ta đâu. Nhân tộc làm sao có thể đấu lại được minh linh nhất tộc chúng ta? Âm thanh của bà Tu Mỹ Ngọc truyền ra, trong năng lượng đen kịt. Thân hình thúc dục năng lượng đen kịt lan tràn, chăm chú tập trung vào trên người Phong Du Du. Ở trong Tu La Diệt Linh chàng, tất cả đều là địa bàn của nàng. Tất cả đều do nàng làm chủ, đừng nói là người có tu vi đồng cấp, dựa vào Tu La Diệt Linh chàng, coi như là vượt cấp đánh chết đối thủ nàng cũng có thể làm được. Trong Thiên La Minh, lúc này chỉ còn lại nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân cùng thanh niên mặc áo bào màu đen như mực. Người còn lại chính là một nam tử thân thể vạm vỡ. Khôi Ngô, mặc y phục màu đen. Người này nhìn về phía trước rồi nói với nam tử Tuấn Mỹ và thanh niên mặc trường bào màu đen như mực. Không ngờ bà Tu Mỹ Ngọc lại tu luyện thành Tu La Diệt Linh chàng.
Coi như là ta bị vây khốn bên trong, sợ rằng cũng khó có thể thoát thân. Phong Du Du này nhất định sẽ thua. Nam tử Tuấn Mỹ nghe vậy, ánh mắt không có quá nhiều chấn động, nói. Ta nhớ trong phong gia của Thượng Thanh thế giới còn có một thanh Lưu Vân Phượng Xí Kiếm bất phàm a. Lúc này Phong Du Du còn chưa xuất động Lưu Vân Phượng Xí Kiếm, nhất định nàng ta còn chưa có ý định dùng át chủ bài. Tu La Diệt Linh chàng tuy rằng lợi hại, thế nhưng muốn đánh bại Phong Du Du, kết quả cuối cùng khó mà nói trước được. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm thì thế nào? Tu La nhất tộc chuyên tu bản thể, cũng không dưới thông linh bảo khí, Phong Du Du đã không còn lực xoay chuyển tình thế. Nhân tộc Thủy Chung vẫn không có cách nào so sánh với minh linh chủng tộc chúng ta. Nam tử thân hình vạm vỡ, tục tần kia nói. Nam tử Tuấn Mỹ tuyệt luôn nghe vậy không nói gì, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía nhị nữ đang giao thủ trong Tu La Diệt Linh chàng trước mắt. Xoẹt! Dưới năng lượng đen nhánh ăn mòn, trong Tu La Diệt Linh chàng, quang mang quanh thân Phong Du Du ngày càng không có cách nào chống lại. Quang mang bằng năng lượng vô hình quanh thân nàng bị năng lượng đen nhánh chung quanh bao phủ, cuối cùng dần dần biến thành màu đen. Phong Du Du, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi không chống lại được ta đâu. Ngươi đã thua rồi, trong Tu La Diệt Linh chàng của ta, một nhân tộc như ngươi làm sao có thể chống lại. Mắt nhìn quang mang vô hình quanh thân Phong Du Du lúc này đã triệt để biến thành màu đen, bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng đen nhánh bao phủ lúc này mở miệng nói, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Bà Tu Mỹ Ngọc rất rõ ràng, ở trong Tu La Diệt Linh chàng của nàng, vô luận là nguyên lực của nhân tộc, hay là thân hình, linh hồn, tâm cảnh, tâm trí đều bị ảnh hưởng. Đừng nói là tu vi của Phong Du Du này còn kém nàng một ít. Coi như là vượt cấp hơn nàng, cũng khó có thể chống lại Tu La Diệt Linh chàng. Phong Du Du, chống lại đi. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới, bốn phía chiến đài, lúc này vô số người lo lắng, không khỏi âm thầm nắm chặt hai tay nhìn vào truyền tống trận hình chiếu thời không. Nhà đầu này cuối cùng cũng đối đầu với thiên thủ Tu La nhất tộc sao. Trên không trung, trên khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của Phong Hành Thiên Chủ, trong ánh mắt mênh mông kia lúc này cũng hiện lên chút ngưng trọng. Tu La Diệt Linh chàng của thiên thủ Tu La nhất tộc, lúc trước trong thiên thủ Tu La nhất tộc có người luyện thành công thứ này. Khi đó trong thương khung bí cảnh không biết đã có bao nhiêu cường giả thương khung minh bị ăn mòn ở bên trong. Thủ đoạn đại hung kia thật sự khó có thể đối phó. Nhà đầu Du Du này tuy rằng thiên phú tốt, thế nhưng trong người mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Thiên phú của Tu La nhất tộc luôn mạnh hơn nhân tộc. Lần này trong Thiên La Minh xuất hiện vô số cường giả. Nhà đầu Du Du có thể đi tới một bước này đã không tệ rồi. Băng Thiên nhìn truyền tống trận hình chiếu thời không phía trước rồi nói. Nhà đầu này họa phúc song hành, chỉ tiếc chúng ta đều bất lực. Nếu như có thể làm cho nhà đầu kia đi tới một bước cuối cùng kia, dung hợp hoàn mỹ, khi đó muốn đánh bại nữ nhân của thiên thủ Tu La nhất tộc kia cũng không phải là không làm được. Phong Hành Thiên Chủ khẽ than thở, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Dù sao chuyện đó cũng không có biện pháp, tình huống của nha đầu Du Du này cũng hiếm thấy, họa phúc song hành a. Băng Thiên cũng lắc đầu không thôi. Trong Tu La Diệt Linh chàng, năng lượng đen nhánh tràn ngập ở bên trong. Quang mang vô hình quanh thân Phong Du Du lúc này đã sớm chuyển thành màu đen kịt. Năng lượng tràn ngập chung quanh lúc này suy yếu, dường như không có cách nào chống đỡ được nữa. Nhà đầu này coi như rốt cuộc không có cách nào chống đỡ. Tu La Diệt Linh chàng này quả thực rất mạnh. Mẫu Đơn nhìn về phía trước, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo. Lục Lâm Thiên vẫn đứng chắp tay, miệng thì thào nói. Sắp xuất con át chủ bài sao? Rốt cuộc đã tới lúc chính thức quyết định thắng bại. Xoẹt! Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, bên trong năng lượng đen nhánh trên không trung, quang mang đen kịt quanh thân Phong Du Du lúc này rốt cuộc không có cách nào chịu nổi gánh nặng bị ăn mòn lập tức rạn nứt. Xoẹt một tiếng, dưới ánh mắt vui vẻ của bà Tu Mỹ Ngọc và bà Di bị thua từ trước, quang mang quanh thân nàng tiêu tán thành sương mù. Mà trong ánh mắt vui vẻ của bà Tu Mỹ Ngọc và những người khác, sau khi vòng quang mang kia hóa thành sương mù, từng ánh mắt đang vui vẻ bỗng nhiên chuyển thành khiếp sợ. Từng ánh mắt nhìn vào, lúc này sau khi quang mang bị nghiền nát, mọi người cũng không nhìn thấy Phong Du Du vô cùng chật vật, tất cả đều khác so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Rốt cuộc là thế nào? Cỗ khí tức kia sao lại mạnh như vậy? Đó là loại khí tức nào? Tại sao lại mạnh như vậy? Năng lượng trong Tu La Diệt Linh chàng dường như không có cách nào dung chuyển cỗ khí tức kia. Át chủ bài, Phong Du Du quả nhiên xuất át chủ bài.
Từng ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này trong vòng quang mang đã bị tiêu tán thành sương mù, Phong Du Du lúc này cũng không có vẻ gì là chật vật, ngược lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, quanh thân được quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ. Quang mang màu vàng nhàn nhạt này lan tràn ra, không gian run lên. Không gian chung quanh quang mang màu vàng vặn vẹo, khí tức lạ lẫm tuôn ra, tràn ngập khí tức thái cổ. Ngoài quang mang nhàn nhạt, năng lượng màu đen trong tu la diệt linh tràng bị ngăn cách ở bên ngoài. Năng lượng màu đen kinh khủng vô cùng kia lúc này ở trước quang mang màu vàng nhạt kia giống như gặp phải khắc tinh, hoàn toàn không có cách nào ăn mòn. Bên ngoài quang mang năng lượng màu vàng, năng lượng màu đen nhanh chóng nhượng bộ, lui lại. Bên trong quang mang màu vàng nhàn nhạt này có một loại năng lượng lạ lẫm, mang theo cảm giác nóng bỏng nhàn nhạt. Quang mang này thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ đỡ upsilon, c ngầu. Là cỗ khí tức kia. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, quang mang màu vàng cùng với khí tức thái cổ kia tự nhiên Lục Lâm Thiên không xa lạ gì. Quang mang màu vàng nhàn nhạt cùng với khí tức thái cổ tràn ngập kia chính là lực lượng thần dị mà khi ở trong bí cảnh phong gia của Thượng Thanh thế giới hắn đã hấp thu từ trong tay cường giả viễn cổ của phong gia. Trong thương khung chiến trường, từng đạo ánh mắt đều nhìn vào người Phong Du Du, loại khí tức này cho dù là ai đều có thể cảm nhận được sự bất phàm. Đó là khí tức gì? Không ngờ lại không sợ tu la diệt linh tràng. Từng ánh mắt nhìn về phía Phong Du Du, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ. Chống lại được rồi, Phong Du Du còn con át chủ bài. Không hổ là Phong Du Du của Phong gia, lại chống lại được. Trong Thượng Thanh thế giới, trong mật địa thiên giới, bốn phía chiến đài lúc này có vô số tiếng hét vang vọng, tất cả mọi người xôi trào. Các đệ tử Phong gia sau khi khẩn trương lúc này lập tức xôi trào, máu tươi trong người như sôi lên. Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Nhà đầu này từ lúc nào đã nhận được đại cơ duyên như vậy? Tại sao ta cũng không biết ha? Lúc này trong đôi mắt mênh mông, thâm thúy của Phong Hành Thiên Chủ cũng hiện lên vẻ rung động. Phong gia của Thượng Thanh thế giới không đơn giản a. Trong Thiên La Minh, nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân và nam tử mặc trường bào màu đen như mực nhìn về phía trước, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Lúc này bên trong quang mang màu vàng nhạt cùng với khí tức thái cổ, thân ảnh xinh đẹp của Phong Du Du được bao phủ bên trong, trên thân hình mềm mại có quang mang màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn, cực kỳ mờ ảo. Mắt nhìn bà Tu Mỹ Ngọc phía trước, miệng thì thào nói. Tu La Diệt Linh chàng tuy rằng không kém, thế nhưng chỉ tiếc muốn đối phó với ta còn chưa đủ. Oanh! Phong Du Du nó xong, trên khuôn mặt thánh khiết, trong đôi mắt sáng kia bắn ra tinh mang. Khí tức quanh thân không hề giữ lại mà phóng ra. Y phục màu trắng bên trong quang mang màu vàng nhạt phần phật. Uy thế kinh thiên khuếch tán ở trên không trung, lưu quang trong lòng bàn tay lóe lên. Ông! Một đạo âm thanh giống như phượng kêu vang vọng. Âm thanh vang vọng không trung, trong tay Phong Du Du lập tức xuất hiện một thanh linh khí hình đường kiếm kỳ lạ, toàn thân trắng như tuyết. Đường cong hoàn mỹ, tựa kiếm mà không phải là kiếm, tựa quạt mà không phải là quạt, giống cánh mà không phải là cánh. Thứ này giống như do vô số chuôi linh kiếm dung hợp hoàn mỹ với cái cánh của một đầu phượng hoàng màu trắng vậy. Lưu Vân Phượng Xí Kiếm quả nhiên ở trong tay của Phong Du Du. Ánh mắt nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân biến đổi, dường như biết rõ lai lịch của Lưu Vân Phượng Xí Kiếm, ánh mắt lập tức nhìn vào Lưu Vân Phượng Xí Kiếm trong tay Phong Du Du. Owner! Lưu Vân Phượng Xí Kiếm xuất hiện trong tay Phong Du Du, khí tức kinh người, sắc bén lan tràn ra. Khiến cho trong tu la diệt linh tràng lập tức cuồng phong rít gào, năng lượng thiên địa ngập trời bị dẫn dắt. Xoẹt! Trong quang mang màu vàng nhàn nhạt, tất cả năng lượng màu đen trong tu la diệt linh tràng đều bị ảnh hưởng. Thân hình mềm mại của Phong Du Du giống như thiểm điện lao thẳng về phía bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng màu đen bao phủ. Nơi nàng đi qua, tiếng quỷ khóc thần sầu trong tu la diệt linh tràng im bặt, năng lượng đen nhánh nhanh chóng tách ra hai bên, nhượng bộ lui binh. Siêu siêu! Thân ảnh mềm mại lướt đi, Lưu Vân Phượng Xí Kiếm trong tay Phong Du Du nhanh chóng run rẩy. Mỗi khi Lưu Vân Phượng Xí Kiếm di chuyển một phần là lập tức lưu lại một đạo kiếm quang giống như thực chất ở trước người. Ông ông! Âm thanh giống như tiếng phượng hoàng hót khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh lập tức bạo động, không gian tu la diệt linh tràng rung chuyển không ngớt. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, Phong Du Du đã tới trước mặt bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng màu đen bao phủ. Kiếm ảnh ngập trước người nàng hội tụ thành một đầu kiếm phượng khổng lồ, miệng dịu dàng quát. Lưu Vân Phượng Xí, Phượng Vũ Cửu Thiên.
Tiếng quát vang vọng, y phục màu trắng trên người Phong Du Du bay phần phật, đặt chân lên trên người đầu kiếm phượng khổng lồ, quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ thân hình nàng. Giống như tiên tử giáng trần, ở dưới Tu La Diệt Linh chàng tràn ngập năng lượng đen nhánh cuồng cuộn tựa như một vị thần. Chi! Đầu kiếm phượng kia giống như vật còn sống, vỗ cánh bay lên, miệng kêu chi một tiếng. Âm thanh vang vọng trời cao, đánh về phía bà Tu Mỹ Ngọc. Siêu 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 siêu! Dưới hai cánh của đầu kiếm phượng khổng lồ, vô số kiếm ảnh hư ảo giống như mũi tên nhanh chóng bắn ra. Kiếm ảnh giống như mưa to phô thiên cái địa phóng tới bà Tu Mỹ Ngọc. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo vết nứt không gian đen kịt. Chỉ một thoáng, trên không trung tràn ngập vô số vết nứt không gian đen kịt giống như là đai lưng. Uy năng khủng bố kinh thiên động địa, khí tức thái cổ bao phủ thương khung chiến trường. Thiên thủ Tu La biến, Tu La thiên năng diệt. Bà Tu Mỹ Ngọc ẩn thân trong năng lượng đen nhánh lập tức biến sắc, năng lượng màu đen kịch liệt chấn động, bành trướng. Một đoàn năng lượng màu đen cực lớn ngưng tụ, lập tức phóng về phía đầu kiếm phượng khổng lồ kia. Xoẹt! Cả hai va chạm, không gian chung quanh sụp đổ từng khúc. Kiếm phượng hóa thành vô số đạo kiếm quy nát hư ảo lập tức phóng về phía năng lượng màu đen. Đoàn năng lượng màu đen khổng lồ kia chỉ trong thoáng chốc hóa thành vô số năng lượng màu đen ngập trời. Từng đạo đều quấn quanh vô số hư ảnh kiếm quang kia. Cả hai dây dưa, trong giây lát đồng thời tiêu tán. Năng lượng khuếch tán không có tạo ra tiếng nổ quá lớn, chỉ là không gian chung quanh trong lúc vô thanh vô tức lại nứt vỡ hóa thành hư vô. Vô số khe nứt chỉ trong thoáng chốc liên tiếp xuất hiện trên hư không. Vô thanh vô tức, thế nhưng cả thương khung chiến trường đều cảm nhận được áp lực. Va chạm bực này khiến cho đám người Lục Tâm Đồng, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phà, Bà Di, La Mỹ bị thua trở ở phía dưới không khỏi nhìn nhau. Va chạm như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, quả thực không phải là tồn tại mà bọn họ có thể chống lại. Coi như là đám người Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phàm đều có tu vi tam nguyên hóa hồng, nhưng lúc này bọn họ đều nhìn ra, hai người Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc tuy rằng đều là tam nguyên hóa hồng, thế nhưng thực lực của hai người này bằng vào bọn họ khó có thể chống lại. Trong đám người có tu vi đồng cấp, Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ, Bà Di và những người khác biết thực lực của bản thân mình đã coi như là đỉnh phong, thế nhưng thực lực của nhị nữ Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc lại là đỉnh phong trên đỉnh phong. Thiên thủ Tu La không hổ là tồn tại đỉnh phong nhất Tu La nhất tộc. Uy năng của Tu La thiên năng diệt không ngờ lại khủng bố như vậy. Phối hợp với Tu La diệt linh tràng, uy năng càng thêm khủng bố vô song. Quả thực bất phàm. Dương Quá nhìn phía trước rồi thì thào nói. Lúc này nhìn nhị nữ Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc kịch chiến, ánh mắt hắn khẽ đảo. Loại thực lực này ngay cả hắn cũng phải bắt đầu rung động. Phong Du Du, có thể khiến cho ta vận dụng con át chủ bài cuối cùng, người đã phải khiến ta nhìn ngươi bằng con mắt khác. Trong nhân tộc, người có thiên phú như người trong hàng ước người không có lấy một người. Nhưng mặc kệ ngươi có át chủ bài gì, hiện tại cũng không đủ để chống lại được ta. Âm thanh của bà Tu Mỹ Ngọc từ trong đoàn năng lượng đen nhánh đang bành trướng truyền ra. Trong đoàn năng lượng đen nhánh đang bành trướng lập tức xuất hiện thiên thủ Tu La thân khổng lồ. Thân hình khổng lồ đứng sừng sững trong biển năng lượng màu đen. Thân hình Tu La thế nhưng sau vai lại có ngàn cánh tay, rậm rạp chằng chịt lơ lửng, giống như là quan âm ngàn tay vậy.